Chương 81, tỉnh rồi, cửa mở ra, A bước vào. À, ư, ừ, sau giấc mơ kỳ lạ đó, Chung Thịnh nhìn thấy A lại hơi xấu hổ. Anh vội vàng nhảy xuống giường, nhưng rồi lập tức ngồi trở lại, còn kéo chăn bọc lấy người. Chết tiệt, sao mình lại ngủ trần? Xin lỗi, mặt đỏ bừng, Chung Thịnh cúi gầm đầu xuống, sắp chạm cả ngực. Trong mắt A lướt qua ý cười, không sao, lòng thì bỏ thêm một câu, rất đẹp. Chung Thịnh do dự nửa ngày, cuối cùng đành mở miệng, ừm Arin, cậu có thể lấy hộ tôi cái quần lót không? Thật kỳ lạ, trước kia anh cũng từng để trần trước mặt Arin rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại không muốn thế, tối thiểu phải mặc một cái quần lót mới được. Arin nhướng mày, lấy một cái quần màu lục từ trong ba lô ra đưa cho anh, rồi rất tự giác xoay người, lên mạng xem tin tức. Loạt soạt thay quần trong chăn một hồi, Trung Thịnh mới lò dò bước ra khỏi chăn. Thấy Arin không quay đầu lại, anh mới vội vàng lấy một bộ quần áo ra mặt lên người. Đến khi cài xong nút áo cuối cùng, anh mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có cảm giác an toàn. "Ồ, tối qua cậu ngủ rất say." Adrian lơ đã nói, Chung Thịnh ngẩn người, "Xin lỗi, tôi ngấy sao?" "Không, cậu ngủ rất trầm, cũng rất ngoan." Adrian nói mà như có điều ám chỉ. Chung Thịnh nhìn hắn với vẻ khó hiểu, không đọc được thâm ý trong lời nói của hắn. Thấy Chung Thịnh không hiểu, Adrian cũng không vội. Sau chuyện ngày hôm qua, hắn cảm thấy may mắn vì đã không trực tiếp ra lệnh cho anh cởi quần áo nằm lên giường. Nếu không, căn cứ vào phản ứng ngày hôm qua, có khi mình vừa ra lệnh chung thịnh liền ngất luôn. Xem ra vẫn phải từ từ, Arin nghĩ mà thấy rầu. Cái chuyện đó, một khi ý thức được rồi, dục vọng trong lòng sẽ rạo rực như lửa cháy. Ngày nào cũng ở bên người mình yêu, vậy mà không thể làm gì, cảm giác đó thật sự rất khổ sở. Arin còn giữ thân xử nam là vì không thích làm giao, nhưng năng lực về phương diện đó vẫn rất bình thường. Có mục tiêu rồi còn cưỡng chế cấm dục đúng là vô nhân đạo. Vừa rồi Hồ Lập gửi tin, bảo chúng ta 9 giờ xuống sảnh tầng một tập trung, ừ, cậu ăn sáng chưa, rồi. Khách sạn có phục vụ bữa sáng, phần của cậu tôi đặt bên kia kìa, cảm ơn, lặng lẽ giải quyết xong bữa sáng, chung thịnh xoa hai bên Thái Dương, có cảm giác thái độ của Arin hơi lạ. Mà rốt cuộc đêm qua mình đi ngủ thế nào? Arin vừa xem mấy trang web không lành mạnh, vừa âm thầm quan sát vẻ mặt mù mờ của Trung Thịnh. Không hiểu sao, hắn bỗng cảm thấy tâm trạng lúc này rất tốt, đôi môi nhếch lên để lộ ý cười, Arin càng nghiêm túc nghiên cứu tài liệu tìm được trên mạng, phải bôi trơn thế nào để người yêu đồng tính của bạn không phải chịu đau đớn, tôi no rồi. Chúng ta xuống tập trung đi, máy móc nuốt hết bữa sáng, Trung Thịnh nhìn Arin vừa cười vừa tra tư liệu, chợt thấy lòng mình rối bời. Được, mắt Arin vẫn đảo qua đảo lại giữa quan não và Trung Thịnh, mãi đến khi Trung Thịnh bị nhìn đến sẵn cả da gà mới đóng quan não, chậm rãi đứng lên. Giữa hai người tồn tại một bầu không khí khác thường khiến những người khác cùng xuống tập hợp vô thức đứng cách họ một khoảng. Hai người họ làm sao vậy? Samantha với Lâm Phỉ Nhi đứng xa nhất, nhỏ giọng thì thầm với nhau. Lâm Phỉ Nhi cười mà như không cười liếc nhìn Arin, dục cầu bất mãn, phục, Samantha trợn tròn mắt. Lôi tranh đứng cạnh nghe lén thì phun cả ngụm nước ra ngoài. Xin lỗi đội trưởng, em không cố ý. Lôi tranh vẽ mặt ấy nấy, nhìn hồ lập bị mình phục nước tẩy rửa một phen, khóc không ra nước mắt. Hồ lập vuốt nước trên mặt, cười vô cùng hòa ái. Không sao, đội trưởng, anh đừng làm em sợ. Lôi tranh thật sự bị dọa muốn khóc. Mấy ngày nay vẫn thường thấy hồ lập cười lạnh với chăm chọc, nay bỗng nhiên cười ôn hòa như thế làm cậu thấy áp lực nặng nề, giơ ra giữ khoảng cách với cả trung thịnh lẫn hồ lập thì thầm với hạng phi việc lạ năm nào cũng có hôm nay đặc biệt nhiều hạng phi trừng mắt lườm cậu nhưng vẫn phối hợp lùi lại mấy bước chịu thôi bên trung thịnh thì bầu không khí kỳ lạ bên hồ lập thì cười dịu dàng đến rợn người cậu không dám trêu vào ai hết vì sự an toàn của bản thân tốt nhất vẫn nên tránh xa ra ít nhất lúc chạy trốn sẽ nhanh hơn người khác hồ lập cười tủm tỉm tôi nghĩ chắc hôm qua mọi người đều ngủ ngon cả nhỉ mọi người lâm phỉ nhiên nghiến răng nghiến lợi Vâng thưa đội trưởng, cảm ơn anh đã đặt phòng tình nhân cho bọn em. Ô! Mấy đứa không thích, hồ lập gãi cầm, ánh mắt nhìn Arin trông thế nào cũng thấy tà ác. Cũng tạm, nếu giường nhỏ hơn một chút thì tốt, như thế hai người ôm nhau ngủ sẽ tiện hơn. Arin thản nhiên nói, những người khác. Mở nó, Arin bị người khác nhập vào đúng không, chắc chắn là bị nhập rồi. Sao cậu ta có thể mặc lạnh tanh nói ra một câu như thế chứ? Nhưng thấy hồ lập á khẩu, họ mới ngộ ra arin đúng là arin học viên tin anh có khác đối đầu với huấn luyện viên lưu manh thì phải dùng thủ đoạn càng lưu manh hơn mới được người khác thì ngộ ra chung thịnh thì như bị sét đánh mọi người có thể sẽ nghĩ arin nói vậy là vì cố ý treo chọc đội trưởng hồ còn anh làm phó quan bao năm nay lại nhìn ra được arin nói rất nghiêm túc như thế nghĩa là gì rốt cuộc là có ý gì sẽ không giống như mình nghĩ chứ chung thịnh rối rắm mình chỉ là một con bướm nhỏ sống lại thôi mà, chẳng lẽ vỗ cánh một cái mà ảnh hưởng đến cả ngài Arin? Không thể nào. Làm sao có thể? Khuynh hướng sao có thể bị ảnh hưởng được? Vậy ngài Arin nói thế rốt cuộc là có ý gì? Sau đấy Hồ Lập nói gì Trung Thịnh chẳng nghe được câu nào. Vì câu nói vừa rồi của Arin, Trung Thịnh đã hồn vía lên mây rồi. Trong mắt người khác, Trung Thịnh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng theo sát Arin còn arin thì biết ba hồn bảy ví chung thịnh lại lơ lửng đâu đâu rồi thằng nhóc này có công năng đặc biệt nhỉ hồ lập vốn đi đầu chợt bước chậm lại đi song song với arin arin liếc gã chỉ là cậu ấy có thói quen theo sau tôi thôi hồ lập chật lưỡi đừng đùa hai đứa quen nhau được bao lâu mà cậu ta luyện ra được phản ứng gần như bản năng như thế ngay cả lúc thất thần cũng có thể đi theo cậu arin mím môi đôi mắt sâu thăm thẳm ẩn giấu sự đắc ý kiếp trước chúng tôi có duyên với nhau đời trước cậu ấy là phó quan của tôi, Hồ Lập, hừ, không cần biết hai cậu có duyên kiếp trước hay kiếp sau, tôi chỉ hy vọng cậu ta không ngẩn người quá lâu, nếu không, hừ, tôi sẽ không khách khí đâu, Hồ Lập cười âm hiểm lộ ra răng nanh trắng bóc, yên tâm, cậu ấy chỉ quá khiếp sợ thôi, chốc nữa sẽ bình thường trở lại, tốt nhất là như thế. Chật, nếu trên chiến trường mà cũng như thế thì, A-rin lạnh lùng nhìn Hồ Lập, cái lạnh phát ra từ tận cốt tuỷ. Tôi sẽ không để cậu ấy như thế tiếng gọi bất lực và tuyệt vọng của chung thịnh đời trước như vẫn còn văng vẳng. Hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. adrien siết chặt nắm đấm, vẻ mặt lạnh lùng đến rợn người. Đương lúc hồ lập giật mình vì thấy một thiếu niên 18 tuổi lại có khí thế khiếp người như thế, chuyện khiến gã càng kinh ngạc hơn xảy ra. adrien cậu làm sao vậy? Sự lạnh lùng nơi đáy mắt dần tan, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. adrien ngẩng lên nhìn đôi mắt tràn đầy ý quan tâm lo lắng của Trung Thịnh. Cười khẽ, tôi vẫn ổn. Chung Thịnh từ một tiếng, bắt đầu cảnh giác quan sát bốn phía, thấy cậu thanh niên trước đó còn thất thần, nay chỉ cần cảm xúc adrenaline thay đổi một cái là tỉnh táo lại ngay, Hồ Lập vô cùng kinh ngạc. Hai người này ăn ý với nhau gần như đến mức hoàn mỹ, có lẽ chỉ những cặp song sinh có cảm ứng tâm linh với nhau mới hơn được. Được Hồ Lập dẫn đường, bọn họ đi lên đại sảnh tầng 3. Ái cha, chẳng phải đội trưởng Hồ Lập đây sao? Lâu rồi không đến, có phải đã quên tôi rồi không? một người phụ nữ xinh đẹp mặt sườn sám màu đỏ rực lắc cái eo thon thả bước tới mái tóc đỏ uốn lọn to lượng sóng mềm mại tôn lên dáng người nóng bỏng làm cô thoạt trông như một ngọn lửa rực rỡ hỏa yến cô nói thế thật vô tình lần nào đến đây tôi chẳng tìm cô hồ lập nhếch miệng cười bước lên ôm eo người phụ nữ trao cô một nụ hôn nồng nhiệt hừ muốn chết thử dùng sức thế làm gì son của tôi bị anh ăn hết rồi đây này hỏa yến liếm đôi môi đầy đặn Lương Hồ lập một cái, rồi mới lấy thỏi son từ cái túi sách tay ra, cầm gương lên trang điểm lại. Đến khi xác nhận mặt mũi mình hoàn mỹ rồi, Hỏa Yến mới liếc nhìn bọn họ, sao hạ phúc, anh bắt đầu trông trẻ từ bao giờ thế? Hồ Lập cười kha khà, chịu thôi, trưởng bối nhờ vả mà, dẫn chúng nó đến đây trải nghiệm thực tế. Hỏa Yến phi cười, trải nghiệm. Đừng dọa mấy đứa trẻ này sợ. Vừa nhìn đã biết là thiếu niên ngoan hiền rồi, mới 17-18 đúng không? Chẳng sao cả sợ lại càng tốt, tôi còn có cớ để đuổi chúng nó về. Hỏa Yến miếng môi nhịn cười, rút một điếu thuốc ra đưa lên miệng, nói cho anh biết, đừng tưởng nói thế là tôi giảm giá cho, vé của tôi bán giá cố định rồi. Hồ Lập vội vàng châm lửa cho cô, giọng nịnh nọt, Hỏa Yến, cô nở lòng nào nói thế, tôi muốn mua vé xem cả buổi diễn đấy nha. Hỏa Yến dựng mày, quay sang nhìn Hồ Lập, anh định hù chết chúng nó thật đấy à, Hồ Lập không đáp, chỉ cười khà khà, gãi mũi, được rồi. Hỏa Yến vung tay lên hậu quả thế nào anh tự chịu, có ra sao tôi cũng mặc kệ. Hai ngàn một vé, thế nào, được, Hỏa Yến đã nói vậy thì theo giá đó đi, Hồ Lập cũng không mặc cả. Hai ngày nữa tôi dẫn chúng nó đến, không chừng lại kiếm được một khoản cũng nên, Hỏa Yến giật mình, đôi môi đỏ âu hơi hé. Cô hiểu ý Hồ Lập, nhưng đưa mắt chậm rãi quan sát mấy học viên trước mặt, trong mắt tràn đầy sự cảm thương, Chung thịnh nhíu chặt đầu mày anh chỉ cần nghĩ một chút là biết hồ lập có ý đồ gì nhưng chuyện đó có thật là phù hợp với bọn họ không lâm phỉ nhi nhìn tập vé trong tay hồ lập vội vàng tiến đến tò mò hỏi đội trưởng chúng ta đi xem cái gì vậy hồ lập cười dài nhìn cô lát nữa mấy đứa sẽ biết đảm bảo xem xong sẽ nghiện luôn thật không thật hồ lập nói chắc như đinh đóng cột bọn họ theo chân hồ lập đến một sân đấu hình tròn giữa sân là khoảng trống cực lớn xung quanh còn bố trí rào chắn bảo vệ Nhìn sàn đấu lớn như thế, Lâm Phỉ Nhi vừa mừng rỡ vừa hơi sợ. Đội trưởng, chúng ta đi xem thi đấu cơ giáp sao? Đúng vậy, tuyệt vời. Em muốn xem loại hình thi đấu phấn khích thế này từ lâu rồi, Lâm Phỉ Nhi vô cùng phấn khích, mắt sáng long lanh nhìn khoảng đất trống trước mắt, Samantha cũng hào hứng tìm chỗ ngồi. Tuy họ từng xem thi đấu cơ giáp trên TV, nhưng xem tại hiện trường thế này thích hơn nhiều. Trung Thịnh và Arin không nói gì, tìm chỗ ngồi xuống tình hình kế tiếp về cơ bản họ đều đoán được rồi. Ê, A Phi, sao sắc mặt cậu xấu thế, dê ra chọc chọc hạng Phi ngồi bên cạnh. Được xem đấu cơ giáp trực tiếp thế này phấn khích biết bao nhiêu, sao trong A Phi vẫn bình tĩnh vậy, hạng Phi có phần hoài nghi thái độ lạc quan của mọi người. Không phải cậu không tin huấn luyện viên Hồ Lập, chỉ là cậu cứ có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như thế, huống hồ, dù không ngồi gần sàn đấu, nhưng từ góc độ của cậu vẫn có thể nhìn thấy một vài vệt nâu sẫm trên sàn đấu chẳng hiểu sao nhìn những vết nâu ấy cậu lại có cảm giác không ổn gần đến thời gian thi đấu khoảng trống xung quanh dần được lấp đầy người ngoài khu vực phổ thông mà bọn họ ngồi còn có một lô ghế huyền phù chúng được chuẩn bị riêng cho những kẻ có tiền vừa đảm bảo tính riêng tư vừa có thể di chuyển trong một khu vực nhất định tức là người ngồi trên đó có thể điều chỉnh cho ghế đến gần sàn đấu để xem rõ hơn đời trước Trung Thịnh từng được ưu đãi ngồi trên lô ghế đó, thiết bị phục vụ trên đó đều là những sản phẩm cao cấp nhất. Trận đấu sắp bắt đầu, Hồ Lập nói nhỏ một câu, thu hút sự chú ý của mọi người. Bên trên sàn đấu, bốn màn hình lớn đặt ở bốn góc hiện lên tên của cặp đấu đầu tiên, Bạo Nha vs Killer, dưới tên hai tuyển thủ là những chiến tích của họ và mã số cá cược. A, à, ở đây còn có cả cá cược. Dê ra hưng phấn hô lên, ừ, ngồi tại chỗ cũng có thể đặt cược, chỉ cần kết nối bằng quan não của mấy đứa, đặt tiền trong vòng 3 phút sau khi trận đấu bắt đầu là được. Hồ Lập lười biến đáp, quá tốt, dơ ra lập tức nghiên cứu chiến tích của hai đấu thủ, chuẩn bị kiếm chát một ít qua trận đấu này, bắt đầu rồi, tập trung vào mà xem. Mấy tên này tuy thực lực chẳng có gì đáng nói, nhưng vẫn có chỗ đáng xem, dường như Hồ Lập không mấy hứng thú với kiểu thi đấu này, dẫn họ đến đây đơn giản chỉ vì để nâng cao năng lực, nghe Hồ Lập nói vậy. Mọi người bắt đầu nhìn chăm chú lên sàn đấu, Bạo Nha điều khiển một chiếc cơ giáp loại đột kích, khả năng cận chiến không tồi. Lơ lại dùng chiếc cơ giáp hình nhện khá hiếm thấy, loại cơ giáp này đòi hỏi người điều khiển phải có tinh thần lực rất cao, song phương anh tiến tôi đánh, bất phân thắng bại. Bọn Lâm Phỉ Nhi xem đến mê mẩn, còn nhớ tới câu nói vừa rồi của Hồ Lập, thực lực chẳng có gì đáng nói, Samantha thầm phỉ nhổ, trình độ điều khiển cơ giáp thế này chúng tôi còn không bằng thế chẳng lẽ bọn tôi là loại gà què vớ vẩn à? Đương nhiên, nếu cô dám nói câu này ra miệng, Hồ Lập chắc chắn sẽ thẳng thường đáp, mấy đứa chính là loại gà què vớ vẩn. Trình độ hai bên chẳng kém cạnh nhau, trận đấu kéo dài liên tục, chưa từng dừng lại lần nào. Đến phút thứ 27, cơ giáp hình nhận lợi dụng sơ hở của chiếc cơ giáp đột kích, giật đứt cánh tay trái của nó. Chiếc đột kích mất tay trái đồng nghĩa với việc mất vũ khí quan năng, cho dù cố hết sức dùng tay còn lại để cản đòn tấn công, thì vẫn không cứu vãn được tình hình, trúng mấy phát pháo liên tiếp, mất hết tứ chi. À, hết rồi, lôi tranh nói với vẻ tiếc nuối. Cậu vẫn luôn say mê việc điều khiển cơ giáp, được quan sát trực tiếp hai người có trình độ cao thế này đấu đối kháng thật sự giúp ích cho cậu rất nhiều. Đừng vội, còn chưa xong đâu, hồ lập hờ hững nói. Lôi tranh ngơ ngác ngẩng đầu lên. Con nhện của Bi Killer đã phế hết tứ chi chiếc đột kích của bạo nha, thắng bại đã phân, sao đội trưởng lại nói là chưa xong cậu quay đầu nhìn lại sàn đấu lập tức trận tròn mắt những tiếng hò reo vang khắp đấu trường suốt từ đầu trận đến giờ lúc này cũng lên tới cao trào con nhện ngạo nghễ dạo quanh đột kích một vòng cầm súng la dè nhắm thẳng khoang điều khiển của chiếc cơ giáp đã gần như biến thành một đống sắt vụn anh ta anh ta đang làm gì lôi tranh đứng bật dậy tay run run chỉ về phía sàn đấu ngồi xuống đừng có ngạc nhiên hồ lập quát khẽ bấy giờ lôi tranh mới để ý đến những người ngồi xung quanh đang quay qua nhìn mình đội trưởng đây là còn chưa hỏi xong một tiếng nổ quỳnh vang lên súng laze của con nhện đã phá nát khoang điều khiển cùng với bạo nhà ở bên trong những mảnh vỡ đen ngòm văng khắp sàn đấu bên trong chỉ có đống máu thịt bầy nhầy cùng vệt máu loang lổ con nhện dơ cao súng laze khán giả khắp đấu trường hò reo điên cuồng trầm trồ khen ngợi càng khiến hắn hưng phấn hơn chạy mấy vòng rồi mới rời khỏi sàn đấu bọn dơ ra sợ ngay người kinh ngạc không thốt được một lời nhân viên phục vụ nhanh chóng lên sàn đấu dọn dẹp tàn tích xác cơ giáp mảnh vỡ thịt nát loáng cái đã xong chỉ còn những vết máu loang lổ đỏ sậm nhóm học viên nãy giờ vẫn đờ ra bây giờ mới có phản ứng Quẹ. người đầu tiên nôn là lôi tranh rồi như phản ứng dây chuyền mấy người khác cũng nôn theo ngoài trừ chung thịnh và arin vẫn rất điềm tĩnh hừ bọn chim non ở đâu ra thế này mới thế mà đã nôn ha ha nhìn cái mặt non choẹt của chúng nó kìa chắc chưa bao giờ nhìn thấy đây mà này cô em xinh đẹp có cần anh qua an ủi không ha ha mày thôi đi nhìn mặt mày có khi người ta còn nôn kinh hơn một đám lính đánh thuê lưu manh với tội phạm ngồi xung quanh đều cười nhạo nhóm chim non bọn họ những cảnh tượng thế này đã quá quen thuộc họ xem cũng chẳng thấy có gì hưng phấn cái họ thích nhất là hai chiếc cơ giáp dùng vũ khí lạnh chặt chém nhau cứ đâm từng nhát từng nhát một vào khoang điều khiển nhìn máu tươi chảy tràn khắp nơi, như thế mới phấn khích, cầm hết cho tao, hồ lập lạnh lùng nói, cặp mắt sắc bén đảo qua từng thằng chế nhạo nãy giờ, sao hả, hai đứa không có phản ứng gì à, hồ lập gác chân lên cái ghế trước mặt. Người ngồi phía trước có khó chịu cũng không dám hó hé gì, vì biết mình không phải đối thủ của hồ lập, Arin và Trung Thịnh không trả lời câu hỏi của hồ lập. Vấn đề này có trả lời thế nào cũng không thích hợp, nôn ngoẹ một hồi, đến tận khi hai tuyển thủ tiếp theo lên sàn đấu, nhóm học viên mới xem như ổn định lại, ngẩng đầu dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Hồ Lập, nhìn tôi làm gì? Hồ Lập lừa mắt nhìn họ, tôi phải tốn những 14.000 điểm mới mua được vé cho mấy đứa đấy, đừng có lãng phí, Lâm Phỉ Nhi chỉ hai chiếc cơ giáp đã bắt đầu lao vào đánh đấm trên sàn đấu, run giọng hỏi, đội trưởng, bọn họ, bọn họ cũng, ừ, chỉ duy nhất một chiếc cơ giáp được sống sót, Hồ Lập hờ hững trả lời. Bọn họ, sao có thể như vậy? quá tàn khốc trong mắt lâm phỉ nhi là phẫn nộ là kinh hoàng vậy thì sao hồ lập chẳng để ý mấy đến chuyện này họ đều tự nguyện cả đấy chứ có ai ép buộc gì đâu à nói thế cũng không đúng không thể nói là hoàn toàn tự nguyện được những kẻ bại trận thua luôn cả tính mạng của mình có lẽ không bằng lòng lắm đây đây rõ ràng là mưu sát lôi tranh căm phẫn mưu sát hồ lập cười khẩy ở đây không có cái gọi là mưu sát Cậu có biết một trận đấu như thế họ kiếm được bao nhiêu tiền không? Cậu có biết nếu không ở đây thì họ có thể không sinh tồn được ở bất cứ nơi nào khác không? Mấy đứa chỉ là một lũ trẻ sống trong sự bảo bọc và ấm áp, sao hiểu được họ đã phải trả giá đắt thế nào để có thể sống sót." Hồ Lập đột nhiên đổi giọng, không còn thái độ khinh miệt lúc trước nữa, "Tôi có biết một người là võ sĩ giác đấu ở đây, bố của anh ta mắc phải một căn bệnh rất hiếm gặp, cần 30 tỷ điểm tín dụng để tiến hành trị liệu. Anh ta chỉ là một quân nhân bình thường." dùng tiền trợ cấp thì dù có tích cóp cả trăm năm cũng không đủ chữa bệnh cho bố. Không còn cách nào khác, anh ta đành phải tới đây, tham gia những trận thi đấu thế này. Để kiếm đủ tiền chữa bệnh cho bố, anh ta phải tham gia ít nhất 30 trận. Trình độ điều khiển cơ giáp của anh ta tuy không tệ, nhưng muốn sống sót qua 30 trận thì rất khó. Vậy sau đó thế nào? Sau đó, Hồ Lập quay sang nhìn Lâm Phỉ Nhi, nhìn đến mức cô rụt cổ lại. Không có sau đó gì cả đến trận thứ 16 thì anh ta chết, chết trên sàn đấu. Tiền anh ta kiếm được không đủ để trị dứt bệnh cho bố anh ta, cho nên 5 năm sau ông ấy cũng chết. Đáng thương cho ông ta, đến lúc chết vẫn nghĩ rằng con mình đang đi làm nhiệm vụ, chẳng hay biết nó đã bị thiêu hủy, chẳng còn lấy một mảnh cho tàn. Nói đến đó, Hồ Lập có vẻ không thoải mái lắm, rút một điếu thuốc ra, châm lửa hút. Mọi người đều trầm mặt. Bọn họ hầu hết đều có gia cảnh không tệ, Trung Thịnh tuy sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ nhưng chưa bị dồn ép đến mức xa vào hoàn cảnh như thế. Hút hết một điếu thuốc, trận đấu cũng đến hồi cao trào. Hồ Lập chỉ hai người trên sàn đấu, rồi lại chỉ những người xung quanh, mấy đứa nhìn họ đi, có lẽ đằng sau mỗi người đều có một quá khứ bi thảm, nhưng trên chiến trường nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Bởi vì, không ai sẽ nương tay vì thân thế bi thảm của ngươi, Hồ Lập vứt đầu lọc đi, nói tiếp, vì vậy, hãy nhớ kỹ điều này, trên chiến trường chỉ có anh chết tôi sống, mạng của kẻ địch và mạng của bản thân chỉ có thể giữ lại một, câu nói này khơi dậy trong lòng bọn hàng phi một làn sóng mạnh mẽ. Nó rất tàn khốc nhưng lại gần như là chân lý, trên chiến trường chẳng ai quan tâm đằng sau bạn là một quá khứ thế nào, chỉ cần biết tiêu diệt quân địch là đủ rồi. Người ở dưới đó cũng vậy, họ đều nghĩ rằng mình đang đối mặt với kẻ địch, muốn sống sót phải loại bỏ hắn. Lý do tôi đưa các cô cậu đến đây thứ nhất là để thấy máu đừng tưởng mình có thể giết người không chút do dự trên mạng đã là giỏi ra ngoài đời thật không biết có bao nhiêu tân binh chết trận nơi xa trường đâu thứ hai là để học tập tư tưởng không sợ chết của họ ở đây không có chuyện hòa nhau cho nên phải dốc hết mọi sức lực để mà sống sót chấp nhận bị thương nhẹ đổi lấy tổn thất lớn của đối thủ là kỹ năng thiết yếu để trở thành một võ sĩ giác đấu ở đây nói rồi hồ lập nhắc nhở những người đang có ý định trốn tránh cảnh tượng tàn khốc này được rồi đừng ngẩn ra nữa xem trận đấu đi sắp kết thúc rồi, nhóm học viên còn đang chìm đắm trong lời dạy bảo của gã tức thì tỉnh táo lại, vừa nghĩ đến chuyện sắp sự chứng kiến một người bị giết chết, sắc mặt lại tái mét. Có điều, trước uy quyền của Hồ Lập, không ai dám dời mắt đi, chỉ đành gắn gượng nhìn một chiếc cơ giáp dùng vũ khí đâm thủng khoan điều khiển một chiếc cơ giáp khác. Những giọt máu đỏ tươi bắn tung tóe, rõ ràng cách xa như thế, mà Lâm Phỉ Nhi như vẫn ngửi được mùi máu tanh. Quẹ, Lâm Phỉ Nhi lại không nhịn được nôn tiếp lần nữa, mặt mũi tái nhợt đến rợn người. Sao? Không chịu nổi, Hồ Lập thản nhiên liếc nhìn cô một cái, có muốn tôi đưa về không? Đỡ phải chịu tra tấn nữa, không cần, Lâm Phỉ Nhi lau khóe miệng, hung hăng trừng mắt lường Hồ Lập, về. Không đời nào. Lâm Phỉ Nhi cô đã trổ hết tài năng để vượt lên bao nhiêu người, sao có thể gục ngã trước chút khó khăn cỏn con này được, chẳng phải chỉ là người chết thôi sao, nhìn nhiều rồi sẽ quen, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nếu vào quân đội thì sớm hay muộn cũng có ngày bàn tay trắng nõn của mình nhúng đầy máu kẻ thù, hy vọng cô trụ được. Nếu nhớ không lầm, cô muốn trở thành hàm trưởng đúng không? Có tinh thần lực cao như vậy rồi mà lại đầu hạng ở đây thì thật lãng phí. Cô phải nhớ kỹ, sau khi trở thành hạm trưởng, mỗi lần chủ pháo của cô bắn ra là mỗi lần hàng vàng sinh mệnh mất đi, so ra thì thế này đã là gì? Lâm Phỉ Nhi mở trừng mắt, trong đầu bất giác tưởng tượng ra cảnh chiến hạm bị chủ pháo bắn vỡ cả vạn người ở trên đó đều nổ tung, trôi dạt trong vũ trụ. Một khi trở thành hạm trưởng, đây là điều mà cô không thể nào trách được, quẹ, lại không kiềm chế được nôn tiếp một trận nữa, mặt cắt không còn giọt máu, cả người run rẩy, như thể cô vừa hạ lệnh tước đi tính mạng của hàng chục nghìn người vậy, đội trưởng. Samantha căm giận trừng hồ lập, anh hơi quá đáng rồi đấy, quá đáng, hồ lập cười khẩy, sắc mặt xa sầm, cô ta là người có tinh thần lực cao nhất trong số các cô cậu, mục tiêu phát triển tốt nhất trong tương lai chính là trở thành hàm trưởng tôi chỉ nói ra sự thật cô ta sẽ phải đối mặt sau này thôi mấy đứa tưởng cô ta không vượt qua được cửa ải này thì vẫn có hy vọng bước chân lên chiến hạm trở thành hàm trưởng hay sao một câu nói của hàm trưởng có thể quyết định vận mệnh của vô số kẻ địch nhiều trường hợp còn quyết định cả vận mệnh của bản thân và tất cả thuộc cấp nếu đối đầu với kẻ địch mà chần chừ không đã pháo thì người phải chết chính là đồng bào là chiến hữu của mình không làm được thì sớm từ bỏ đi khỏi liên lụy đến những người khác anh samantha đứng bật dậy thân hình to lớn căng chặt như thể chỉ hận không được đấm cho hồ lập một phát đúng lúc ấy một cánh tay từ bên cạnh vương ra chặn cô lại samantha tớ không sao lâm phỉ nhi cố mỉm cười để samantha yên lòng trở thành hàm trưởng là nguyện vọng của cô từ khi còn bé cô vẫn luôn rất nỗ lực để hướng tới mục tiêu đó lời hồ lập vừa nói cô đều nghe hết cho dù cách thức của anh ta có hơi khó chấp nhận nhưng không thể không thừa nhận rằng tất cả những điều đó đều có lý nếu một chút kích thích thế này còn không chịu nổi thì cô có tư cách gì để gánh vác tính mạng của càng nhiều người hơn nữa nếu không chịu nổi áp lực cỡ đó thì cô không cần thiết phải theo học tại trường đệ nhất nữa tất cả mọi người đều biết học sinh tốt nghiệp trường đệ nhất nhất định phải ra tiền tuyến chấp hành nhiệm vụ một năm mới được trở về không thể đối diện với tử vong thì khác nào bỏ mặc tính mạng của bản thân và cấp dưới dễ dàng đoán được, nếu hôm nay Hồ Lập không dẫn cô tới đây, thì khi thật sự chứng kiến tình cảnh thế này, chỉ nôn khang thôi cũng đủ để cô đánh mất thời cơ, kéo theo đó là toàn bộ hạm đội của mình rơi xuống vực thẳm. Cảm ơn, sắc mặt vẫn rất xấu, nhưng Lâm Phỉ Nhi cố gượng dậy tinh thần, nói lời cảm ơn với Hồ Lập. Hồ Lập không đáp lại, chỉ tay về phía sàn đấu, bảo mọi người xem tiếp. Trận thứ ba, trận thứ tư, sau năm trận, phản ứng của nhóm học viên giảm dần, nôn quẹ rồi dần dần thành thói quen dù sắc mặt khó coi cũng không còn ai dời mắt đi nữa. Từ đầu tới cuối, phản ứng của Trung Thịnh và Arin đều nằm ngoài dự đoán của Hồ Lập. Hai người đã cố tỏ ra không thích ứng, nhưng bằng cặp mặt tin tường lõi đời, Hồ Lập vẫn nhìn ra hai nhóc này chắc chắn từng nhìn thấy cảnh máu me. Hồ Lập xoa cầm, lẩm bẩm, chật chật, hai thằng này rốt cuộc có thân phận gì? Sau khi trận đấu thứ 10 chấm dứt, gã bảo bọn họ trở về, mình thì vẽ mặt mê đắm đi tìm người đẹp tóc đỏ. Buổi tối, Trung Thịnh dây dưa lằn nhằn mãi đến lúc Arin ngủ rồi mới trèo lên giường. Nằm cùng giường với Arin thật sự là áp lực quá lớn, lại còn câu nói sáng nay nữa, anh mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, rồi lại thấy khó tin. Nhẹ nhàng nhấc gốc chăn lên, Trung Thịnh kề sát thành giường khẽ khàng nằm xuống. Cái giường hình trái tim này không nhỏ chút nào, nhưng để tránh đụng vào Arin, anh vẫn nằm ở mép giường. Bên tai là tiếng thở của Arin, mí mắt Trung Thịnh càng lúc càng nặng. Ngay trước khi anh chìm vào giấc ngủ, có một cái gì đó bò lên ngực anh. Có cái gì đó, cái gì đó động dậy. Trung Thịnh đột nhiên mở mắt ra, phát hiện Arin chẳng biết đã nằm sát mình từ lúc nào, cánh tay trân nhẵn ông chặt mình vào lòng, ngón tay cố chấp xuyên qua khe hở giữa hàng cúc áo len vào trong. A, à, môi giật giật muốn gọi, lại dở khóc dở cười khi thấy Arin vẫn đang ngủ say. Hơi thở đều đặn nhịp nhàng, mọi hành động đều theo bản năng. Trung Thịnh dịch sang bên cạnh một chút, muốn thoát khỏi cánh tay arin nhưng vừa nhích người đã suýt ngã xuống đất vốn dĩ đã nằm sát mép giường rồi giờ anh có muốn dịch ra cũng chẳng còn chỗ tưng dòng mơ hồ nghe không rõ hàng cúc áo cuối cùng không thể ngăn nổi bàn tay cố chấp những ngón tay mềm mại chậm rãi ve vuốt dê ngực chung thịnh một luồng nhiệt nóng bỏng chạy thẳng từ nơi nó lướt qua xuống bụng dưới chung thịnh xấu hổ không chịu nổi nằm ngửa trên giường không dám nhúc nhích arin gần như dán sát lên người anh chỉ cách có một lớp áo sơ mi mỏng manh, hơi ấm từ dây ngực trần của Arin truyền sang như thể sắp thiêu cháy anh đến nơi. Nhận ra chỗ bụng dưới của mình có phản ứng, mặt chung thịnh liền trắng bệt. Dù đã cố kiềm chế bản thân không nghĩ đến chuyện gì xấu xa, nhưng ngón tay lướt khắp vòng ngực anh lại liên tục khơi dậy lửa tình từ tận đáy lòng. Chung thịnh lúc này đúng là khóc dở méo dở. Làm phó quan bao năm, sao anh chưa bao giờ biết Arin có thói quen ngủ? Đáng sợ hơn là còn siết chặt anh như gối ôm, hết sợ chỗ này lại vuốt chỗ khác rốt cuộc là thế nào nếu là khi đang quét dọn phòng phát hiện arin có thói quen ông gối ngủ anh sẽ mỉm cười hiểu ý nghĩ rằng thói quen này thật đáng yêu nhưng khi mình biến thành cái gối ông đó thân dưới còn dựng thẳng lên anh chỉ thấy xấu hổ vô cùng ừm, thấy arin xoay người chẳng những tay không dừng lại mà một chân còn gác lên bụng mình cẳng chân đặt ngay chỗ thân dưới đã cứng hẳn chung thịnh rốt cuộc không nhịn nổi nữa vội vã xoay người xuống giường nhân lúc arin chưa tỉnh che lấy thân dưới vọt vào phòng tắm ngay lúc cửa phòng tắm đóng lại arin nằm trên giường vốn tưởng đang ngủ ngon lành đột nhiên mở mắt ra ánh mắt nhìn cửa phòng đóng chặt có phần đăm chiêu lặng lẽ nở một nụ cười nửa miệng hắn nghĩ mình đã tìm ra cách đối phó với chung thịnh chậm hiểu rồi vừa không dọa ngất cậu ấy lại để cậu ấy cảm nhận được tình cảm của mình từng chút một đương nhiên điều quan trọng nhất là ít nhiều gì cũng có thể thỏa mãn dục vọng của bản thân không ăn được chẳng lẽ lại không sợ cho sướng tay chung thịnh chật vật lao vào phòng tắm mặt đỏ bừng bừng chết tiệt anh buồn bực chửi khẽ một tiếng có điều loại ngôn ngữ này không thể áp chế nỗi dục vọng đang không ngừng tăng lên sau khi sống lại mục tiêu ban đầu của anh chỉ là vào được trường quân đội đệ nhất vào được rồi thì muốn vượt qua kỳ khảo hạch ba tháng rồi may mắn được sắp xếp ở cùng phòng với arin anh cũng dần hướng mọi sự chú ý đến arin một cách rất tự nhiên ban ngày khắc khổ huấn luyện buổi tối lên màn chiến đấu vẫn không quên rèn dũa bản thân cứ thế gần nửa năm trời anh chưa phát tiết lần nào cả ngày ở bên người mình yêu thương anh đã sớm có thói quen nhẫn nhịn nhưng con người ai cũng có nhu cầu sinh lý kết quả của việc đè nén quá lâu là hôm nay mới bị arin vô tình trêu chọc một chút mà đã sinh ra phản ứng rất mãnh liệt nhìn cái quần đùi nhô lên một túp lều cao cao chung thịnh xấu hổ dời mắt đi anh muốn để nó tự trở lại bình thường nhưng cứ nghĩ đến cảnh arin đang nằm ngay ngoài kia còn không mặc quần áo là lại không tài nào bình tĩnh được mặt đỏ phừng phừng chung thịnh bất đắc dĩ đành vói tay vào xoa vuốt lung tung vài cái đáng tiếc kiểu ứng phó qua loa này chẳng những không xoa dịu được dục vọng mà còn khiến lửa tình cháy càng mạnh hơn oán hận trừng cái chân giữa dựng đứng kia cuối cùng chung thịnh vẫn phải đầu hàng cầm lấy nó chậm rãi xoa vuốt lên xuống à lâu rồi không cảm nhận được sự khoan khoái như thế mới vài cái chung thịnh đã không nén được tiếng rên rỉ chợt nhớ ra Arin đang ở ngoài kia, anh vội vàng miếng chặt môi, nuốt xuống tiếng trên sắp sửa bật thốt ra, vội vàng mở vòi sen, nước ấm rơi trên cơ thể phát ra tiếng rào rào, bấy giờ chung Thịnh mới thả lòng, ngồi trong bồn tắm, tách hai chân ra, cầm phân thân của mình vuốt ve lên xuống, ha, ha, từng hơi thở gấp gáp dồn dập, đôi mắt mơ hồ như phủ một tầng sương. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Arin, cơ thể với những đường cong tinh tế mà không hề có vẻ gầy yếu, dưới làn da trắng nõn là những múi cơ săn chắc, thon gọn. xét về hình thể, Arin có vẻ nhỏ hơn Chung Thịnh. nhưng Chung Thịnh tuyệt đối không dám xem thường sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể đó. a, à, Chung Thịnh cố đè nén tiếng trên rỉ. dường như việc kiềm chế dục vọng của bản thân trong bất kỳ tình huống nào, giờ phút nào đã trở thành một thói quen. trong đầu anh lúc này là hình ảnh Arin nhìn về phía mình, nở một nụ cười nhàn nhạt, ngoắt tay gọi. còn anh thì không điều khiển được bản thân cơ thể bất giác đi về phía đó. Cổ bị ôm lấy, kéo xuống, làn môi mềm ấm áp dán lấy bờ môi anh. Môi Arin mềm mại, hơi lạnh, cảm giác lúc hôn thật tuyệt vời. Arin hôn cũng rất mạnh mẽ, dễ dàng đột phá hàng phòng thủ của mình, cái lưỡi luồn vào trong khoang miệng càng quét khắp nơi. Arin khẽ gọi tên người thương, chung thịnh hé mở đôi môi mỏng, dường như đang thật sự nhận lấy nụ hôn nồng nhiệt của Arin. Bàn tay hoạt động càng lúc càng nhanh phân thân sưng lớn chỉ nhờ chút kích thích của nụ hôn trong tưởng tượng đã sắp sửa bùng nổ chung thịnh arin trong khúc ảo tưởng ấy hôn lên bờ ngực anh ngón tay mềm nhẹ nhàng ve vuốt cơ thể anh chung thịnh cắn môi dưới đôi con ngươi đen bóng nửa khép nửa mở ngập tràn những cảm xúc đê mê say đắm cúi đầu bật ra một tiếng ngâm nặng nề thứ chất lỏng màu trắng đục phun mạnh ra văng tung tóe khắp bồn tắm rồi xuôi theo dòng nước trôi xuống lỗ thoát không để lại chút dấu vết gì hình ảnh arin trong đầu dần mờ đi dù chỉ trong tưởng tượng, Trung Thịnh cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đặt Arin dưới thân mình. Với anh, Arin tựa như một vị thần, đặt người ấy dưới thân thì có khác nào bán bổ, xúc phạm thần thánh. Nếu có thể, anh càng mong dân hiến mình cho người ấy, chỉ cần làm Arin sung sướng, anh có ra sao cũng được, trên tay còn dính chút chất lỏng sền sệt trăng trắng. Trung Thịnh tỉnh táo lại vội vàng rửa sạch chứng cứ phạm tội, mặt hơi hơi đỏ. Chuyện thế này đời trước anh từng trải qua rồi, nhưng lần nào làm xong cũng thấy ấy nấy, biết là Arin không thể nào biết được, nhưng cứ nghĩ đến việc lát nữa phải quay lại giường ngủ cùng người ấy trong tình trạng, Chung Thịnh lại nghi ngờ khả năng tự chủ của bản thân. Chuyện nước ấm thành nước lạnh, ngâm một lúc lâu, Chung Thịnh mới tỉnh táo hẳn. Lau khô bọt nước trên người, mặc quần đùi với áo sơ mi chỉnh tề, chuẩn bị tâm lý hết nửa ngày trời, Chung Thịnh mới có can đảm mở cửa phòng tắm bước ra. Phòng ngủ thật yên tĩnh. Arin quấn chăn ngủ say sưa, Chung Thịnh nhìn trái nhìn phải, lại thấy rầu người. Vốn anh định tìm chỗ nào đó xa xa để ngủ, nhưng bây giờ Arin đang nằm ngay chính giữa chiếc giường lớn, xoay bên nào cũng rất dễ dàng. Câu này suy xét một lúc lâu, Chung Thịnh vẫn không nghĩ ra cách gì, cuối cùng đành chọn bừa một góc, nhấc chăn lên, chui vào nằm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chẳng biết trên người Arin có gắn radar không, mà Chung Thịnh vừa nằm xuống hắn đã rất tự giác xoay người dịch lại gần, đôi tay hư hỏng lại ông chặt lấy eo người ta, hai má dán lên bắp tay anh cọ cọ, tiếp tục ngủ say sưa. Chung Thịnh cười bất đắc dĩ, không nhìn thấy khóe môi Arin giấu dưới cánh tay hơi nhếch lên. Anh thật không biết nói gì với thói quen ngủ kỳ quặc của Arin. May là lần này không động tay động chân gì nữa. Mặc dù bị ông eo làm anh không thoải mái lắm, nhưng nghĩ đó là Arin, nên dần bình tĩnh lại. Tinh thần căng thẳng rốt cuộc từ từ buông lỏng. Nghe tiếng thở đều đều của Arin, Trung Thịnh chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, tưng, ừ, lúc Trung Thịnh tỉnh dậy, Arin vẫn bám lì lấy anh không chịu rời giường. Trung Thịnh nhẹ nhàng nhấc cánh tay vòng qua eo mình lên, còn cẩn thận chèn cái gối của mình vào lòng Arin vì sợ làm hắn giật mình tỉnh giấc. Trung Thịnh ngồi dậy, ngạc nhiên phát hiện ra nút áo sơ mi của mình đều mở hết. Anh nhớ rõ là hôm qua trước lúc đi ngủ đã cài khuy cẩn thận rồi mà. Chẳng lẽ lúc ngủ xoay qua xoay lại nên bị bung ra? Lắc đầu khó hiểu, anh thay cái áo sơ mi bị xem như áo ngủ ra, mặc quần áo chỉnh tề rồi ra ngoài tìm bọn hạng phi. Về hành vi của Hồ Lập ngày hôm qua, anh không thể nói rõ là mình tán thành hay phản đối. Phương pháp của đội trưởng rất tàn nhẫn, nhưng lại cho họ biết trước được sự tàn khốc của chiến tranh, và rằng chiến trường chẳng phải nơi tốt lành gì. Lúc Chung Thịnh gõ cửa phòng Hạng Phi, dê ra đang ba hoa chích chòe kể cho Hạng Phi nghe những cuộc tình hoành tráng của mình. Hạng Phi tất nhiên là chỉ cười nhạt, Thấy Chung Thịnh đến lập tức ném cậu ta sang một bên. "Hôm qua cảm giác thế nào?" Hạng Phi do dự một lúc mới nói, "Tạm tạm, không quen." Hạng Phi cười khổ, thấy từng sinh mệnh dễ dàng mất đi như thế, khó tránh cảm giác không thoải mái. Nhưng Tớ đang rất là buồn bực, cùng xuất thân như nhau, sao cậu lại chẳng có chút phản ứng nào thế? Chung Thịnh thầm giật mình, ngoài mặt lại chẳng biểu hiện gì, chắc là vì Tớ từng thấy cảnh chiến tranh tàn khốc như thế trong mơ. Hạng Phi chán nản, lý do đó mà cũng lôi ra được cậu tưởng đang lừa trẻ con đấy à ha ha tớ thấy lừa các cậu như thế là đủ rồi a à thịnh chết tiệt dám lôi tớ ra làm trò đùa Hàng phi dựng mày ra vẻ tức giận quặp lấy cổ chung thịnh kéo xuống vò tóc loạn xạ a à. hai người thế mà dám công khai liếc mắt đưa tình ngay trước mắt tôi dê ra nói với giọng tai oán sau đó lao vào định nhân cơ hội đánh chung thịnh một trận cậu biến ngay cho tôi hạng phi chẳng nể nàng gì đạp cậu ta văng ra ngoài. Bạn của mình, mình chà đạp thì được, làm gì có chuyện cho tên tiện nhân này chen chân vào. Hức hức hức, A à Phi không yêu người ta, dê ra ôm chân giường khóc hưng hức. Tôi chưa bao giờ yêu cậu có hiểu không hả, hạng phi tạc thẳng cho cậu ta một gáo nước lạnh. Dê ra chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn trời một góc 45 độ, đàn ông thật vô lương tâm, chung thịnh không nhìn được bật cười sang sảng hai cái tên này đúng là lần nào cũng làm người ta buồn cười chết đi được hạng phi giận bừng bừng lườm dê ra thằng này đúng ra phải vào học viện điện ảnh mới phải vào trường đệ nhất thật phí của trời a à thịnh này hả làm sao thấy hạng phi đột nhiên ngay ra nhìn mình chung thịnh cũng giật mình hỏi lại hạng phi nhìn chằm chằm vào cổ chung thịnh không chớp mắt này a à phi cậu sao thế không có khán giả nên dê ra chẳng diễn nữa Mòn mèn đến gần hạng phi đang ngẩn người nhìn Cổ Trung Thịnh, cái đầu từ từ dán sát vào nhìn. A a a a a. Cái thằng Trung Thịnh này, thế mà dám đi ăn vụng. Dơ ra đột nhiên gào toáng lên, "Ăn vụng!" "Ăn vụng cái gì?" Trung Thịnh bị hai người nhìn chằm chằm mà dựng hết cả lông tơ. Tự sơ cổ mình lại không phát hiện ra có gì khác thường cả, sao hai tên này cứ nhìn mình như thể trên cổ mình có mọc một đóa hoa vậy? "A à, phi, a à, phi!" chung thịnh thật là vô tâm ra ngoài tán gái mà chẳng rủ chúng ta gì cả dê ra vẻ mặt căm phẫn nhưng lập tức tỉnh ngộ ấy không đúng nha cậu ngủ cùng phòng với arin mà chẳng lẽ đêm qua cậu đuổi người ta ra ngoài hạng phi nghe vậy đột nhiên thấy lạnh cả người có lẽ dê ra chưa phát hiện ra nhưng cậu đã chú ý đến thái độ khác thường của arin với chung thịnh từ trước rồi so về khả năng quan sát thì mười dê ra cũng không đọ được cậu thế nhưng nhìn đến dấu hôn kia cậu thực sự thấy giật mình. Các cậu đang nói gì thế? Tán gái gì, chung thịnh nhíu mày. Mấy lời linh tinh của tên dê ra này làm anh bỗng thấy lòng không yên. Lại còn hỏi nữa, hu hu hu, dê ra vẫn đang u sầu vì chung thịnh đi tán gái mà không dẫn cậu ta theo cùng. Thế nhưng chưa kịp nói gì đã bị hạng phi bịt mồm, đã ra khỏi phòng. Hức hức hức, a à phi cậu làm cái gì thế, cho tớ vào đi mà. Tớ sai rồi, tớ biết sai rồi mà tớ không bao giờ nhắc đến chuyện gái gú nữa đâu. Sáng sớm, dơ ra chỉ mặc mỗi cái quần lửng, áo mây ô và một cái áo khoác hờ, quần áo lộn xộn cứ thế kêu gào thảm thiết gõ cửa phòng hạng phi rầm rầm, khiến những người đi ngang qua nhìn với ánh mắt thương cảm. Ây, chàng trai trẻ này thật đáng thương, không biết làm gì mà mới sáng ngày ra đã bị người yêu đá ra khỏi phòng, thật là đáng thương. Góc hành lang có một người cao lớn đang đứng. Lôi tranh mặt dại ra như thể bị sét đánh, nhìn dơ ra vẫn không hề phát hiện ra mình hỏng rồi hình như biết được chuyện gì đó rất ghê gớm rồi cậu có nên đi tìm đội trưởng đổi phòng không đây ấy trong lòng lôi tranh lúc này nước mắt rơi như mưa không hề biết dơ ra ngốc nghếch gào khóc thảm thêm một hồi đã khiến rất nhiều người nảy sinh ra những liên tưởng mờ ám hạng phi ngồi nghiêm trang đối diện với chung thịnh a à thịnh à gần đây arin có làm chuyện gì kỳ lạ không Tài chung thịnh lập tức đỏ phừng nhưng anh vẫn cố duy trì vẻ mặt bình thản chuyện kỳ lạ gì cơ cậu đang nói gì thế hàn phi nhìn chung thịnh cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên nhưng tai thì đỏ lừ lòng thầm ai tháng xong rồi xong rồi nhìn chung thịnh thế này là biết arin chắc chắn đã làm gì đó rồi Khụ khụ, dạo này có phải arin hay tiếp xúc gần với cậu không để tránh làm chung thịnh xấu hổ Hạng phi thử hỏi ở góc độ khác chung thịnh hả cậu ta có hay nói với cậu mấy lời kỳ quái không chung thịnh hả thấy chung thịnh vẫn chưa hiểu Hạng phi cắn răng hỏi thẳng, cậu ta có hôn cậu không? Chung Thịnh, nhớ đến cảnh đêm qua mình ở trong phòng tắm tưởng tượng ra màn hôn nhau đắm đuối, mặt Chung Thịnh tức thì đỏ phừng phừng. Anh đứng bật dậy, lắp bắp, A à Phi này, tớ, tớ còn có việc, A à Rin chưa ăn sáng, tớ đi mua đồ ăn sáng, à, đói quá rồi. Nhìn Chung Thịnh quýnh quán đến mức nói lắp ba lắp bắp, Hạng Phi chỉ biết lại thở dài trong lòng. Xong rồi, thật sự là hết thuốc chữa rồi. Nhìn Chung Thịnh thế này, có lẽ cậu phải càng lo lắng hơn là Trung Thịnh có làm gì Arin không, ừm, hay là đôi bên đồng lòng. Nhớ lại dấu hôn trên cổ Trung Thịnh, Hạng Phi gật đầu ra chiều đã hiểu. Được rồi, tớ biết rồi, Hạng Phi phất tay, tiễn Trung Thịnh ra đến cửa. Trong cậu ấy thế này thì chắc chẳng hỏi ra được gì đâu, tạm thời bỏ qua cho cậu ấy lần này vậy. Hoang mang bối rối chạy khỏi phòng Hạng Phi, Trung Thịnh cảm giác tim mình đang đập với tốc độ ít nhất là trên 180. Quá, quá kinh ngạc. Từ đời trước anh đã biết Hạng Phi có mắt quan sát nhạy bén, cậu ấy đúng là phát hiện ra chuyện anh thầm yêu Arin. Nhưng thật không ngờ, đời này Hạng Phi vừa mới tiếp xúc với Tần Hi Nhiên được bao lâu mà đã thành tinh rồi. Thế mà đã bị cậu ấy nhìn ra, bí mật của mình một lần nữa bị nhìn thấu, còn bị cùng một người nhìn thấu, cảm giác này thật sự khó diễn tả bằng lời. May mà Hạng Phi không phải người lắm mồm, biết rồi chắc cũng không nói ra. Chuyện này đời trước đã được kiểm chứng, chỉ tiếc, Trung Thịnh quên mất một điều, đời trước, lúc Hạng Phi biết chuyện, Arin đã là ngôi sao lấp lánh trên bầu trời liên bang, thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử, còn có một vị hôn thê dịu dàng xinh đẹp, nói khoảng cách giữa Arin và Trung Thịnh dài như một ngân hạ cũng không ngoa. Trong tình huống đó, Hạng Phi đương nhiên phải giữ im lặng, còn bây giờ thì khác, Arin chỉ là học viên của trường quân đội đệ nhất, mà Trung Thịnh cũng là một học viên tinh anh chẳng hề thua kém, hai người chẳng ai hơn ai một bậc cả nếu thực sự có thể bên nhau thì Hạng Phi sẽ vui vẻ tán thành. Có điều, làm anh em tốt của Trung Thịnh, cậu sẽ không để Arin dễ dàng bắt cóc Trung Thịnh trong tình trạng mơ hồ như thế đâu. Đừng tưởng gia tộc Clifford quyền cao chức trọng mà cậu sợ. Nếu cậu ta dám đùa cợt tình cảm của Trung Thịnh, cậu nhất định sẽ khiến cậu ta phải trả giá đắt. Arin, tỉnh rồi à, lúc Chung Thịnh trở về phòng, Arin vừa mới dậy. Một thiếu tướng trẻ tuổi quyền cao chức trọng như hắn thật ra ít khi có cơ hội ngủ thoải mái một giấc. Hôm qua ông Trung Thịnh ngủ làm hắn thấy rất khoan khoái, thật không ngờ có một thân thể ấm áp nằm cạnh mình lại là chuyện hạnh phúc như thế. Hay bởi vì người nằm cạnh mình là Trung Thịnh, tóm lại là Arin ngủ rất ngon, ngoài chuyện sáng nay lúc tỉnh dậy thấy mình đang ôm cái gối có hơi bất mãn ra thì ngày hôm qua thật sự là vô cùng hoàn mỹ. Cậu vừa đi đâu, tỉnh dậy không nhìn thấy Trung Thịnh đầu tiên khiến Arin thấy hơi khó chịu, ngữ điệu tất nhiên cũng có cảm giác hơi khác thường. À, tôi qua xem bọn hạng phi thế nào. Chung Thịnh chột dạ đáp. Từ hôm qua đến giờ, mọi chuyện xảy ra gây kích thích quá lớn cho anh, dù là bị Adrien vô thức đùa giỡn, hay bị hạng phi phát hiện ra tình cảm thật, đều khiến anh phải thoát tiên. Adrien hơi nhíu mày. Sau này nếu tôi chưa dậy thì cậu không được đi ra ngoài. Chung Thịnh, vâng, thưa trưởng quan. Adrien càng nhíu chặt mày hơn. Tôi đã bảo là không cần gọi trưởng quan. Chung Thịnh, được. Adrien ừ arin gật đầu hài lòng vén chăn lên nhảy xuống giường chung thịnh cuốn quyết xoay người đi mắt nhìn thẳng xuống dưới Ngũ trần là thử thách khả năng tự chủ của con người đấy trưởng quan ạ à. tiếng mặt quần áo sột sạt không ngừng kích thích màng nhĩ của chung thịnh trong đầu anh không kìm được hiện lên hình ảnh trưởng quan arin khụ khụ để tránh mình không tự chủ làm ra hành vi gì thất lễ chung thịnh vội dùng cách nói chuyện để dời sự chú ý arin có cần tôi chuẩn bị cho cậu một cái gối ông không hửm, âm mũi cố tình được kéo dài khiến chung thịnh rùng mình. Không hay rồi, đây là dấu hiệu cho thấy ngại Arin không vui, lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy được gương mặt bình tĩnh, mày nhướng cao của ngài Arin. Tiêu rồi, chẳng lẽ Arin khó chịu vì thú vui bí mật của mình bị phát hiện, lòng thấy hối hận vô cùng vì đã khơi mạo cái đề tài không phù hợp này. Ngay lúc anh đang cân nhắc nên nói gì để cứu vãn tình hình, Arin lại mím môi nửa cười nửa không, đến bên anh, ghé vào tai thì thầm, ông cậu thoải mái hơn ông gối, Chung Thịnh, đây là đùa giỡn. Đùa giỡn trắng trợn, Chung Thịnh có trì độn mấy đi nữa cũng không thể không nhận ra ý đùa giỡn trong câu nói vừa rồi. Ngài Arin đang đùa giỡn mình, Ngài Arin đang đùa giỡn một phó quan như mình. Tuy biết trong quân đội, những phó quan có vẻ ngoài thanh tú đôi khi sẽ được sắp xếp để trưởng quan giải quyết nhu cầu. Nhưng anh theo Arin đã 10 năm, chưa bao giờ gặp tình huống như vậy mà nói thế nào thì mặt mũi của anh còn lâu mới được gọi là tuấn tú. Cho dù trưởng quan thật sự muốn đùa giỡn, hẳn là sẽ không đùa giỡn người có bản mặt lạnh tanh như anh chứ. Ấy, nói ra thì, thật ra diện mạo của hạng phi lại rất hợp với khẩu vị của trưởng quan nào đó. Không đúng. Mình nghĩ đi đâu thế này? Mồ hôi vã ra như tắm, lại cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Arin sát bên tai, chung thịnh thấy cả người mình cứng lại. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên lưng, nhẹ nhàng ve vuốt sao vậy? Căng thẳng à? Áo sơ mi ướt hết rồi, đâu, đâu có, Trung Thịnh lắp bắp nói được hai chữ liền hối hận. Dù là trước hay sau khi sống lại, anh chưa thấy lúc nào mình chật vật thế này, ha ha, tiếng cười trầm khàn của Arin như búa tạ nện vào lòng. Anh chưa từng nghĩ Arin sẽ mỉm cười tươi sáng với mình như vậy, dường như cảm thấy Trung Thịnh thế này rất thú vị, Arin cắn nhẹ lên vành tai Trung Thịnh một cái, tức thì, Trung Thịnh giật mình nhảy ra xa như thỏ con kinh hoảng, mặt đỏ bừng, trợn tròn mắt nhìn Arin. Tôi đói, Arin nói với vẻ mặt đứng đắn. Mặt Trung Thịnh càng đỏ hơn. Anh xấu hổ đến nỗi tay chân chẳng biết để đâu. Hành động vừa rồi của Arin vượt qua phạm vi đùa giỡn, sang hẳn phạm vi tán tỉnh rồi. Nhưng anh nghĩ mãi không hiểu, sao chỉ mới một đêm mà quan hệ giữa anh với ngài Arin đã thành thế này rồi. Tôi đi gọi bữa sáng cho ngài, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng chung thịnh chỉ nghẹn ra được câu này arin thả người ngồi trên sofa môi cong cong mỉm cười ánh mắt mang hàm ý sâu xa từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi chung thịnh lòng bồn chồn lo lắng ăn xong bữa sáng thấy arin không làm ra hành động gì kinh tâm động phách nữa chung thịnh thở phào một hơi lại có đôi chút thất vọng anh bước theo sau arin mê mùi nhìn gương mặt tinh xảo ấy là ảo giác chăng ngài arin vĩ đại như thế sao có thể coi trọng mình được vừa rồi chắc chỉ là đang đùa mình thôi làm như không biết ánh nhìn chăm chú của chung thịnh hướng về mình từ nãy đến giờ arin cũng không biết giờ phút này tâm lý tự ti của chung thịnh lại phát tác hắn chỉ đơn giản là không muốn chung thịnh lại thất thần vì hành động của mình mà thôi dù sao tên đội trưởng kia cũng không dễ đối phó hôm qua chỉ là ngồi xem đấu cơ giáp ai biết hôm nay anh ta lại dở trò gì chung thịnh hai cậu đến sớm thế lâm phỉ nhi và samantha bước từ một thang máy khác ra vẫy tay chào chung thịnh với arin chuyện ngày hôm qua tuy gây đã kích lớn nhưng sáng nay cô vẫn có mặt tâm trạng dường như đã tốt lên nhiều cậu sao rồi chung thịnh đi qua hỏi thăm vẻ mặt lâm phỉ nhi hơi gượng gạo tạm ổn sớm muộn gì cũng phải trải qua đội trưởng nói rất đúng nếu không vượt qua được thử thách này ngay bản thân tôi cũng không đủ tự tin bước lên chiến hạm cố gắng lên tôi tin tưởng cậu chung thịnh vỗ nhẹ lưng cô Lâm Phỉ Nhi cố làm vẻ mặt tươi cười, tuy còn chút gượng gạo nhưng có thể nhìn ra cô thực sự đang cố gắng. Lôi tranh, cả buổi sáng nay cậu đi đâu làm cái quỷ gì thế? Bọn tớ chờ cậu mãi, dê ra vừa cài nút áo vừa lầu bầu. Không có gì, tôi ra ngoài dạo một vòng thôi, lôi tranh lãng sang nhìn chỗ khác, cố gắng kiềm chế bản thân không nghĩ đến vấn đề hạn chế độ tuổi nào đó. Sáng hôm nay, cậu chỉ ra ngoài dạo một lát thôi, mà lúc trở về lại phát hiện gian tình của hạng phi với dê ra ố tuy bây giờ liên bang không kỳ thị đồng tính luyến ái nhưng cậu thân là con trai xen vào giữa đôi tình nhân người ta thật sự là vô cùng xấu hổ không biết phải làm sao cho ổn hơn nữa không hiểu sao lúc cậu về phòng hai người này lại biểu hiện như bạn bè bình thường hoàn toàn không nhìn ra chút mờ ám nào nếu không phải sáng nay vô tình nghe được chân tướng e là đến giờ cậu vẫn chưa phát hiện ra mình là cái bóng đèn cực to nhưng mà ở chung với hai người này thật sự rất khổ nha tuy bọn họ giả vờ làm bạn bè bình thường cực kỳ thành công, nhưng đối với lôi tranh đã biết bí mật của họ mà nói. Rất nhiều cử chỉ lời nói của hai người chẳng hiểu sao cậu cứ thấy có gì đó rất mờ ám. Càng quan trọng hơn, cái tên dê ra này với ai cũng cởi mở phóng khoáng, có lúc hứng lên còn đột nhiên nhào đến đè cậu ra. Vốn chỉ là trò đùa giữa bạn học với nhau thôi, nhưng bây giờ cậu cứ có cảm giác mỗi lần như thế là ánh mắt hạng phi lại sắc như dao vèo vèo bay tới. Cậu thật sự rất muốn kêu to, tớ vô tội hạng phi, đầu má. Tôi mới vô tội đây này. Ai thèm thích cái tên tiện nhân dê ra kia hả, hửng. Cậu sao thế, Lâm Phỉ Nhi buồn bực nhìn lôi tranh. Cậu chàng này không tụ tập với đám nam sinh, cứ chen đến chỗ cô với Samantha làm gì, lôi tranh vẻ mặt buồn khổ như đang hồi tưởng quá khứ bi thảm. Trung thịnh với Arin là một đôi, hạng phi với Zera cũng là một đôi, cậu ở bên đó làm bóng đèn thì không được hay cho lắm. Lâm Phỉ Nhi hoàn toàn không hiểu hàm ý ẩn trong mắt lôi tranh, nhưng vẫn nhìn ra được sự nài nỉ của cậu. Ê, tuy không biết lôi tranh nài nỉ cái gì, nhưng là một học viên tốt biết yêu thương bạn bè, cô không ngại thu nhận cậu bé lôi tranh đáng thương. Trong lòng lôi tranh lại lệ rơi như mưa, cậu đã bi thảm đến mức phải nương nhờ nhóm nữ sinh rồi sao? Kha, ngày hôm qua ngủ ngon thật, Hồ Lập vừa vương vai vừa thỏa mãn ngáp một cái. Quả nhiên có người làm ấm giường khác hẳn với lúc ngủ một mình. Tuy cô nàng hỏa yến kia suýt nữa thì ép khô gã, nhưng cái cảm giác thỏa mãn chỉ đàn ông mới có này thật sự không từ ngữ nào có thể biểu đạt được. Đi đi, mấy đứa còn ngơ ngẩn cái gì nữa? Hôm nay tiếp tục xem đấu cơ giáp, hồ lập lười biến phất tay, nhưng hôm nay tôi sẽ không đi cùng, chắc mấy đứa không đến nổi lạc đường đâu nhỉ. Có điều, đừng bảo là tôi không nói trước, nếu dám trốn tránh thì, chúng tôi sẽ không trốn tránh, Samantha khó chịu ngắt lời gã. Ông đội trưởng này đúng là khinh thường bọn họ ngày hôm qua còn vượt qua được, chẳng lẽ hôm nay lại không chịu nổi? Lại nói, ở trường quân đội đệ nhất, nếu chút khả năng tự chủ đó cũng không có thì bọn họ đã bị đào thải từ lâu rồi. Được rồi, được rồi, mấy đứa biết thế thì tốt, hồ lập phất tay, đừng có đi ra khỏi chỗ này, không thì chết cũng chẳng trách được ai đâu, Từ mấy đứa chết không quan trọng, đừng liên lụy tôi bị chú phó mắng là được. Mọi người nhất thời thấy chán nản. Chẳng lẽ tính mạng bọn họ còn không bằng mấy lời mắng mỏ của hiệu trưởng phó? ừm tuy nói thế thật tàn nhẫn nhưng trong mắt hồ lập có lẽ đúng là như vậy hồ lập tùy tay ném cho họ bảy tấm thẻ lại dặn dò chung thịnh với arin một hồi rồi mới đuổi bọn họ đi xoay người trở về ổ chăn ấm áp của mình lâu rồi không đến thành phố bơ cô tình nhân hỏa yến thật là càng lúc càng nhiệt tình cầm thẻ trong tay bảy người quay mặt nhìn nhau mặc dù khó chịu với phương thức huấn luyện độc đáo này của hồ lập nhưng không ai trong số họ định rút lui đi thôi đừng nhìn nữa có nhìn nữa cũng chẳng được gì, hạng phi bất đắc dĩ gõ đầu dê ra, kéo cậu ta đi trước tiên, dê ra vẻ mặt buồn khổ đi theo. Cứ suốt ngày xem giết người thế này, cậu rất lo không biết liệu một ngày nào đó mình có trở thành kẻ cuồng sát không, những người khác nhìn nhau, đều đi theo. Không ai muốn mình yếu thế trước đội trưởng phốt. Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm, họ quyết không để nó bị ảnh hưởng. Một ngày rồi lại một ngày, những ngày quan sát trận đấu cơ giáp cứ thế kéo dài suốt một tuần trong một tuần này mỗi ngày hồ lập chỉ xuất hiện một lần đổi thẻ mới cho họ còn lại chả thấy bóng đâu dê ra không khỏi suy đoán phải chăng ông này buổi tối bị hỏa yến ép ghê quá nên ban ngày mới phải về phòng ngủ buồn nghỉ ngơi dưỡng sức tóm lại một tuần qua đi mọi người cũng quen dần với những trận đấu tàn khốc hiện tại họ không điên cuồng như dân cờ bạc họ reo ầm ĩ vui sướng khi người thắng cuộc gặt hái sinh mạng của kẻ thua cuộc chỉ giữ vẻ mặt điềm tĩnh không biến sắc được rồi hôm nay là ngày cuối cùng mấy đứa đi xem đấu cơ giáp thu lại thẻ trong tay họ hồ lập thản nhiên nói thật không lâm phỉ nhi vui ra mặt bây giờ cô đã có thể chịu được những tràn cảnh máu me khốc liệt nhưng nhìn từng sinh mạng mất đi vẫn chẳng thể thoải mái được biết không phải xem những chuyện đó nữa cô đương nhiên là thấy tốt hơn nhiều ừ thật một trăm phần trăm hồ lập hờ hững đáp ngày mai chúng ta đi xem kẻ đào vong lâm phỉ nhi không cần đi tại sao chưa kịp vui sướng, lời nói của Hồ Lập đã như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu cô. "Không tại sao cả, loại trận đấu này cô không cần xem." Hồ Lập nhướng mày. "Gã cũng đâu phải tiến hành huấn luyện lung tung cho họ, cho dù xét từ góc độ nào cũng thấy Lâm Phỉ Nhi sẽ không đi theo con đường chiến sĩ cơ giáp. Những cảnh tàn khốc đẫm máu như ngày mai cô không xem cũng được. Không được. Cùng là học viên trường đệ nhất, sao họ xem được còn tôi thì không?" Lâm Phỉ Nhi không phục, Hồ Lập châm điếu thuốc nhả ra một làn khói mờ, tùy cô. Nhưng tôi nói trước, nếu vì mấy cảnh đó mà bị khủng hoảng tinh thần, thì những nỗ lực chịu khổ mấy ngày nay của cô đều đi tông hết, yên tâm, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với bản thân, Lâm Phỉ Nhi nói với vẻ kiên định. Ok, ngày mai vẫn tập hợp lúc 9 giờ sáng, hồ lập nhạ khói thuốc, lại trở về bộ dạng phớt đời bình thường. Vâng, thưa đội trương, nhóm học viên đáp lời, sau đó trở về phòng ngủ của mình. Chật chật, cô gái nhỏ thật là cuộc cường, hồ lập đột nhiên chật lưỡi, cười tháng. Cô gái tóc dài ngồi trên sofa cách đó không xa chợt bật cười, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nói, đội trưởng, anh định nói cô bé đó giống em chứ gì? Hồ lập liếc cô một cái, cô biết thế thì tốt, cô gái tóc dài mỉm cười, không nói thêm gì. Nếu bọn Chung Thịnh ở đây sẽ nhận ra người phụ nữ này đã lặng lẽ theo sau họ suốt một tuần nay, Hồ Lập ngoài mặt nói là quản bọn họ ở đó không trông chừng, thực tế lại luôn lo lắng đám nhóc này gặp phải rắc rối. Đoàn lính đánh thuê Five Force của gã rất có tiếng ở đây, nhưng nếu mấy đứa nhỏ này đụng phải bọn điên cuồng không cần mạng, chẳng may bị thương thì gã chỉ có nước khóc không ra nước mắt. Được rồi, ngày mai cô bắt đầu nghỉ ngơi, bảo thiết thuận đến thay hồ lập nhã khói, nói với người phụ nữ, trong đám nhóc này có hai đứa rất khá. Cô theo mấy ngày nay có khi đã bị bọn nó nhìn ra rồi, thật hay giả vậy? Đội trưởng à, một đám nhóc vắt mũi chưa sạch mà có thể phát hiện ra em. Anh coi thường em quá đấy, cô gái tóc dài biểu môi bất mãn. Hồ Lập thản nhiên nhìn cô, không thì chúng ta cá nhé, cô theo chúng nó ba ngày nữa, để xem có bị phát hiện không. Nếu cô thua, đám nhóc này giao hết cho cô đấy, hừ, em có ngu mới cá, nhỡ đội trưởng trực tiếp nói với chúng nó thì sao, cô gái tóc dài làm mặt quỷ với Hồ Lập. Hồ Lập bất đắc dĩ liếc mắt khinh thường. Còn cần tôi nói sao? hôm qua hai con khỉ kia đã liếc nhìn chỗ cô nấp mấy lần rồi. Sợ cô mất mặt tôi mới không nói ra đấy. Được được, đừng nhiều lời, mau gọi thiết thuận đến đây. Ngày mai tôi dẫn chúng nó đi xem kẻ đào vong. Cô gái tóc dài nghe hồ lập nói vậy thì giật mình, hơi nhíu mày, dẫn chúng nó đi xem kẻ đào vong có phải hơi sớm không? Chúng nó vẫn chỉ là trẻ con thôi, không sớm, hồ lập đút tay vào túi quần, dựa hờ lên tường, chú phó giao chúng cho tôi là để tôi dạy cho chúng biết sự tàn khốc của chiến tranh. Nếu không mang chúng đi xem mấy thứ này, thì thật có lỗi với chú phó, được rồi, nói thế nào thì anh cũng có lý. Em đi đây. À, trước khi đến đây em nghe nói Thiết Thuẫn đang nhận nhiệm vụ. Nếu hắn bận thì gọi cô ra đến sao, hồ lập nhíu mày, đừng gọi cô ra, tên đó tôi nhìn còn chưa thấu. Bảo Sado đến đây, cô gái tóc dài biểu môi, em chẳng hiểu nổi, sao anh tin được cái tên u ám kia mà lại không tin cô ra, đi đi, cô thì biết cái gì. Cứ theo lời tôi mà làm. Còn nữa, chuyện này phải giữ bí mật, ngoài Shadow ra không được nói cho ai khác, biết chưa, biết rồi, tôi không đùa đâu, việc này tuyệt đối không được để lộ, rồi rồi, yên tâm, em đảm bảo giữ miệng kín như bưng, cô gái đưa tay làm động tác kéo khóa miệng, hồ lập buộc cười, mau đi đi. Nếu thiết thuẫn về rồi thì bảo cậu ta đến đây, biết rồi đội trưởng càng ngày càng dài dòng, cô gái tóc dài đứng dậy, đủng đỉnh bước đi, chiếc váy da bó sát người làm nổi bật thân hình nóng bỏng đầy sức hút. Trong đại sảnh có biết bao ánh mắt mê đắm thèm thuồng nhìn chầm chầm vào cặp mông của cô, đến lúc người đã đi xa vẫn chưa rời mắt, hồ lập nhìn đám đàn ông háo sắc kia, cười trào phúng. Gã còn chưa xoay người, cô gái vừa ra ngoài cửa liền bị một gã đàn ông tập kích. Trong đại sảnh vang lên mấy tiếng hô vừa tiếc núi vừa kinh ngạc, tiếc sau mình không ra tay trước thế nhưng tiếng hô còn chưa dứt, họ đã thấy một màn làm mắt mình suýt lọt chồng. cô gái kia túng chặt bàn tay chuẩn bị sờ mó mông mình, vặn nhẹ một cái, rắc. cả đại sảnh như vang vọng tiếng rắc giòn tan đó. cánh tay định đánh lén kia bị vặn thành hình thù kỳ quái, đoạn xương trắng héo lòi ra từ phần cổ tay, trông mà rợn người. cả đại sảnh lặng phát như tờ. họ đều nhìn rõ tình hình bên ngoài. gã đàn ông kia kêu thảm thiết còn đang nằm trên đường lăn lộn cô gái gợi cảm lại chỉ ngoái đầu cười một cái rồi ngoảy mông rời đi. Mọi người quay qua nhìn nhau. Đúng là hoa hồng có gai. Những người lúc này còn tiếc sau mình không ra tay sớm giờ đều thầm thấy may mắn. May mà không ra tay, nếu không kẻ bị gãy xương kêu gào thảm thiết bây giờ sẽ là bọn họ. Muốn sống được ở thành dưới, đầu tiên phải có một đôi mắt sáng. Ngay cả cô gái vừa rồi để lộ thực lực thế nào cũng không nhìn ra, thì đừng mong sống sót được ở đây. Cùng lăn lộn dưới này, nhưng có vài người bọn họ mãi mãi không bao giờ có thể chọc vào. Hồ Lập nhún vai, quản chuyện râu ria này ra sau đầu. Từ lúc vào đoàn lính đánh thuê, những chuyện thế này xảy ra nhiều lắm rồi, hay, còn phải giúp đám nhóc kia chọn trận đấu nữa, phiền chết đi được. Chú phó nợ cháu một món lớn rồi đấy, Hồ Lập vừa lẩm bẩm vừa bước lên lầu, có rảnh không, đến góc hành lang, hạng phi nhân lúc Trung Thịnh đi gọi bữa tối cản Arin lại, Arin lặng lặng nhìn cậu, đến phòng cậu. Hạng Phi nhướng mày, xoay người đi trước. Arin gửi tin nhắn cho Trung Thịnh, bảo mình có việc ra ngoài một lát, sẽ sớm trở về. Hạng Phi để ý thấy Arin gửi tin, sắc mắt tốt lên nhiều. Mấy ngày nay, hầu như lúc nào cậu cũng quan sát thái độ của Arin với Trung Thịnh. Chẳng phải cậu nghĩ nhiều, thực sự là cậu không thấy Trung Thịnh có chỗ nào không xứng với Arin cả. Nhưng cậu nghĩ Trung Thịnh giỏi giang xuất chúng không có nghĩa người khác cũng nghĩ vậy. Nhất là Arin xuất thân gia đình danh giá, nếu cậu ta định đùa bẩn chung thịnh, thì cậu chắc chắn sẽ không để yên. Hai người đi trên hành lang vẫn giữ im lặng, dường như không ai có ý định mở miệng. Vào phòng hạng phi rồi, dê ra với lôi tranh rất sáng suốt đi ra ngoài. Mặc dù không biết hạng phi với Arin có chuyện gì để nói với nhau, nhưng thấy hai người này khí thế bất phạm như vậy, trốn xa một chút là tốt nhất, nhưng lôi tranh thấy thật khó hiểu. Arin không phải bạn trai của Trung Thịnh à? Sao lại có quan hệ với hạng phi? chẳng lẽ cậu ta bắt cá hai tay nói chuyện một chút đi hạng phi ngồi đối diện arin hai tay đặt trên đầu gối nói cái gì arin thản nhiên hỏi hai ngày này hắn đã sớm phát hiện ra hạng phi vẫn luôn quan sát mình có điều khi chưa biết mục đích của cậu ta hắn sẽ không nói gì với chung thịnh hạng phi cười cười về chung thịnh mắt arin chợt loáng qua chút cảm xúc rồi bình tĩnh trở lại chung thịnh là của tôi hạng phi nhướng mày của cậu xét theo nghĩa nào Arin nhìn cậu, giọng nói không hề che giấu tính chiếm hữu, xét theo bất cứ nghĩa nào, cậu ấy đều là của tôi, hạng phi nở một nụ cười khoái trá. Quả nhiên nói chuyện với người thông minh là nhẹ nhàng nhất, chỉ đơn giản mấy câu là hai bên đã hiểu rõ ý nhau, vậy được rồi, sau này chung thịnh giao cho cậu hạng phi vỗ nhẹ lên vai Arin. Tuy không thích người khác chạm vào người mình, nhưng Arin không tránh tay hạng phi, hắn đứng thẳng người, từ trên nhìn xuống hạng phi thoáng chút áp lực, chung thịnh là của tôi, sau này phải giữ khoảng cách với cậu ấy. Tôi không thích người của tôi có mùi kẻ khác. Hạng Phi cười càng vui vẻ. Mặc dù giọng điệu uy hiếp của cậu ta làm cậu hơi khó chịu, nhưng để mặt trung thịnh, cậu quyết định bỏ qua lần này. Arin không ở lại phòng Hạng Phi lâu. Dù gì mối liên hệ giữa hắn và Hạng Phi chỉ có duy nhất trung thịnh. Lúc không có trung thịnh, hai người họ đều chẳng có ý nói với nhau về đề tài gì khác. Arin, cậu về rồi. Lúc Arin về phòng... Trung Thịnh đang xem tin tức trên mạng. Đời trước sau khi vào học viện quân sự, anh dồn gần hết tâm tư vào việc học tập rèn luyện, cho nên không để ý lắm đến tình hình thời sự. Còn bây giờ, họ đang ở thành phố Bơ mỗi ngày chỉ đi xem đấu cơ giáp, ngoài ra không còn nhiệm vụ nào khác, cũng không có đảng thương để đăng nhập mạng chiến đấu, nên không thể tiến hành huấn luyện cơ giáp. Thế nên, ngày nào anh cũng lên mạng lướt web, thỉnh thoảng lại tìm được mấy đề tài thú vị để thảo luận với Arin. Ừ, cậu ăn cơm chưa? Arin cởi áo khoác ra, để lộ chiếc áo sơ mi làm bằng tơ bên trong. Chưa. Đợi cậu, Chung Thịnh đứng dậy, lấy thức ăn ra khỏi dây giữ nhiệt, dọn dẹp xong xuôi rồi chờ Arin ngồi xuống cùng ăn. Arin nhìn Chung Thịnh, trong mắt hiện lên ý cười. Chung Thịnh lúc này rất giống người vợ chờ chồng đi làm về. Tiến lên hai bước, Arin đột nhiên ghé sát tai Chung Thịnh hít một hơi thật sâu, thơm quá. Mặt Chung Thịnh lập tức đỏ lừ. Cả người cứng nhắc không dám nhúc nhích mặc cho Arin làm xong động ác mờ ám đó, chậm rãi ngồi vào ghế, hít sâu một hơi, màu đỏ trên mặt dần nhạt bớt. Chung Thịnh vẽ mặt điềm tĩnh ngồi xuống. Mấy ngày gần đây, anh bắt đầu thấy mù mờ vì hành vi của Arin, chẳng hiểu có phải bị áo giác không, mà anh cứ thấy ngày nào Arin cũng làm mấy động tác rất mờ ám để đùa giỡn tanh. Dù nghĩ vậy chẳng khác nào lăng mạ ngại Arin, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, anh lo một ngày nào đó mình sẽ coi thái độ này của Arin thành thật, rồi để lộ bí mật lớn nhất của mình, đề tài nói chuyện trong bữa tối của hai người vẫn xoay quanh hồ lập cùng việc huấn luyện. Mặc dù loại huấn luyện này đối với Chung Thịnh và Arin chẳng có tác dụng gì. May là ngày thứ ba sau khi đến thành phố Berluk huấn luyện, hồ lập đã thuê cho họ một phòng huấn luyện thể năng riêng, để họ không chỉ quan sát trận đấu rèn luyện tinh thần mà còn có thể rèn luyện thân thể. Cậu nói xem cô gái theo chúng ta mấy ngày nay là ai phái tới? Chung Thịnh hỏi. Chắc là hồ lập, Adrien đáp không để tâm lắm không phải nhà trường sao tôi nghĩ không phải nếu hiệu trưởng giao chúng ta cho hồ lập thì tất nhiên là tin tưởng anh ta hơn nữa gã này thoạt nhìn có vẻ không đáng tin nhưng không phải người vô trách nhiệm anh ta sẽ không tùy tiện bỏ mặt chúng ta ở thành dưới tìm người âm thầm bảo vệ chúng ta mới hợp với tính cách ngoài lạnh trong nóng của anh ta phục chung thịnh suýt thì không nhịn được cười nhìn trưởng quan Arin vẻ mặt nghiêm túc nói hồ lập ngoài lạnh trong nóng bằng giọng điệu nghiêm trang đó, thật sự là rất buồn cười. Năm đó có rất nhiều người nói trưởng quan Arin là kiểu người mặt ngoài lạnh lùng, trong tâm lại nóng ấm như lửa. Không ngờ bây giờ ngài ấy lại dùng mấy từ này để nói về người khác, hửm. Buồn cười lắm sao, Arin đặt bát xuống, dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau miệng, không chung thịnh vội vàng nghiêm mặt, Arin liếc nhìn anh mặc dù trung thịnh thế này rất đáng yêu, nhưng cử chỉ mờ ám quá thường xuyên sẽ làm mất tác dụng, trích làm sao để người ấy yêu bạn say đắm. Để phòng ngừa trường hợp phản tác dụng xảy ra, hắn đành phải kéo đề tài này lại. Trận đấu ngày mai, tôi có dự cảm sẽ là loại đấu người thật. Hơn nữa, có thể mấy ngày sau chúng ta cũng phải lên sàn đấu chém giết, Trung Thịnh cười khổ bất đắc dĩ, đây không phải dự cảm. Đời trước anh từng tận mắt chứng kiến một trận đấu kẻ đào vong ở thành phố Bờ Lúc, trong loại hình đấu võ này, người được chọn làm kẻ đào vong đều là những tội phạm tội danh cực kỳ nghiêm trọng. Họ chỉ được mang theo một con dao găm laser, ngoài ra không có bất kỳ vũ khí nào khác, còn kẻ đi săn có thể dùng súng laser. Tuy chỉ là súng laser loại năng lượng trung bình, nhưng so với con dao laser của kẻ đào vong thì quả là khác nhau một trời một vực, như tên gọi, hình thức đấu là đào vong. Chỉ cần kẻ đào vong có thể đào thoát khỏi tay kẻ đi săn, thậm chí xử lý được kẻ đi săn, Họ sẽ có điều kiện sinh hoạt càng tốt hơn. Đối với những tên tội phạm sớm đã bị liên bang phán án tử hình, chưa bị hành hình chẳng qua là do được người đứng sau thành phố lúc Thu mua, để được sống, mỗi ngày họ đều phải tranh đấu kiếm tiền, nếu đạt mức chỉ định thì có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn, đấu thắng sẽ có được không gian hoạt động càng lớn, càng nhiều thức ăn ngon, càng nhiều những cô nàng gợi cảm quyến rũ. Đó là tất cả ý nghĩa sinh tồn của họ, cũng vì thế, mỗi một trận đấu họ không chỉ phải cố gắng sống sót mà nếu có khả năng còn phải giết chết kẻ đi săn. xử lý được một kẻ đi săn, họ sẽ có một tháng nghỉ ngơi, kẻ đào vòng đấu để sống. nhưng kẻ đi săn thì không phải vậy, vì phô trương quyền quý, vì tiền tài chiêu mộ lính đánh thuê, vì rèn luyện mà tham gia thi đấu. mỗi một thợ săn đến nơi đây đều có mục đích. nhưng bất kể là mục đích gì, trước khi tham gia trận đấu, họ đều phải ký kết hiệp ước hợp pháp với thành phố bờ lút. nếu không may bị tù nhân xử lý thành phố berlusch sẽ không chịu trách nhiệm từ tận đáy lòng chung thịnh rất ghét kiểu đấu đó một người lính như anh sống sót được trên chiến trường đã là chuyện chẳng dễ dàng gì vậy mà lại có kẻ ngu ngốc bỏ tiền ra để đi chịu chết đúng là không thể hiểu nổi hồ lập biết điểm dừng thoạt nhìn arin có vẻ rất bình tĩnh thật ra hắn chẳng có cảm giác gì với phương thức huấn luyện này của hồ lập hay phải nói là đời trước hắn đã trải qua chiến tranh còn tàn khốc hơn mấy cảnh chém giết này trong mắt hắn chỉ như một vở kịch nhạt nhẽo có thể trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất liên bang arin không chỉ có gia thế xuất chúng cùng vẻ ngoài hoàn mỹ mà còn sở hữu cả khí chất và tinh thần máu thét đấy mới là nguyên nhân chính dẫn hắn lên đến đỉnh vinh quang tinh không dảo lan danh hiệu này không chỉ tán thưởng sự mưu trí của hắn mà còn cảm thán cả bản tính khác máu như của loài sói xảo quyệt một buổi tối trôi qua rất nhanh Phần lớn thời gian hai người đều ở trong phòng huấn luyện thể năng, hiện tại, nhược điểm lớn nhất hạn chế khả năng phát huy thực lực của hai người chính là thể chất. Nếu không đạt thể thuật cấp 12, thì hầu hết các động tác điều khiển cơ giáp cao cấp họ đều không làm được, không phải không có kỹ thuật, mà là cơ thể không chịu nổi sức ép cực lớn đó. Mồ hôi đổ trên sàn phòng tập để lại vết tích của tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết, cũng chỉ khi ở đây, trung thịnh mới có thể thả lỏng tinh thần không nghĩ đến những cử chỉ đầy ẩn ý càng ngày càng quá mức của Arin gần đây. Vùi đầu vào sâu trong nước, đến khi dây ngực nhức nhối vì nén khí mới ngẩng lên, nước nhỏ tông tổng từ chân tóc xuống người. Chung thịnh xoa mặt, ra khỏi bồn tắm, lau khô thân thể, tay cầm vào nắm đấm cửa phòng tắm, anh lại bất giác tạm dừng một chút. Bây giờ chắc Arin đang nằm trên giường đọc sách. Dường như mấy ngày nay, mỗi lần anh mở cửa phòng tắm ra đều thấy Arin nằm đọc sách. Trung Thịnh cũng thích cuộc sống sinh hoạt quy luật như vậy. Nhưng từ khi ở cùng phòng với Adrian, anh lại mong Adrian có thể bỏ thói quen này đi, Trung Thịnh cười khổ. Cho dù Adrian làm nhiều chuyện như vậy với mục đích gì, chẳng phải mình đều không thể phản kháng sao? Sự thật này từ đời trước đã biết rõ rồi, hít sâu một hơi. Trung Thịnh thầm hạ quyết tâm, nếu Adrian không định làm rõ, thì cứ xem như mình đang nằm mơ đi, chờ đến khi Adrian thấy chán rồi có lẽ mình còn có thể trở về làm một phó quan. Đáng tiếc, Trung Thịnh ra quyết định lại không ngờ rằng Arin đã đổi ý. Nguyên nhân thay đổi rất đơn giản, là do một tin nhắn. Phu nhân Clifford nghiêm túc cảnh cáo hắn, những cử chỉ mờ ám có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đồng thời tạo ra bầu không khí ngọt ngào. Nhưng cứ liên tục mập mờ không rõ sẽ chỉ khiến đối phương cho rằng mình đang đùa bỡn người ta. Chẳng may khéo quá hóa vùng, Trung Thịnh tưởng hắn chỉ coi mình như món đồ chơi thì hỏng. Arin hiểu Chung Thịnh là người cố chấp thế nào. Lỡ như cậu thật sự có ấn tượng như vậy thì chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ. Ra rồi, lúc Chung Thịnh bước ra khỏi phòng tắm, Arin không nằm trên giường đọc sách như anh tưởng, mà mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên sofa như đang chờ anh. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Arin, Chung Thịnh nghĩ đến đầu tiên là đã xảy ra chuyện, không thì vì sao trong thời gian nghỉ ngơi Arin lại mặc quần áo nghiêm chỉnh thế kia? Xảy ra chuyện gì? Chung Thịnh thầm giật mình. Vội vương tay vớ lấy áo khoác, Arin bỗng có cảm giác thất bại. Hắn chỉ muốn đưa ra lời đề nghị chính thức kết giao với Trung Thịnh thôi, ăn mặc chỉnh tề là để bày tỏ ý tôn trọng với đối phương, nào ngờ Trung Thịnh lại có phản ứng như thế. Không phải Arin nắm chặt tay Trung Thịnh, vẻ mặt bất đắc dĩ ấn cậu ngồi xuống vị trí đối diện mình. Không có chuyện gì xảy ra cả, vậy cậu, Trung Thịnh mịt mời nhìn hắn. Không xảy ra chuyện gì thì sao Arin lại ăn diện trình trọng thế? Arin thản nhiên liếc nhìn Chung Thịnh. Mới từ phòng tắm ra nên chỉ mặc mỗi cái quần lót tứ giác màu xám. Mấy hôm trước, lúc ngủ, anh còn mặc thêm cái áo sơ mi. Nhưng từ khi phát hiện mình có cài khuy kỹ cỡ nào, thì sáng hôm sau tỉnh dậy áo sơ mi vẫn mở phanh ra, anh dứt khoát không mặc nữa. Làn da màu lúa mạch, thân hình cường tráng săn chắc, đường cong đầy quyến rũ, vai rộng mông cong, vòng eo thon gọn, ngập tràn sức hút phái mạnh đôi con ngươi màu lam bạc chợt thất thần trong giây phút hai má arin chợt hiện màu hồng nhàn nhạt dù má chỉ ửng hồng trong phút chốc rồi thôi nhưng chung thịnh ngồi đối diện lại không bỏ lỡ khoảnh khắc đó anh xoa xoa hai mắt mình hình như lúc nãy bị hoa mắt tuy không dám chắc nhưng dường như anh vừa nhìn thấy arin đỏ mặt trời ạ à, chuyện này cộng cả hai đời anh đều chưa thấy lần nào nếu không phải rất tự tin với thị lực của mình thì anh sẽ nghĩ chắc mình bị quán gà rồi khụ khụ, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nhìn động tác khoa trương của Trung Thịnh mà Arin thấy ảo não, ho khang hai tiếng để kéo sự chú ý của Trung Thịnh. Trưởng quan đã có lệnh, Trung Thịnh tất nhiên sẽ nghiêm chỉnh ngồi nghe. Khép hai chân lại, mở quan não, bày ra tư thế tiêu chuẩn chuẩn bị ghi chép nội dung cuộc họp, Arin lại bị Trung Thịnh đánh gục lần nữa. Hắn không hiểu, trong sách miêu tả chuyện này thật dễ dàng, hắn cũng chỉ muốn bày tỏ tình cảm thôi, sao lại chả có tác dụng gì với tên đầu gỗ này vậy? Đôi khi, Arin thật sự có ý định trực tiếp ra lệnh cho Trung Thịnh cởi quần áo để mình đè. Không được, xúc động là ma quỷ, xúc động là ma quỷ. Thầm nhẩm mấy lần, Arin cuối cùng cũng đè được mấy ý tưởng sắc tình, một lần nữa nhìn thẳng mặt Trung Thịnh. Tôi hy vọng có thể lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để kết giao với em. Trung Thịnh, ngẩn người. Đương nhiên, tôi rất tin tưởng vào mối quan hệ của chúng ta. Tiếp tục ngẩn người nhìn chung thịnh có phản ứng gì arin hơi nhíu mày cá nhân tôi cảm thấy điều kiện của chúng ta rất xứng đôi hơn nữa phát hiện vẻ mặt chung thịnh vẫn chẳng thay đổi gì arin hơi bực tôi có cảm giác em cũng có tình cảm với tôi đúng không vẫn ngẩn người arin nheo mắt lại có vẻ nguy hiểm tôi rất nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta em sẽ là bạn đời duy nhất của tôi còn đang ngẩn người trong đôi mắt arin bừng lên ngọn lửa hắn giận tái mặt đứng bật dậy lạnh giọng nói với Trung Thịnh vẫn chẳng có phản ứng gì, Trung Thịnh, có, Trung Thịnh đứng bật dậy, cuối cùng cũng có phản ứng, hôn tôi, rõ, cánh môi ấm áp dán lên, hơi vụng về, lại mang ý lấy lòng, cọ sát bờ môi Arin, đôi mày nhíu chặt dần giãn ra vì một nụ hôn khẽ thật dịu dàng. Arin cực kỳ vừa lòng với sự ngây ngô của Trung Thịnh, hắn không ngại người yêu của mình từng có quan hệ với người khác, nhưng không có thì vẫn vui hơn, Trung Thịnh hôn chẳng có kỹ xảo gì, còn thua cả Arin chỉ dựa vào mấy bộ sách cùng phim ảnh để lấy kinh nghiệm. Nhưng chính nụ hôn không có tí kỹ xảo nào lại làm Arin vô cùng thỏa mãn. Đây chính là lần đầu tiên Trung Thịnh chủ động hôn hắn. Từng, mình ra lệnh thì có tính là chủ động không? Arin đang bận hôn, không có thời gian so đo tính toán mấy chuyện đó. Cái lưỡi tách đôi môi Chung Thịnh ra. Arin bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng đối phương. Tuy hai người đều chẳng có kỹ xảo gì đáng nói, nhưng hôn dần rồi cũng luyện ra. Trung Thịnh thụ động tiếp nhận sự xâm chiếm của Arin. Anh là người khởi xướng nụ hôn này, quyền chủ động lại nằm trong tay Arin. Mỗi tấc da thịt trong miệng đều được đầu lưỡi mềm mại liếm qua, như muốn để lại ký hiệu trên mỗi một tế bào của đối phương. Nước bọt không kịp nuốt trượt dọc theo khóe môi xuống dê ngực dày rộng của Trung Thịnh, để lại những vệt nước đầy sắc tình. Lúc này đây, Trung Thịnh thấy thật hỗn loạn. Hay phải nói là, từ lúc nghe được câu nói ấy của Arin, anh đã chẳng thể tỉnh táo nổi kết giao còn lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết chuyện này sao có thể xảy ra mới đầu anh còn tưởng arin đang nói đùa nhưng nhìn vẻ mặt của đối phương thì không thể nào cho rằng đó là lời nói đùa được quan trọng hơn là bằng vào sự hiểu biết của anh về arin cả hai đời anh biết người ấy sẽ không lấy chuyện này ra để đùa giỡn nói vậy đây là sự thật arin đang thổ lộ với mình suy nghĩ cẩn thận xong chung thịnh càng muốn hôn mê chỉ đơn giản thế thôi mình đã có được tình yêu hằng mơ ước ư chuyện này thật khó tin đừng có ngẩn người arin bực mình cắn môi chung thịnh một cái người yêu đang hôn mà còn ngẩn người chuyện này ai chấp nhận cho được xin lỗi chung thịnh trả lời theo phản xạ sau đó lại đỏ mặt xấu hổ dường như đến tận giờ phút này anh mới ý thức được rằng mình với arin đang hôn nhau thấy chung thịnh lại sắp sửa ngẩn ra arin nheo mắt lại nói với giọng nguy hiểm nếu em còn mất tập trung lần nữa tôi không đảm bảo tiếp theo sẽ không làm gì đâu. Để phối hợp với lời cảnh cáo, bàn tay còn niết mạnh hai cái lên cặp mông săn có tính đàn hồi tốt của Trung Thịnh. Arin, ô. Xúc cảm thật tuyệt, lại sờ thêm vài cái. Máu chảy khắp người Trung Thịnh như muốn vọt hết lên đầu. Nó khoa trương một chút thì thậm chí còn nhìn được cả hơi nước bốc lên đỉnh đầu. Anh nhìn thẳng vào Arin với ánh mắt ngỡ ngàng kinh ngạc, như muốn kiểm chứng giọng điệu và hành vi lưu manh vừa rồi không phải trưởng quan đáng kính của mình làm ra đáng tiếc, anh thất bại. Đôi bàn tay ve vuốt khắp nơi trên người mình, vẻ nghiêm túc trong sâu thẳm con ngươi, đủ để chứng minh cho anh thấy mọi chuyện xảy ra đều là sự thật, rầm, thần tượng trong lòng chung thịnh ầm ầm sụp đổ. Vào giờ phút này, Arin không còn là vị thần đứng trên đỉnh cao, mà là một thiếu tướng bình thường của liên bang, à không phải, bây giờ mới chỉ là tân binh thôi. Rất tốt, tiếng Arin thì thầm mất hút giữa hai đôi môi dán lấy nhau. Trung Thịnh không có chút sức phản kháng nào với nụ hôn nồng nàn này, để mặc Arin muốn làm gì thì làm, để người ấy đè anh xuống ghế sofa. Ưm, ừ, ta, à, Arin, cơ hờ, chờ một chút, khó lắm mới dứt ra khỏi nụ hôn của Arin một chút, Trung Thịnh vội vàng kêu lên. Hửm, Arin bất mãn nhướng mày. Đang thưởng thức bờ môi say đắm của Trung Thịnh lại đột nhiên bị ngắt ngang, hắn đương nhiên rất khó chịu. Tôi, em, Trung Thịnh ậm ừ nửa ngày vẫn chưa nói được thành lời. Lúc này, đầu óc anh đã bãi công, chỉ còn bản năng mách bảo không thể tiếp tục như vậy. Nếu không, e là sẽ xảy ra một số chuyện không tốt. Mắt tối sầm, Arin giận tái mặt. Chung Thịnh tức thì rụt cổ, nghẹn lời. Bây giờ Arin mới nhướng mày, tiếp tục hôn Chung Thịnh. Arin tỏ ra rất nhiệt tình. Theo Chung Thịnh thấy thì là nhiệt tình đến mức khó tin. Đời trước, anh chưa từng thấy Arin hôn ai nồng nhiệt thế này. Cho dù là vị hôn thê Elena cũng chỉ nhận được vài cái hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước hôm nay, ngài Arin cho anh cảm giác thật xa lạ. Anh từng nghĩ mình là người hiểu Arin nhất trên đời. Nhưng nay, anh chợt nhận ra mình không hiểu người ấy như mình vẫn tưởng. à, đầu nhũ trước ngực bị niết nhẹ một cái, Chung Thịnh không kìm được bật ra tiếng kêu kinh hãi, cảm nhận được bàn tay âm ấm kia đang thông thả trượt xuống bụng, trên đùi có cái gì đó vừa nóng vừa cứng dán sát vào, Chung Thịnh rùng mình, tóc gáy dựng đứng cả lên. Khoan, không được, ngài Arin, Chung Thịnh nói năng lộn xộn, hai tay không ngừng đẩy Arin ra. Anh có thể dùng kỹ thuật chiến đấu để ngăn cản Arin, nhưng có cho anh thêm hai lá gan anh cũng không dám. Arin bất mẫn ngẩng đầu lên nhìn. Đang làm mà bị cản lại, là đàn ông ai cũng sẽ khó chịu. Nhìn vẻ mặt tức giận của Arin, Trung Thịnh có khổ mà không nói được. Đời trước, ngài Arin là dị tính luyến không phải nghi ngờ, vậy bây giờ chắc Arin chỉ mới vừa tiếp xúc với đồng tính luyến ái thôi. Trong quan hệ giữa người đồng tính với nhau, bên tiếp nhận phải được làm trơn đầy đủ nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng chung thịnh có cảm giác arin không biết rõ mấy chuyện này nếu bây giờ hai người làm đến cuối thì hậu quả rất có thể sẽ rất thảm chung thịnh không để ý mình có bị thương không có điều ngày mai hồ lập còn muốn dẫn họ đi xem trận đấu nếu anh bị thương quá nặng không xuống giường được thì không ổn ngày mai đội trưởng phúc hôm nay không được chung thịnh mặt đỏ bừng bừng lắp bắp nói được mấy từ Arin lập tức tỉnh táo lại, ngồi thẳng người, vò đầu gãi tai. Mái tóc vàng mềm mại bị hắn vò cho rối tung, thoạt trông như cái ổ gà. Chết tiệt, tính tự chủ của mình đi đâu hết rồi. Arin ảo não nghĩ, vất vả lắm mới đứng dậy được, chung Thịnh dùng tốc độ nhanh nhất mặc sơ mi với quần dài vào, che kín toàn thân. Nếu không phải đang ở trong phòng, mặc nhiều đồ quá sẽ thành dấu đầu hở đuôi, anh chỉ hận không thể mặc luôn cả áo khoác. Ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Arin, Trung Thịnh cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn xuống chỗ nào đó đang cộng lên, cùng là phái nam. Anh đương nhiên biết lúc này Arin khó chịu thế nào, nhưng nghĩ đến bản mặt lạnh lùng cười trào phúng của đội trưởng Phúc, anh quyết tâm không để ý đến. Khụ khụ, xin lỗi, vừa rồi tôi hơi mất kiểm soát, dần dần tỉnh táo lại, Arin nói với vẻ xấu hổ. Không sao, Trung Thịnh nói xong lại thấy có gì đó không đúng. Chuyện này hình như không cần phải giải thích, Arin ngẩng đầu nhìn Trung Thịnh gương mặt lạnh lùng cố duy trì vẻ điềm tĩnh cùng với màu ửng hồng của làn da còn chưa tan hết lại tạo thành cảm giác, cảm giác cấm dục vô cùng hấp dẫn arin thoáng ngẩn người giây lát trong đầu hiện lên hình ảnh chung thịnh không một mảnh vải che thân nằm bên dưới để mình tùy ý xỏ xuyên hai tay bắt đầu đỏ lên arin duy trì bộ mặt thang dùng mấy hình ảnh cực độ vô sĩ hạ lưu này vào một kho lưu trữ có tên là kế hoạch tác chiến chuẩn bị sau này sẽ thực hành ừ vậy chúng ta quay lại chủ đề chính vừa rồi tôi đưa ra lời đề nghị kết giao arin đổi tư thế ngồi hai chân bắt chéo nhau che cái chỗ phòng phòng mà chung thịnh thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn mặt chung thịnh lại đỏ bừng chuyện này chuyện này anh sao có thể từ chối gật nhẹ một cái đầu chung thịnh cúi thấp như muốn chôn vào ngực anh chưa từng nghĩ mình được thổ lộ một cách tiêu chuẩn chính thức như thế rất tốt arin gật đầu hài lòng hắn sớm đã đoán được chung thịnh sẽ không từ chối nhận được đáp án này cũng là lẽ thường. Vậy từ giờ trở đi, chúng ta chính thức là người yêu. Ngoài chuyện thủy chung với nhau, tôi hy vọng kỳ nghỉ lần này em có thể theo tôi về gặp bố mẹ. Arin thản nhiên nói, Chung Thịnh ngẩn phát đầu lên. Gặp bố mẹ. Quá nhanh rồi, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của anh, Arin hơi nhíu mày, chẳng lẽ em nghĩ tôi để em làm tình nhân ngầm. Trung Thịnh không nói gì, vẻ mặt lại khẳng định suy đoán của Arin. Arin giận tái mặt, tôi hy vọng sau này em sẽ không nghĩ thế nữa. Như vậy chẳng khác nào sỉ nhục nhân cách của tôi. Cũng là khinh nhận tình cảm tôi dành cho em, chung thịnh gật đầu. Vẻ mặt thì kinh hãi, lòng lại căng tràn hạnh phúc, chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình trở thành người yêu của Arin, không phải loại tình nhân trong tối, mà quan minh chính đại làm bạn đời của Arin. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Chúng ta đi nghỉ đi, Arin nói xong thì đứng dậy cởi áo khoác, chung thịnh cũng đứng lên nhưng lúc cởi cúc áo sơ mi, tay lại tạm dừng. Nếu là bình thường, anh xem như quen nằm chung giường với Arin. Có điều, sau vụ thổ lộ vừa rồi, quay ra nhìn cái giường hình trái tim cực lớn kia, hai má Chung Thịnh lại lần nữa đỏ phừng phừng. Thế này, thế này sao mà ngủ được? Chung Thịnh bối rối, Arin đã vén chăn lên, thấy Chung Thịnh vẫn ngẩn người đứng đó thì hỏi, "Sao thế?" "Không có gì." Chung Thịnh lúng túng đáp một câu, chậm rì rì cởi cúc áo nhìn chung thịnh cởi từng cái cúc áo một arin chợt hiểu ra đi ngủ sớm một chút ngày mai đi xem trận đấu cũng không thoải mái lắm đâu arin thản nhiên nói nhấc chăn lên nằm xuống loáng cái đã nhắm mắt lại chung thịnh ngừng tay âm thầm thở vào một hơi ý của arin rất rõ ràng tối nay sẽ không làm gì thật ra không phải chung thịnh không muốn làm chuyện đó với arin đã là người yêu thì sớm muộn gì cũng đến bước đó chỉ là tình hình trước mắt thật sự không hợp với lại tối nay chịu kích thích lớn như thế tinh thần anh có chút gánh không nổi cũng lo lúc làm chuyện đó mình biểu hiện quá kém thì hỏng bởi vì có những người ly hôn vì cuộc sống không hòa hợp mà bọn họ chỉ vừa mới làm người yêu trong phòng ngủ vang lên tiếng hít thở đều đều của arin chung thịnh lặng lẽ đến bên giường nhìn arin vẫn nằm ở giữa như trước chung thịnh bật cười sau chuyện xảy ra ngày hôm nay mấy cử chỉ mờ ám của arin những hôm trước cũng được giải đáp mối lo treo cao trong lòng anh cuối cùng có thể đặt xuống so sánh cự ly hai bên trái phải của arin chung thịnh mặt dày chọn bên gần hơn để nằm ưng ừ, giống mọi khi chung thịnh vừa nằm xuống arin liền tự giác nhích lại gần chung thịnh vẫn không phát hiện ra arin nhìn như ngủ say thực ra lại đang mỉm cười sáng hôm sau chung thịnh theo thói quen dậy từ sớm đi lấy đồ ăn sáng vẫn là những việc làm thường ngày vậy mà bầu không khí giữa hai người cứ có gì đó nhộn nhạo tình tứ đi thôi, thay quần áo xong, Arin ra đến cửa, hôn lên mặt Chung Thịnh một cái. Đây là việc ngày nào bố cũng làm trước khi ra khỏi nhà, mặc dù là do mẹ bắt ép, nhưng Arin rất thích thói quen này, cho nên mới học theo. Chung Thịnh tai đỏ hồng, đánh bạo hôn lên môi Arin một cái. Arin nhướng mày. Quả nhiên Chung Thịnh vẫn cần được huấn luyện. Nếu là phu nhân Clifford thì đã kéo cổ áo Clifford tướng quân đáp lại bằng một nụ hồn nhiệt tình nảy lửa rồi quả nhiên chuyện này vẫn phải nhờ mẹ chỉ giáo nhiều hơn. Arin nghĩ thầm, đến địa điểm tập hợp, sự khác thường giữa hai người ít nhiều gì vẫn bị người xung quanh phát hiện, bọn họ làm sao vậy? Lôi tranh nhỏ giọng hỏi Lâm Phỉ Nhi sao cứ có cảm giác lạ lạ, ai biết, Lâm Phỉ Nhi biểu môi. Chắc là được thỏa lòng mong ước rồi, thỏa lòng mong ước cái gì, lôi tranh không hiểu. Lâm Phỉ Nhi trừng mắt nhìn cậu, cậu có phải đàn ông con trai không hả, chuyện đó mà cũng không hiểu lôi tranh đỏ mặt vấn đề này thật là xấu hổ cậu không biết đâu có nghĩa cậu không phải con trai lại nói sao chuyện có phải đàn ông con trai không lại xuất hiện ở đây mắt bất giác liếc nhìn bộ ngực cao ngất của lâm phỉ nhi không ngờ lại bị cô bắt gặp nhìn cái gì mà nhìn lâm phỉ nhi ưỡn ngực làm sao bảo cậu không phải con trai thì cậu tính làm con gái à lôi tranh bất đắc dĩ chào thua trước mặt lâm phỉ nhi loại người hàm hậu như cậu chỉ có số bị bắt nạt thôi. May là cuối cùng Lâm Phỉ Nhi vẫn giải đáp thắc mắc cho cậu, cậu nhìn vẻ mặt Arin đi, nhìn cho kỹ vào, cười đáng thế kia, chắc chắn là đêm qua đã làm gì chung thịnh rồi, lôi tranh, cậu thật muốn quỳ lạy Lâm Phỉ Nhi. Rốt cuộc cô ấy từ chỗ nào trên bộ mặt thang của Arin nhìn ra nụ cười, đáng hả trời, với lại, nếu để Arin nghe được, một cô gái như cô chẳng lẽ không thấy ngượng ngùng sao, cố nặng ra một nụ cười khó coi, lôi tranh lặng lẽ lùi lại hai bước. Bàn luận chuyện của trưởng quan thì không sao, nhưng mấy nội dung hạn chế độ tuổi như vậy thì có sao? Thực lòng cậu không muốn nghe Lâm Phỉ Nhi bàn luận chuyện riêng tư của Arin và Trung Thịnh đâu. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cậu chẳng đánh được ai trong hai người này, bọn họ mà biết chuyện, Lâm Phỉ Nhi là con gái thì không sao, nhưng cậu chắc chắn sẽ rất thảm. Kể cả Arin không ra tay, chỉ riêng Trung Thịnh thôi đã đủ sức đánh cậu bầm dập rồi đồ nhát gan, Lâm Phỉ Nhi nhận ra lôi tranh đang âm thầm rút lui, biểu môi khinh thường. Có điều, không biết vì nguyên do gì mà cô với Samantha đều bất giác nói nhỏ đi nhiều, buôn chuyện là thiên tính của con gái. Samantha có thân thể cường tráng mấy thì vẫn là con gái. Vậy nên, Arin, cậu có thấy ánh mắt Samantha nhìn chúng ta có gì đó là lạ không? Chúng thịnh hơi ngượng ngùng nói nhỏ với Arin. Không phải anh quá mẫn cảm, mà là ánh mắt Samantha quá trắng trợn, như kiểu đang nói tôi biết chuyện của cậu rồi nhé khiến anh thấy cả người khó chịu không cần để ý đến arin nghe vậy liếc nhìn samantha samantha rụt cổ theo phản xạ chung thịnh bỗng thấy xấu hổ anh cũng là học viên tinh anh nhưng khí chất trời sinh như thế quả nhiên không dễ gì tạo ra được vừa rồi anh nhìn samantha hết nửa ngày mà người ta chẳng thèm để ý đến càng nói càng hăng vậy mà arin mới chỉ nhìn lướt một cái cô đã lùi bước chẳng lẽ anh không có uy nghiêm gì sao à xin lỗi xin lỗi tôi đến muộn hồ lập vội vàng bước ra từ thang máy vừa đi vừa nhét sơ mi vào trong quần khó lắm mới thấy hồ lập chật vật thế này mọi người đều vô cùng hưng phấn bọn họ rất tò mò không biết hồ lập vừa mới làm gì tôi đã chọn trận đấu rồi cứ thế mà xem nhưng tôi nhắc trước vì điều kiện kinh tế có hạn nên chỉ mua được loại vé rẻ nhất thôi mấy đứa phải chuẩn bị tinh thần đi Hồ Lập cười tủm tỉm nói thế rồi móc một xấp vé từ trong túi áo ra. Mỗi người nhận một tấm vé, xem xong thì đều ngạc nhiên phát hiện chỗ ngồi của họ không còn sát nhau như mấy hôm trước nữa. Nói chính xác hơn thì là ở ba khu khác nhau, đồng thời quay sang nhìn Hồ Lập với vẻ thắc mắc. Hồ Lập nhún vai, đã bảo là không đủ tiền rồi còn gì. "Chịu thôi, có cái nào mua cái đó." Mấy đứa chắc không cần tôi đi cùng đâu đúng không? Mọi người đều thầm cười khinh bỉ gã không có tiền lừa trẻ con chắc đương nhiên biết thì biết thế nhưng không ai nói ra cả nếu là hồ lập thì làm ra mấy chuyện nằm ngoài dự đoán như vậy không có gì đáng ngạc nhiên cả kiểu huấn luyện của gã vốn đã khác người rồi à đúng rồi hồ lập đưa địa chỉ đấu trường cho họ xong là xoay người đi ngay trước khi mất bóng còn để lại một câu chúc mấy đứa đi chơi vui vẻ cắm mấy đứa đổi vé cho nhau mọi người quay sang nhìn nhau có dự cảm không ổn chung quy cứ cảm thấy trận đấu hôm nay không thoải mái như xem thi đấu cơ giáp mấy hôm trước. Mà có bất an thì hôm nay vẫn phải đi xem. Mọi người vào thang máy, loán cái đã đến đấu trường của kẻ đào vong, tùy theo từng khu mà kháng phòng có các cửa vào khác nhau. Vé của bọn họ là loại rẻ nhất, cho nên cửa vào nằm ở vị trí dưới cùng của đấu trường. Vừa bước chân vào, Lâm Phỉ Nhi và Arin đều bất giác nhíu mày. Nên nói chỗ này là một khu chợ nhỏ thì chính xác hơn là kháng phòng đâu đâu cũng thấy một đám người cả nam lẫn nữ ăn mặc hở hang trang điểm lòe loẹt liếc mắt đưa tình với nhóm lính đánh thuê thô lỗ bốn góc phòng có bốn cái quầy ba nhỏ chỉ cung cấp mấy loại đồ uống rẻ mạt nhất khắp phòng tràn ngập thứ mùi gây mũi hỗn hợp của rượu khói thuốc và mồ hôi cùng cái mùi trong những góc tối tăm làm người ta ngạt thở cái này cái này lôi tranh trợn tròn mắt nhìn những người trong phòng á khẩu không nói được gì mặc dù xuất thân gia đình bình dân nhưng cậu chưa bao giờ thấy những cảnh hỗn loạn đọa lạc thế này. Đột nhiên, cả người cậu cứng đờ. Vì cậu thấy trong góc tối nọ có một người đàn ông mặc áo da bó sát người đang ngồi quỳ giữa háng một người đàn ông khác cố gắng nuốt nhả thứ đó. Những người xung quanh lại làm như chuyện đó là rất bình thường. Để tớ chắn cho cậu, lôi tranh đỏ cả tay, theo phản xạ đứng chắn trước mặt Lâm Phỉ Nhi, che lại tầm mắt cô. Lâm Phỉ Nhi không hiểu ra làm sao. Đúng là căn phòng này có mùi rất khó ngửi, nhưng chẳng lẽ Lôi Tranh tưởng cậu ta đứng chắn thì mình sẽ không ngửi thấy sao? Cô cũng vui vì được quan tâm săn sóc, chỉ là hình như chỉ số thông minh của Lôi Tranh hơi bị thấp. Đậu má. Mù hết mắt tôi rồi, dơ ra đột nhiên kêu thảm một tiếng, che kín hai mắt mình lại. Những người khác không hiểu gì quay sang nhìn cậu. Lại chuyện gì nữa đây? Tránh ra, đừng có cản đường, một gã cao to giọng ầm ầm đứng sau họ nói với vẻ bực dọc, cửa chỗ này khá rộng nhưng bị sáu bảy người đứng chắn như vậy thì ai cũng không vào được may là chưa bắt đầu trận đấu vẫn còn thời gian đặt cược nếu không thái độ gã này có khi còn khủng bố hơn sang bên kia trước đã arin hất cầm chỉ một chỗ còn trống mọi người vội vàng đi theo hướng đó những lúc thế này mọi người đều theo thói quen nghe arin chỉ huy rốt cuộc cậu nhìn thấy cái gì bởi vì lôi tranh vẫn cẩn thận chắn tầm nhìn của lâm phỉ nhi nên cô vẫn chưa thấy cảnh gì bất nhã Lôi tranh nghe thế vội vàng nháy mắt với dê ra, ý bảo cậu ta chú ý lời nói. Nào ngờ dê ra lại không hiểu, ánh mắt đầy ẩn ý, đó của cậu, sổ tuệt ra những gì mình vừa thấy. Mẹ nó chứ, tớ vừa thấy một tên đàn ông xấu kinh khủng khẩu giao cho một người khác, lôi tranh không còn biết nói gì, ngẩng mặt nhìn trời. Cái thằng dê ra ngu ngốc này, nói năng quyển chuyển chút sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Lâm Phỉ Nhi nghe vậy chẳng những mặt không biến sắc mà còn ngạc nhiên hỏi, không phải chứ. Xấu thế mà cũng có người muốn à, không tin thì nhìn đi, dơ ra âm thầm chỉ sang hướng nọ. May là cậu ta còn biết nếu nói thẳng ra sẽ có thể gặp trắc rối Wow, đúng thật nha, Lâm phỉ nhĩ nói nhỏ, sau đó kéo tay Samantha đang đứng bên cạnh. Samantha, cậu xem, cái tên kia ngắn có một mẫu à, thảo não chỉ tìm được kẻ xấu như thế, lôi tranh vừa cao tường vừa rơi lệ sao con gái đều thế này chứ, chẳng lẽ dịu dàng hiền thục không còn là tiêu chí chuẩn mực của phái nữ nữa. Lôi tranh, cậu đang làm gì thế, hạng phi khó hiểu nhìn lôi tranh dùng móng tay cào cào lên bức tường kim loại. Bộ cậu ta là chuột sao, lại còn mài móng, không có gì, lôi tranh lặng lẽ rút tay về. Thân hình cao lớn bỗng làm người ta có cảm giác hiu quạng. Hàng Phi chẳng hiểu ra làm sao liếc nhìn lôi tranh một cái rồi thu lại tầm mắt cậu bạn này không biết bị làm sao mà dạo này hầu như cả ngày đều không thấy ở trong phòng còn hay dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn cậu nữa rõ ràng cậu ta với mình là bạn cùng phòng vậy mà lúc nào cũng tụ tập với hội lâm phỉ nhi nói xem một thằng con trai suốt ngày chơi với hai cô gái là làm sao nếu cậu ta có tình ý với một trong số họ thì còn dễ hiểu nhưng theo như hạng phi quan sát thì không hề có chuyện này chẳng lẽ lôi tranh và samantha trái ngược nhau thân thể là nam còn tâm hồn là nữ. Cho nên mới thích tụ tập với tụi con gái như vậy, Hàng Phi liên tưởng đến một cảnh tượng không mấy hay ho. Trong đầu cậu hiên lên hình ảnh lôi tranh một tay làm dáng lan hoa chỉ, vừa đi vừa lắc mông, cùng một đám con gái thảo luận về các loại mỹ phẩm, bỗng rung mình. Dừng! Loại liên tưởng ghê tởm này không thể tiếp tục nữa, Hàng Phi hơi mất tự nhiên kéo dài khoảng cách với lôi tranh nghĩ đến chuyện buổi tối còn phải cùng cậu ta cùng giường chung gối tuy có dê ra xen giữa cậu vẫn không chống cự nổi toàn thân nổi da gà lôi tranh không hề biết hành vi của mình làm hạng phi nảy sinh suy đoán nào đó còn đang thấy lạnh lưng vì cái liếc mắt kỳ quái của hạng phi vừa rồi rốt cuộc là làm sao bảy người đứng trong một góc khá vắng vẻ thảo luận tình hình hiện tại hừ nếu đội trưởng phốt cho rằng mấy cảnh này sẽ khiến tớ không chịu nổi thì quá là coi thường tớ rồi lâm phỉ nhi dương dương tự đắc nói nói thật con gái thấy những cảnh thế này sẽ rất xấu hổ nhưng đó là con gái bình thường người vào được trường quân đội đệ nhất nổi tiếng còn bình thường sao đương nhiên là không rồi tối thiểu cũng cao hơn một bậc tóm lại nếu phúc nghĩ các cô không chịu nổi cảnh này mà rút lui thì gã phải thất vọng rồi tin tôi đi cái mà anh ta nói không phải mấy cảnh thế này đâu arin thản nhiên nói lâm phỉ nhi cứng người lập tức ủ rũ cúi đầu đúng vậy đội trưởng phúc ấy mà có nói anh ta là cáo già cũng không quá. Nghĩ thử xem, những học viên xuất sắc của trường đệ nhất có thể bị tình cảnh hỗn loạn trụy lạc này hạ gục sao? Thật chẳng khác gì trò đùa, cái anh ta nói chắc là nội dung trận đấu, lôi tranh vừa rồi ý mình thân hình cao to nên vẫn chủ động đứng ngoài bảo hộ hai bạn nữ bên trong, nhờ vậy mà nghe được mấy cuộc trò chuyện liên quan đến trận đấu, cũng phần nào hiểu được nội dung trận đấu. Nội dung gì? Samantha trầm giọng hỏi, chém giết người thật, lôi tranh gãi mũi, Lâm Phỉ Nhi nghe thế mặt mày trắng nhợt. Samantha đứng bên vô cùng lo lắng nhìn cô, "Không sao, mấy hôm trước xem thi đấu cơ giáp nhiều thế rồi mà, chắc không sao đâu." Lâm Phỉ Nhi nói, ngữ điệu có chút bối rối, vẻ căng thẳng bày hết trên mặt. Những người khác không ai nói gì. Đấu cơ giáp và chém giết người thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ở thi đấu cơ giáp, đại đa số mọi người đều không nhìn thấy người điều khiển, cho dù dùng súng la dè bắn thành thịt vụn. Người ta cũng chỉ biết là anh ta đã chết thôi, chứ không thực sự nhìn thấy thảm trạng đó, còn chém giết người thật thì khác. Đây là sự va chạm trực tiếp của cơ thể, gãy tay gãy chân là chuyện thường, nhìn người ta nửa thân bị đập nát sẽ đem đến cho người xem cảm giác hoàn toàn khác biệt khi xem một chiếc cơ giáp bị phá hủy một nửa. Những trận đấu cơ giáp trước đó Lâm Phỉ Nhi phải mất một tuần mới tạm coi là thích ứng. Giờ phải xem người thật chém giết nhau thì, họ lại nhớ tới lời Hồ Lập nói: tôi chỉ sợ cô không chịu nổi không khỏi âm thầm đồng ý loại thi đấu này một cô gái như lâm phỉ nhi e là khó mà tiếp nhận được vậy làm sao bây giờ không có đội trưởng Phúc ở đây lâm phỉ nhi cũng không ngại thể hiện sự lo lắng bối rối của mình trước mặt bạn bè tớ thấy cậu nên về đi thì hơn chung thịnh thực bất đắc dĩ nói hướng phát triển của lâm phỉ nhi khác bọn họ nếu làm hàm trưởng cơ hội để cô tự tay giết chết kẻ địch thật sự rất hiếm đương nhiên không phải không cần thiết, chiến trường thực sự của cô là trong vũ trụ, cho dù chiến hạm bị nổ, nếu cô còn sống thì ít nhất vẫn phải dùng cơ giáp để chiến đấu, còn chém giết người thật trong vũ trụ, ừm, hình như đến giờ chưa có ai làm được. Lâm Phỉ Nhi bắt đầu do dự, chung quy cảm thấy nếu trở về sẽ bị đội trưởng Phúc coi thường. Cô tuyệt đối không muốn thế, "Về đi," Samantha vỗ vai Lâm Phỉ Nhi. Cô hiểu Lâm Phỉ Nhi không cam tâm, nhưng chuyện này thật sự không cần gượng ép bản thân. Trong số bảy người bọn họ, ngoài Lâm Phỉ Nhi đi theo hướng hạm trưởng, còn lại đều theo con đường trở thành chiến sĩ cơ giáp. Nhưng trên thực tế, mục tiêu của mỗi người lại không giống nhau. Arin và Trung Thịnh phát triển theo hướng toàn diện, dù ở mặt nào cũng rất xuất sắc, lên năm thứ hai chắc chắn vào hệ nào cũng được hoan nghênh. Còn Hạng Phi thì thích phân tích chiến thuật, nếu không có gì ngoại ý muốn chắc sẽ chọn hệ chỉ huy. Dê ra lại có sự lựa chọn khiến mọi người kinh ngạc há hốc mồm cái tên trông rất vô sĩ này vậy mà thích làm hậu cần càng ngạc nhiên hơn là ở phương diện này cậu ta rất có tài lôi tranh trông cao to cường tráng kỹ thuật phi hành thuộc hạng nhất nhưng lĩnh vực cậu am hiểu nhất thật ra là chữa bệnh theo như cậu nói thì bác sĩ ra chiến tuyến mà chết sớm hơn người khác thì còn phát huy được tác dụng gì nữa vậy nên mục tiêu của cậu là làm một bác sĩ có khả năng sinh tồn cực cao trên chiến trường bản thân Samantha thì thuần túy là một người theo đuổi nghiệp chiến sĩ cơ giáp, cô không có hứng thú với bất cứ thứ gì khác, chỉ với cơ giáp là nhiệt tình. Cho nên, cô hoàn toàn xứng đáng làm tiên phong, lâm phỉ nhi mím môi, vẻ mặt không cam nguyện. Biết là mọi người muốn tốt cho mình, nhưng cô vẫn thấy có gì đó bức bối trong lòng, không sao xóa đi được. Được rồi, tớ về đây, Lâm Phỉ Nhi ủ rũ nói. Trong cô lúc này chẳng khác gì một bông hoa héo, yo này cô em, muốn về đâu đấy, một giọng nói chói tai, cố ý kéo dài ra vang lên đằng sau mọi người. Lôi tranh đột nhiên xoay người lại. Vốn dĩ đại sảnh đã chật chội, người đến người đi gót nối gót, cho nên có người tới gần cũng không làm cậu cảnh giác. Một gã đàn ông trung niên mặt mũi trông rất đáng khinh đứng trước một đám mười mấy tên cao to, vẻ mặt đắm đuối nhìn chầm chầm lâm phỉ nhi. Trong lòng gã còn ông một cô gái trang điểm lòe loẹt, cô ả đang nhìn lâm phỉ nhi với vẻ ghen tức, chung thịnh tiến lên một bước, chắn trước mặt Lâm Phỉ Nhi, quát khẽ, cút, ở những nơi thế này, thô lỗ một chút chẳng phải chuyện gì xấu. Nếu để người khác nghĩ mình là loại dễ bắt nạt, thì không chỉ kẻ đứng phía trước này càng kiêu ngạo, mà những người xung quanh cũng sẽ thuận tiện vào góp vui. Mấy chỗ thế này không thiếu loại thích bỏ đá xuống giếng, hô, miệng cứng gớm. Mọc đủ lông chưa nhóc, gã trung niên nói xong phá lên cười ha hả, những kẻ đứng sau gã cũng cười to, ngay cô ả trong lòng gã còn liếc xuống nhìn chỗ đũng quần Chung Thịnh, những người khác đều rất tức giận. Chung Thịnh thì lại thản nhiên như không có gì. Kiểu sĩ nhục này mà đã muốn chọc giận anh sao, còn kém xa. sang quyết đấu, hai người. Mày thua, quỳ xuống xin lỗi. Arin lạnh lùng nói, mặt không biểu cảm, ánh mắt nhìn gã đàn ông kia như nhìn một người đã chết. Gã kia nghe vậy, trong mắt đảo vài vòng. Gã híp mắt nhìn Arin bàn tay phải ông eo bạn gái bất giác run rẩy. Thằng nhóc này bình tĩnh hơn gã tưởng, vốn nghĩ kiểu khiêu khích của mình có thể dễ dàng chọc giận đám choai choai này, không ngờ chúng nó lại biết cả sàn quyết đấu, đám nhóc thoạt trong ngây ngô này khó đối phó hơn gã nghĩ. Gã trung niên chợt thấy hối hận. Biết trước thì để sẹo đau lên xử nó luôn có phải là xong rồi không, sao? Không dám, đôi mắt Arin lạnh lùng tĩnh lặng như hồ băng ngàn năm một quân nhân máu thép từng xông pha chiến trường như hắn vốn đã có khí thế khiếp người nay chẳng kiên nể gì tập trung đè ép gã trung niên kia khiến gã bất giác lùi lại nửa bước có gì không dám chứ nhưng mà nhóc thua thì phải liếm thằng nhỏ cho ta đó gã trung niên dẫu sao cũng chẳng phải loại soàn. gã đẩy cô ả trong lòng ra đi đến trước mặt arin cười hạ lưu chỉ xuống khố mình đám người đứng sau hắn lại được thể phát ra một tràng cười hả hê ngay cả mấy người đứng xem cũng nhếch miệng cười đễu cái tên chuột điên này mặc dù ở thành dưới chẳng phải loại nổi bật gì đáng nói, nhưng ở đấu trường nơi đây thì đúng là không ai dám chọc. Đừng thấy gã gầy tông gầy teo mà xem thường, đến lúc lên sàn đấu cũng điên cuồng lắm. Năm đó chính là nhờ một trận quyết đấu, gã đã cắn chết lão đại của ngay trên sàn đấu, giành lấy vị trí lão đại của khu vực này. Giờ thằng nhóc này muốn lên sàn quyết đấu với gã chẳng phải tìm đường chết sao? Trung thịnh lạnh mặt, khí thế trên người đột nhiên thay đổi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm các khớp xương kêu lên răng rắc, gã trung niên kia đồng tử mắt co rụt, mặt ngoài tỏ ra bình tĩnh, trong lòng thì kêu khổ không ngừng, chết tiệt, chỉ là một đám nhóc vắt mũi chưa sạch thôi, có một đứa yêu nghiệt đã đủ kinh rồi, giờ sao lại mọc ra một đứa nữa thế này. Mẹ kiếp, gã cũng chẳng phải loại không biết gì, nhìn đám nhóc này từ đầu đến chân đều mang phong cách quân đội, vốn định tranh thủ kiếm chút lợi lộc, ai ngờ bọn không biết trời cao đất dày này lại muốn lên sàn quyết đấu với gã gã chẳng buồn để mắt đến thực lực của Arin. Nó có giỏi mấy cũng mới 20 tuổi thôi, so với loại cáo già như mình thì thua chắc, nhưng vấn đề là lên sàn đấu rồi, chẳng may mình không kiềm chế được giết chết nó, thì chuyện lúc sau sẽ phiền phức lắm. Nếu chỉ kiếm chút tiền thì người đứng sau bọn nhóc này cùng lắm chỉ xem như một bài học cho chúng nó thôi. Còn nếu mất mạng thì to chuyện, chính vì thế gã mới muốn dọa cho đám này bỏ chạy, hay chọc giận thôi cũng được chúng ra tay trước thì gã sẽ có lý do hợp tình hợp lý để cướp mà lại không làm chúng bị thương đáng tiếc gã tính toán thì hay lắm arin lại không chịu phối hợp xoay người đi về phía cửa lớn hiển nhiên là muốn lên sàn đấu với gã một trận chuột điên đột nhiên có cảm giác đâm lao phải theo lao đằng sau còn cả đám đứng nhìn dù thế nào cũng không thể lùi bước giờ mà nhún nhường thì gã đừng hòng sống được ở mảnh đất này nữa mắt gã lóe lên ánh hung tàn cùng với vẻ cay nghiệt mẹ kiếp, quân đội thì sao chứ? Đây là thành phố Bơ đã lên sàn quyết đấu thì sống chết tự chịu, thằng nhóc này muốn chết đến thế thì gã không ngại tiễn nó một đoạn đường. Cùng lắm thì sau này đổi sang chỗ khác lăn lộn thôi. Với bản lĩnh của chuột điên gã thì thế nào chẳng xong, tình hình phát triển theo hướng ngoài dự đoán. Ngoài chung thịnh, không ai biết sàn quyết đấu là cái gì, những người khác quay sang nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía chung thịnh. Thật hiển nhiên, cậu là người hiểu rõ ý đồ của Arin nhất. Chung Thịnh lắc đầu bất đắc dĩ, nói đi thôi, rồi theo sau Arin đi ra ngoài. Những người khác nhìn nhau, không hề do dự đuổi theo hai người. Chuột điên gãi cầm, kéo một người đứng sau lên, thì thầm vào tai kẻ đó mấy câu. Tên kia gật đầu lia lịa, rồi vội vàng rời đi. Chuột điên hừ lạnh một tiếng, mang theo người của mình đến chỗ sàn đấu. Dù lòng còn bất an, gã cũng không cho rằng tính mạng mình có gì đáng lo. Lão đại, chuột điên gặp trắc trối rồi, một thanh niên mặt mũi lanh lợi nói với một người đàn ông vạm vỡ. Trên mặt người đàn ông có một vết sẹo do đao chém rất sâu, kéo từ lông mày xuống gần hết khuôn mặt. Vẻ ngoài vốn được xem như khôi ngô lại bị vết sẹo này phá hỏng, khiến hắn trông có vẻ hung tàn độc ác, đáng đời. Hừ, thằng chuột điên ngu ngốc này, chưa rõ tình hình đã dám ra tay. Tao thấy nó chán sống rồi, thanh niên nghe vậy kinh ngạc, lão đại, anh biết lai lịch bọn nhóc kia à sẹo đau cười khẩy, bọn nhóc. Tuổi mày cũng tầm chúng nó chứ mấy, còn gọi người ta là bọn nhóc, thanh niên gãi đầu, cười hề hề, đám nhóc kia được người nhà cưng chiều sao mà so được với em. Từ lúc 8 tuổi em đã theo anh rồi còn gì? Bọn kia ấy mà, em xử một phát là xong ngay, sẹo đau nâng tay đập cho thanh niên một phát, xong cái đầu mày. Bảo bao nhiêu lần rồi, không được coi thường người khác, lúc nào cũng phải cẩn thận mày tưởng bọn nhóc kia dễ bắt nạt lắm ấy. Tuy tao không biết cụ thể thực lực chúng nó thế nào, nhưng cái đứa mặt đẹp đẹp cùng chuột điên ra ngoài sảnh kia chưa chắc đã giết ít người hơn tao đâu. Không thể nào, thanh niên kinh hãi, nó mới mười mấy tuổi đầu, sao so với anh được, sẹo đau trừng mắt nhìn hắn, ông mày không biết nó bao nhiêu tuổi, nhưng mùi máu tanh trên người nó chẳng thua gì tao. À, đúng rồi, đứa kia nữa, thấy chưa, hắn hất cầm chỉ trung thịnh, nó cũng không đơn giản đâu có thể kém tao một chút nhưng mày mà so với nó thì kém xa thanh niên giật mình trợn tròn mắt từ nhỏ hắn đã đi theo sẹo đao tự thấy tay mình dính máu không ít người không ngờ hai thằng nhóc thoạt trông như được người nhà nuông chiều kia lại còn hơn cả mình sao không tin sẹo đao thấy vẻ mặt của thanh niên cười ngoác miệng thằng nhóc mặt đẹp kia vừa vào cửa là liếc sang chỗ tao rồi nói sau đây kiểu như cảm ứng giữa những người nguy hiểm với nhau vậy đứa còn lại tao cũng thấy ngạc nhiên vừa rồi tao chẳng phát hiện ra nó vậy mà thằng chuột điên vừa trêu chọc nhóc mặt đẹp nó liền bạo phát xem chừng thâm sâu nguy hiểm lắm thanh niên trầm mặt không nói gì quả thật lời sẹo đau nói đã kích hắn kịch liệt hắn còn nghĩ mình mới từng này tuổi đã có bản lĩnh như vậy là giỏi lắm rồi dù là ở thành phố bơ lúc nó vẫn xem như có chút danh tiếng nào ngờ hôm nay xuất hiện mấy đứa trong quân đội vừa lên liền nổi trội hơn hắn thôi nào mày tưởng mấy đứa kiểu này lúc nào cũng có chắc, sẹo đau không nhìn nổi bộ dạng ủ rũ của thanh niên, vò vò tóc hắn thành tổ quả, mày có tin không? Hai đứa kia dù là trong quân đội cũng là tin anh trong tin anh. À, không đúng, với tuổi của chúng nó thì chắc còn đang học trong trường quân sự, chật chật, không biết trường nào lại nuôi được hai đứa yêu nghiệt như thế, bên này sẹo đau đang tán thưởng đám Arin. Bên kia nhóm Trung Thịnh đã đến đại quyết đấu gần nhất. Trên đường đi, Trung Thịnh tranh thủ giải thích qua về sàn quyết đấu. Đương nhiên, anh khéo léo tránh đi vấn đề vì sao mình lại hiểu rõ như vậy. Sàn quyết đấu là nơi giải quyết tranh chấp giữa hai bên tốt nhất ở thành dưới, gần như chỗ nào cũng có. Dù sao nói chuyện một câu không hợp lập tức dùng vũ lực giải quyết vấn đề đã thành thói quen của các lính đánh thuê. Với loại không cần biết lý lẽ gì như họ thì đây là biện pháp thích hợp nhất. Nhóc con, lát nữa lên sàn đấu đừng có khóc nhà đấy, chuột điên liếc nhìn Arin, hừ lạnh. Arin chẳng buồn liếc gã một cái, vô cùng dứt khoát bước lên sàn quyết đấu. Trong mắt chuột điên ánh lên sự cay độc. Nhóc con, mày muốn chết thì tao cho mày tọa nguyện. Trung thịnh, Arin liệu có ổn không? Lâm Phỉ Nhi lo lắng hỏi. Mặc dù Arin tỏ ra rất điềm tĩnh, Lâm Phỉ Nhi vẫn không nén được nỗi lo trong lòng. Bên kia dù sao cũng là kẻ đứng đầu một thế lực nhỏ, Arin vừa vào trường để nhất huấn luyện một thời gian ngắn liệu có chịu nổi đòn tấn công của gã đó không? Với lại, sàn quyết đấu rốt cuộc là nơi thế nào họ vẫn chưa hiểu rõ. Trái ngược hẳn với mọi người, Trung Thịnh hoàn toàn tin tưởng Arin. Về thể thuật, có lẽ Arin không bằng gã trung niên kia, nhưng về khả năng chiến đấu, thì gã kia còn chẳng xứng sách dép cho Arin. Kỹ thuật chiến đấu của anh là nhờ huấn luyện trong quân đội mới có. Vậy mà Arin 18 tuổi đã chẳng thua kém gì anh rồi. Sự thật này lúc đầu đã khiến Trung Thịnh phải khiếp sợ, nhưng sau đó, nghĩ đến tương lai sau này của Arin, anh lại thấy bình thường. Ngài ấy sẽ là vị tướng xuất sắc nhất liên bang, thời niên thiếu tài giỏi như vậy Âu cũng là điều hiển nhiên. Sau khi bước lên sàn đấu, hai người nhanh chóng ký kết hiệp nghị. Nói là hiệp nghị chứ thực ra nội dung chỉ có một điều quan trọng nhất, sống chết tự chịu, nhóm Trung Thịnh và bọn đàn em của gã trung niên đứng quanh sàn đấu. Sau khi cửa sàn đấu đóng lại, tường vây xung quanh lập tức trở thành bức màn trong suốt người đứng ngoài có thể nhìn rõ những gì xảy ra bên trong xét từ góc độ nào đó thì sàn quyết đấu này vẫn tương đối công bằng ngài là chính là chỗ này trước khi trận đấu bắt đầu cái tên lúc trước thì thầm với gã trung niên dẫn một quả cầu thịt tròn tròn đi tới nhắm chung thịnh quay sang nhìn cầu thịt mặt đường trang màu lam thể hình béo đến thái quá nhưng lại có khí chất của kẻ đứng ở địa vị cao người đàn ông mập mạp được gọi là ngài la này vẻ ngoài tươi cười hiền hậu nhưng cặp mắt nhỏ lóe tinh quang lại cho thấy ông ta không phải loại dễ chơi ngài la thông thả khoan thai bước đến sàn đấu nhìn nhóm trung thịnh hỏi người đứng bên cạnh là bọn họ dạ đúng vậy thưa ngài la người kia gật đầu li lịa thoạt trông vô cùng kính trọng ngài la ngài la thản nhiên nhìn lướt qua đám người chung thịnh sau đó thu hồi ánh nhìn không nói thêm gì ông đã hiểu ý chuột điên khi mời ông đến đây nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện. Được rồi, bắt đầu đi. Ngài la tùy ý phất tay, ý bảo chuột điên mau chóng giải quyết chuyện này. Thời gian của ông rất quý báu, không rảnh để lãng phí vào mấy việc nhỏ nhặt tầm phào. Trên sàn đấu, chuột điên nhận được tín hiệu của ngài la, lòng thấy chắc chắn liền vội vàng nhấn nút đồng ý quyết đấu. Tấm thủy tinh trong suốt ngăn cách hai người từ từ được kéo lên. Ba giây sau, Adrien sẽ trực tiếp đối mặt với chuột điên. Chuột điên cười âm hiểm. Nhóc con để tao dạy cho mày biết, ba giây đếm ngược chỉ dành cho loại ngu ngốc không có kinh nghiệm như mày thôi. Gã đột nhiên cúi thấp người, chân sau đạp đất lấy đà đẩy người đi, lộn một vòng liền luồn qua khe hở của tấm thủy tinh vừa mới nâng lên. À, Lâm Phỉ Nhi đứng ngoài không nhịn được kêu lên kinh hãi. Tên này thật đê tiện, bọn đàn em của chuột điên bật cười ha hả. Lũ nhóc này đúng là gà con không có kinh nghiệm. Đây là thành dưới, nơi các lính đánh thuê bất cứ lúc nào cũng có thể phải đối mặt với cái chết trà trộn. Ở đây chỉ cần sống được thì đám người đó có gì không dám làm chứ. Ngoài mấy điều luật thép của bờ không ai dám khiêu chiến, tất cả đều chẳng là gì khi đối mặt với sống chết. Thằng ngốc kia vậy mà còn chờ sau ba giây mới ra tay. Chừng đó thời gian đủ cho chuột điên giết nó năm sáu lần rồi. Ha ha ta, đột nhiên, tiếng cười của bọn chúng như bị bóp nghẹn trong cổ họng. Tràng cười chưa hả chợt ngưng bạc cả lũ tròn mắt nhìn lão đại của mình, nhìn đến mức mắt sắp lọc tròng, đơn người trước tình cảnh trên sàn quyết đấu. Bên phía Trung Thịnh, chỉ có anh còn giữ được bình tĩnh, những người khác đều có phản ứng không khác đám đàn em kia mấy. Trung Thịnh nhìn họ, lắc đầu ngao ngán. Quả nhiên còn cần rèn luyện nhiều. ngẩng đầu nhìn Arin đứng trên sàn đã chấm dứt trận đấu, lòng anh bỗng dâng lên cảm giác tự hào. Ngài Arin quả nhiên là tuyệt vời nhất la mập mạp từ lúc nhìn lên sàn đấu thì chưa dời mắt đi dây nào khi chuột điên đánh lén ông đã nghĩ trận đấu sẽ kết thúc tại đây nào ngờ tình hình đột nhiên xoay chuyển chẳng những chuột điên đánh lén không thành mà cậu nhóc xinh đẹp kia còn nhân lúc chuột điên mới chui qua chưa kịp ổn định cơ thể dùng chân đè lưng gã xuống hai tay dùng sức vặn gãy cổ gã bên tai la mập mạp dường như vẫn còn nghe được tiếng xương gãy giòn vang đây không phải lần đầu ông nghe được âm thanh ấy dù gì con người khi bị bẻ gãy xương đều sẽ có tiếng rắc nà ná thế, nhưng chưa một lần nào ông lại thấy lạnh sống lưng như bây giờ. La mập mạp từng trải bao phen vết chóc, thậm chí có lúc ông còn tự mình ra tay, biến vết người trở thành một quá trình sáng tác tác phẩm nghệ thuật. Vậy mà khi xem trận đấu này, khi nhìn thanh niên lạnh lùng kia, ông bỗng cảm nhận được cái lạnh toát ra từ sâu tận trong lòng, lạnh tựa hồ băng không gần sống khó mà tưởng tượng nổi một thanh niên chưa đầy 20 tuổi lại có thể bình tĩnh đến rợn người sau khi giết chết một sinh mạng như thế, làm được như vậy chỉ có mấy khả năng sau. Một là, thanh niên này giết người như ma, bàn tay dính máu cả vạn người. Hai là, thanh niên này chẳng hề để ý đến tính mạng người khác, với hắn, giết một người và giết một con gà không có gì khác nhau, từ tuổi tác mà phán đoán, la mập mạp thiên về khả năng thứ hai hơn. Nói cách khác, Thanh niên chẳng coi tính mạng ra gì, La Mập Mập không muốn có bất kỳ quan hệ gì với loại người này. Bởi vì hắn không coi mạng người khác ra gì, đồng thời cũng chẳng bận tâm đến tính mạng của chính bản thân, La Mập mạp thừa nhận rằng mình rất sợ chết. Chẳng may nhóc này đột nhiên nổi điên, muốn đồng quy vu tận, ông không cam tâm, cửa sàn đấu mở. Arin chậm rãi bước ra, ánh mắt mọi người nhìn hắn đều thay đổi. Cứ như họ không phải đang nhìn một thanh niên diện mạo xinh đẹp mà là quái thú thời tiền sử bọn đàn em của chuột điên buồn như đưa đám bọn họ sao lại gặp phải tên sát tinh này ngay cả lão đại lên sàn chưa được ba giây đã bị người ta giải quyết bọn chúng thì tính là cái gì đáng sợ hơn là sát tinh không chỉ có một mà là bảy nhìn sáu thanh niên nam nữ đằng kia mặt mày hưng phấn hào hứng muốn xông lên bọn họ thật đúng là khóc không ra nước mắt trận quyết đấu đã kết thúc chuyện này dừng ở đây la mập mạp không biết rút từ đâu ra một cái khăn lụa trắng lau mồ hôi dính trên chóp mũi chậm rãi nói vậy lũ đàn em của chuột điên vội gật đầu lia lịa đua à lão đại bị người ta xử lý rồi chúng nó không đồng ý chẳng lẽ lại đi tìm cái chết la mập mạp rất hài lòng với thái độ thức thời của đám đàn em của chuột điên ông nhìn về phía arin ánh mắt như muốn hỏi ý ông muốn dừng chuyện này tại đây nhưng đối mặt với một sát tinh thế này ông không cần phải ra mặt thay cho đám đàn em kia. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này vốn là do chuột điên khơi màu. Bây giờ đối phương có không chịu thả cũng là hợp tình hợp lý, chuyện này dừng ở đây đi, Arin gật đầu với La Mập Mạp, đồng ý với đề nghị của ông, La Mập Mạp mừng thầm. Ừ, thằng nhóc này cũng dễ thương lượng, ông phất tay với đám người vẻ mặt hốt hoảng lo sợ kia, loáng cái bọn chúng đã chạy biến. Đám lưu manh thế này ở thành dưới chỗ nào chẳng có chuột điên đã chết, bọn chúng tất nhiên là phải đầu nhập một lão đại khác rồi. La mập mạp giải quyết xong mọi chuyện, rút khăn ra lau tay, mỉm cười hòa ái với nhóm Arin rồi chậm rãi rời đi. Là người phụ trách khu vực này, ông không cần phải tiếp cận nhóm Arin, chỉ cần trở về phòng tất có người dùng tốc độ nhanh nhất đặt tư liệu của họ lên bàn ông. Nhìn bóng la mập mạp rời đi, Arin chậm rãi thu lại tầm mắt. Nếu nhớ không nhầm, năm đó khi đến thành phố Berlut, hắn đã gặp la mập mạp ở thành trên thời điểm đó ông ta là một chủ quản có địa vị khá cao, chỉ vài năm ngắn ngủi mà bò được từ thành dưới lên thành trên, xem ra ông ta rất có năng lực, có điều, chuyện này cách mình quá xa. Nếu bây giờ hắn còn là thiếu tướng, có lẽ hắn sẽ tạo mối quan hệ tốt với những ông trùm đứng sau thành phố bơ lúc này. Còn bây giờ, thu lại suy tính của bản thân, Arin quay người, đối diện là một loạt những cặp mắt lóe sáng ánh sao, Arin. Ngoài ánh mắt như nhìn thần tượng của mấy người kia, ánh mắt long lanh ngập tràn ngưỡng mộ của Trung Thịnh làm Arin khá vừa lòng. Hắn mơ hồ thấy được trên đầu Trung Thịnh có đôi tai đang dựng lên hưng phấn, còn cái đuôi đằng sau thì vẫy lấy vẫy để. Đột nhiên, Arin muốn vuốt đầu Trung Thịnh hai cái rồi nói, ngoan lắm, Arin, cậu thật sự rất siêu, đôi mắt màu đỏ sậm của Samantha giờ phút này như ngọn lửa cháy bừng bừng. Khát vọng, rực cháy trong nó chói mù mắt Trung Thịnh đến nơi. Biết là, khát vọng, đó chỉ là về khả năng chiến đấu của ngài Arin thôi, nhưng Trung Thịnh vẫn thấy khó chịu khi có người khác mơ tưởng đến Arin của mình. Đúng vậy, Arin cậu đúng là thâm tàn bất lộ, dê ra ngạc nhiên đến muốn rất cầm. Cậu vung tay làm lại động tác lúc nãy của Arin, chỉ hai ba cái là đã kết thúc rồi. Rốt cuộc cậu luyện thế nào vậy? Chẳng lẽ học viên tinh anh đều siêu như thế sao? Hạng Phi và Lâm Phỉ Nhi tuy không nói nhưng cũng gật đầu ly lịa, rõ ràng là đồng ý với dê ra. Arin nhíu mày, nhìn sang Trung Thịnh, nghĩ thầm, nếu là thâm tàng bất lộ thì Trung Thịnh cũng chẳng kém gì đâu. Trung Thịnh bị Arin nhìn mà chột dạ. Chẳng hiểu sao đứng trước mặt Arin, anh cứ thấy mọi bí mật của mình đều chẳng thể giấu nổi. Đôi khi, anh thật sự muốn nói cho Arin biết chuyện mình sống lại. Nhưng chuyện vớ vẩn như vậy ngài Arin sẽ tin sao? Ê ê, cậu nhìn Trung Thịnh là có ý gì? Đừng bảo là cậu đang ám chỉ thật ra Trung Thịnh cũng giỏi không kém gì cậu nhé. Giờ phút này, ánh mắt dê ra lại sắc bén đến lạ thường. Arin chỉ vô tình liếc nhìn Chung Thịnh một cái mà cũng bị cậu ta tóm được. Nhớ lại lần trước mình với hạng phi liên hợp vẫn không đánh lại Chung Thịnh, dây ra càng khẳng định suy đoán này hơn. Chung Thịnh giật mình sửng sốt. Sao đề tài đột nhiên chuyển sang mình vậy? Anh chưa kịp mở miệng giải thích thì Arin đã thản nhiên nói, biết thế thì tốt, những người khác. Ngay sau đó, mọi người bắt đầu hô to gọi nhỏ. Một đám nhìn về phía Chung Thịnh với đủ loại ánh mắt, đặc biệt là hạng phi, cặp mắt sáng lòe lòe như muốn nói chuyện này mà dám giấu tớ cậu chết chắc rồi chung thịnh cười khổ bất đắc dĩ xem ra anh hết đường chối cãi rồi thực tình chẳng còn cách nào khác chiêu arin vừa dùng là một kỹ thuật chiến đấu chuyên biệt trong quân đội loại chiêu thức này lấy sát thương kẻ địch làm mục đích chính ngắn gọn dứt khoát một khi ra tay tuyệt đối không để lại đường sống anh cũng làm được như thế nhưng mà lúc đấu với mấy người lôi tranh và Samantha mà dùng mấy chiêu đó thì không tốt lắm. Với lại, bọn họ đều là học viên xuất sắc của trường đệ nhất, thực lực so ra chẳng kém gì anh. Trong trường hợp không tổn hại tính mạng, anh có thể đồng thời ngăn chặn hai người đã là rất khá rồi, không dùng mấy ngón đòn như của Arin được. Huống chi, xét ở một mức độ nào đó, chuột điên chết là vì quá khinh địch. Với tính cách cẩn thận như Arin sao có thể không đề phòng gã đánh lén được. Cho nên, gã chết là đáng lắm. Được rồi, chiêu Arin vừa dùng là một kỹ thuật chiến đấu chuyên dụng của quân đội, chỉ dùng để tiêu diệt kẻ thù. Lúc đấu tập tớ đâu thể dùng với mọi người được, so về kỹ thuật chiến đấu thông thường tớ cũng không hơn mọi người mấy đâu, biết là lời giải thích của mình chẳng có tác dụng gì, Trung Thịnh vẫn nói cho đủ, quân đội chuyên dụng. Thế sao cậu với Arin lại biết, Lâm Phỉ Nhi cười lém lĩnh, tóm được sơ hở trong lời nói của anh, Trung Thịnh á khẩu, liếc nhìn Arin, Thấy đối phương không có phản ứng gì, đành phải mở miệng, là vì ở trên mạng, mọi người bỗng thấy chán nản. Trung Thịnh, cậu nói dối cũng phải đáng tin một chút chứ. Kỹ thuật chiến đấu chuyên biệt của quân đội có thể tùy tiện học được trên mạng sao? Hạng Phi và Gera thì dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh, nhất là Hạng Phi, A Thịnh, qua lâu thế rồi mà sao khả năng nói dối của cậu chẳng có tí tiến bộ nào vậy? Tôi với Trung Thịnh từng gặp một sĩ quan tinh nhuệ trong quân đội trên mạng chiến đấu cùng anh ta đấu thử một trận nhờ thế mà quen biết nhau sau đó anh ấy dạy kỹ thuật chiến đấu cho chúng tôi arin thật sự không nhìn được nữa đành thay chung thịnh nói nốt chung thịnh vội gật đầu trong lòng thì lại rất kinh ngạc ngài arin mà cũng nói dối sao chuyện này đúng là khó tin mọi người bấy giờ mới tạm chấp nhận lời giải thích đó tốt xấu gì nó cũng là một lý do tin được chỉ có hạng phi là nhìn arin với con mắt khác Mọi người có thể không nhận ra, nhưng cậu quen biết Trung Thịnh hơn 10 năm sau có thể không biết. Vừa rồi chắc chắn là Trung Thịnh nói dối, nhưng không ngờ người như Arin lại lấp liếm giúp cậu ấy. Xem ra cậu ta rất tốt với Trung Thịnh, chuyện này cứ thế qua đi. Mọi người bàn nhau một hồi, quyết định quay lại tiếp tục xem thi đấu. Chịu thôi, đội trưởng Phốt đã giao nhiệm vụ thì phải hoàn thành. Có điều Lâm Phỉ Nhi được đặc xá, trước khi rời đi, Arin và Trung Thịnh đều làm như vô tình liếc nhìn quầy rượu bên cạnh sàn quyết đấu. Sau khi họ đi khuất, một người thân hình vạm vỡ đứng dựa vào quầy rượu chập mắt bất đắc dĩ mở mắt ra, cười gượng nhìn theo bóng lưng họ. Người đó tìm một góc trống, mở quan não, gọi cho một người. Lão đại, người đàn ông này thân hình cao to, đầu cạo láng cống trông như quả bom. Có chuyện gì, trên màn hình quan não hiện lên hình ảnh hồ lập. Lúc này gã đang nhàn nhã nằm trên ghế ngoài bờ biển hưởng thụ ánh nắng nhân nào. Sau lưng là mặt biển xanh gần sóng rộng mênh mông, người đàn ông nhìn thoáng qua liền biết lão đại đến bể bơi thành dưới phơi nắng. Người đàn ông bất đắc dĩ gãi mũi, lão đại, anh kiếm đâu ra một đám yêu nghiệt thế, hửm, hồ lập tháo kính trăm che nửa khuôn mặt xuống, cười tủm tỉm, sao? Có chuyện gì, làm gì có chuyện gì chứ, người đàn ông thở dài, chắc chắn anh không đoán được ở đây vừa có chuyện gì đâu, ồ, hồ lập dường như bị ngữ khí của người đàn ông khơi gợi hứng thú gã ngồi dậy hỏi có thể khiến thiết thuẫn cảm khái như thế xem ra bọn nhóc này làm ra chuyện phấn khích lắm đây đâu chỉ có phấn khích thiết thuẫn dây dây chỗ giữa lông mày anh không biết đâu vừa rồi trong đám nhóc của anh có một đứa xảy ra tranh chấp với chuột điên đầu lĩnh một thế lực nhỏ lên sàn quyết đấu rồi cái gì hồ lập đứng bật dậy không thể nào làm sao chúng nó biết đến sàn quyết đấu dừng một chút lại nói hơn nữa chúng nó bình tĩnh lắm mà sao lại bồng bột như vậy được bồng bột thiết thuẫn cười khổ lão đại anh mà ở đây thì sẽ không nói chúng nó bồng bột đâu hồ lập giật mình nói thế là sao thiết thuẫn buồn bực gãi đầu em vốn theo sau chúng nó nhưng lúc đó cách xa quá không nghe rõ chúng nó nói gì sau đó thấy chúng nó ra khỏi đại sảnh em mới thấy có gì đó không ổn đến lúc nhận ra thì chúng nó đã đến chỗ sàn quyết đấu rồi không kịp nữa em định liên lạc ngay với quản lý của khu này, nào ngờ, nào ngờ cái gì, hồ lập nóng nảy. Sao cái thằng thiết thuẫn này đột nhiên dài dòng thế? Nào ngờ, em chưa kịp liên lạc thì trận đấu đã kết thúc rồi, thiết thuẫn mặt ủ mày châu nói. Nói gì thì lần này cũng là hắn thất trách, cái gì, hồ lập trợn tròn mắt, lập tức hùng hổ mắng, thiết thuẫn cậu đúng là đồ vô dụng, vâng, em thật vô dụng, thiết thuẫn bất đắc dĩ thừa nhận. Mẹ nó thấy cậu còn ở đó lằng nhằng cái gì? mau bảo vệ mấy đứa còn lại mang về đây cho tôi. Ông mày bây giờ đi xử lý thằng chuột điên. Mẹ kiếp cậu vô dụng quá đi, cho cậu bảo vệ mấy người cũng không xong. Lúc này hồ lập khí thế kinh người, mùi máu nồng đậm tỏa ra bốn phía, ngay cả cách quan não vẫn mơ hồ ngửi được. Thiết thuẫn kinh hãi, vội vàng giải thích, lão đại, anh hiểu lầm rồi, hiểu lầm cái đầu cậu, hồ lập chửi âm lần, đám nhóc này đều là học viên quý báu của chú phó, quý lắm mới để tôi trông coi chúng nó đấy mẹ kiếp giờ không bảo vệ được thì cậu bảo tôi còn mặt mũi nào đi gặp chú ấy nữa, không phải, không phải cái gì. Tất cả là do cậu. Chờ tôi xử lý xong chuột điên, để xem tôi có lột da cậu không, hồ lập tức đến mặt đỏ phừng phừng. Gã không ngờ chỉ đi xem thi đấu thôi mà sao lại lôi nhau lên tận sàn quyết đấu thế này. Đáng giận hơn là gã đã phái thiết thuẫn đi theo bảo vệ rồi, vậy mà cái thằng vô dụng kia lại để chuyện ra nông nổi này. Lão đại, lão đại anh đừng căng thẳng chuột điên chết rồi thiết thuẫn cũng nóng nảy ai biết được hồ lập lại kích động thế còn chưa nghe hắn nói hết đã mắng xối xả cái gì chuột điên chết hồ lập đang chạy như điên đến cửa ra nghe thế lập tức đứng khựng lại dạ em bảo trận đấu kết thúc ý là nhóc kia chỉ dùng ba giây là giải quyết xong chuột điên rồi thiết thuẫn vội vàng báo cáo chi tiết đầy đủ sự tình cho hồ lập mà vừa rồi hắn bị ăn mắng cũng oan quá nha nghe thiết thuẫn nói xong hồ lập há hốc mồm theo như thiết thuẫn kể thì nhóc kia chắc là arin gã có ấn tượng sâu sắc với arin bởi vì nó với trung thịnh là học viên tinh anh của đệ nhất năm nay trong trường quân đội đệ nhất học viên tinh anh không phải năm nào cũng có mà người đạt danh hiệu này đều là tài năng xuất chúng tương lai sáng lạn hơn nữa arin với trung thịnh vô cùng mẫn cảm lúc trước quá phụ đen phụ trách bảo vệ đã bị hai đứa nó phát hiện hồ lập tin chắc rằng hôm nay thiết thuẫn cũng không thoát được mắt chúng nó hồ lập trầm ngâm một lúc rồi hỏi lúc nãy có phải cậu bị chúng nó phát hiện không à thiết thuẫn ngập ngừng không nói thôi không phải che che lấp lấp đến quá phụ đen còn bị chúng nó phát hiện nữa là cỡ cậu chắc lộ từ lâu rồi hồ lập bực tức nói thiết thuẫn gãi đầu cười ngố không nói gì bây giờ chúng nó đang ở đâu hình như quay lại xem trận đấu rồi thế cậu còn đứng đấy làm gì hồ lập trận trừng mắt không mau đuổi theo đi có bị phát hiện rồi cũng phải theo bảo vệ chúng nó dạ đội trưởng thiết thuẫn vội vàng đáp sau đó tắt quan não cúng cúng lao tới chỗ đại sảnh ở thành dưới tin tức truyền đi rất nhanh nhóm arin vẫn là dáng vẻ học sinh ngây thơ như trước nhưng những người trong đại sảnh không ai dám coi khinh họ sống được ở đây thì chắc chắn không phải đồ ngu chuột điên vì khinh địch mà rớt đài bọn họ không muốn nối gót gã chút nào, sáu người vừa bước vào, đại sảnh vốn huyên náo đột nhiên im lặng trong giây lát, rồi nhanh chóng ồn ào trở lại. Nhưng Arin biết ở nơi đây bọn họ đã có được sự tôn trọng, chí ít sẽ không còn ai chặn đường gây sự như chuột điên lúc trước. Thật là, đại sảnh rộng thế này, chúng ta còn phải ngồi ở ba khu khác nhau nữa, Dây ra nhìn vé trong tay, nhíu mày. Phi, bên cạnh họ đột nhiên bật ra tiếng cười, "Xin lỗi, tôi không cố ý." một thiếu niên trác phấn đầy mặt hoảng hốt nói, sao lại cười, lôi tranh hiếu kỳ hỏi. Cậu không thấy câu dê ra vừa nói có gì buồn cười cả, thiếu niên kia thấy họ không giận, chớp mắt mấy cái, rồi nói, trước giờ người đến đây xem trận đấu chưa từng ngồi đúng chỗ ghi trên vé, thế là thế nào, Samantha không hiểu, thiếu niên vội vàng giải thích cho họ, ở đây vé chỉ có tác dụng như vé vào cửa thôi. Vào đến đại sảnh rồi, muốn ngồi đâu còn phải xem thực lực bản thân thế nào chẳng lẽ đi xem còn phải đánh một trận à hạng phi nhíu mày không phải không phải thiếu niên lắc đầu vừa rồi các anh xử lý chuột điên đã đủ chứng minh thực lực của mình rồi nếu không định khiêu chiến trùm bang phái chỗ này thì đằng kia cậu hất cầm chỉ góc phía tây khu ghế bên kia tùy các anh chọn chắc không ai dám tranh đâu chung thịnh thấy hứng thú hỏi ồ khu ghế kia không phải có người ngồi rồi sao thiếu niên phì cười họ ấy à không có thực lực đương nhiên là phải đứng lên nhường chỗ rồi các anh yên tâm ở đây không có ai không biết điều thế đâu đồng thời cậu âm thầm bỏ thêm một câu nhất là khi các anh vừa xử lý xong chuột điên hiểu rồi cảm ơn cậu lôi tranh gật đầu ra chiều đã hiểu thì ra còn có chuyện như vậy nếu thế thì lúc trước hồ lập cấm họ không được đổi vé cho nhau chẳng phải rất đáng nghi sao hay là anh ta đã đoán trước được chúng ta sẽ có xung đột với người trong này còn có thể thắng Thiếu niên tươi cười nhìn họ. Nhưng khi Lôi Tranh nói cảm ơn rồi quay đi, trên mặt cậu không giấu được vẻ thất vọng, không như Lôi Tranh đơn thuần, Chung Thịnh khá là thành thạo trong việc xử lý mấy chuyện thế này. Anh mở quang não ra, trực tiếp kết nối với quang não trên tay thiếu niên, chuyển cho cậu ta 200 điểm tín dụng, thiếu niên liền vui ra mặt. May là trong số họ vẫn có người biết quy tắc. Cậu vui sướng nháy mắt với Chung Thịnh, rồi vội vàng rời đi, có 200 điểm này rồi, Hôm nay cậu không phải làm việc nữa. Trung Thịnh, sao cậu lại cho cậu ta tiền?" Lôi Tranh kinh ngạc nhìn Trung Thịnh. Trung Thịnh đành phải giải thích, "Người ta cung cấp thông tin cho cậu, cậu đương nhiên phải trả tiền rồi. Chẳng lẽ lại để người ta làm không công?" Lôi Tranh gãi đầu, thấy những người khác đều xem đó như chuyện đương nhiên thì im lặng gật đầu. Từ lúc vào trường đến giờ, ngoài chương trình học ra còn nhiều thứ khác mà ở Tinh Cầu Agricola nơi cậu sinh ra không thể học được. Người dân nơi đó đa phần là những người chất phát, chỉ vài câu như vừa rồi vốn chẳng cần đưa tiền để cảm ơn. Đương nhiên, có hiểu hay không cậu đều phải chấp nhận. Cậu cũng biết tính cách mình và tập quán sinh hoạt của người dân ở Agricola đều không phù hợp lắm với thời đại hiện nay. Ra khỏi nơi đó rồi tất phải thay đổi. Cái cậu cần học còn nhiều lắm, đi xem thôi, dê ra hào hứng nói. Mọi người cùng đi đến căn phòng nằm ở góc đằng Tây, đúng như thiếu niên kia nói, chỗ này gần như đã kín chỗ nhưng khi họ xuất hiện, có không ít người cảm thấy căng thẳng, một số còn chủ động đứng dậy nhường ghế, nhóm Trung Thịnh cũng chẳng khách khí. Những lúc thế này không cần phải khiêm nhường. Chọn được vị trí có góc nhìn tương đối tốt rồi, họ liền chiếm sáu chỗ liền nhau. Nói là góc nhìn tốt chứ thực ra chỉ là đối diện với màn hình thôi. Vé hồ lập mua là loại rẻ nhất, cho nên họ không thể ngồi tại hiện trường trận đấu, mà chỉ có thể xem qua màn hình rộng phát sóng trực tiếp. Dơ ra liếc xung quanh một vòng, nói với vẻ tiếc núi, chật, tiếc thật. Giá có bổng hay bia thì tốt, hạng phi hận không thể đập cho cậu ta một phát. Cậu tưởng đây là rạp chiếu phim hả? Bị hạng phi lượng đến phát hoảng, dơ ra rụt cổ theo phản xạ, lòng thầm hoáng, làm gì mà đột nhiên đáng sợ thế, lôi tranh lặng lẽ quay mặt đi. Liếc mắt đưa tình gì chứ, cậu không thấy gì hết, Arin và Trung Thịnh đương nhiên là ngồi cạnh nhau những người khác đều ăn ý giữ khoảng cách với hai người còn đám lính đánh thuê thì tránh họ càng xa ai cũng nhớ rõ người lên sàn quyết đấu với chuột điên lúc nãy chính là thanh niên vẻ ngoài xinh đẹp này bảo cậu ta vô hại thì ai tin để đảm bảo an toàn cách xa ra thì hơn tội gì vì một trận đấu mà không dưng đắc tội kẻ mạnh bọn họ ngồi được một lúc lính đánh thuê xung quanh mới lục tục ngồi xuống trước khi trận đấu bắt đầu có lẽ mọi người đều sẽ dồn hết mọi chú ý lên nhóm sáu người này. Một nhóm người mới không biết từ đâu đến, cũng có người nhận ra họ đến từ quân đội, nhưng số này không nhiều. Cho nên hầu hết mọi người đều bàn luận về lai lịch của họ. Mấy chuyện thế này dù là Arin hay Trung Thịnh đều không để ý đến. Nhớ hồi trước khi Arin là thiếu tướng trẻ tuổi nhất liên bang, những câu chuyện liên quan đến hắn đâu đâu cũng có. Nếu chỉ vì chuyện này mà sầu não thì hắn đã chết vì sầu từ lâu rồi trận đấu bắt đầu các lính đánh thuê cũng bắt đầu dời sự chú ý lên màn hình nhóm arin có sức hút lớn đến mấy cũng không vượt qua được đồng tiền những người ngồi đây ai chẳng cá cược liên quan đến tiền đương nhiên là phải tập trung rồi khi mọi người cùng theo dõi trận đấu arin và chung thịnh gần như đồng thời quay đầu nhìn một người đàn ông cao lớn người kia không hiểu vì lý do gì mà khi các lính đánh thuê chỉ muốn cách xa nhóm arin hắn lại chọn một vị trí đằng sau cách chỗ arin không xa Người đàn ông cao lớn vừa ngồi xuống, ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh nhìn chăm chú của Arin và Trung Thịnh. Hắn mỉm cười hàm hậu, thấy đối phương không phản ứng gì thì ngượng ngùng cúi xuống. Mẹ nó, hai thằng nhóc này, Thiết Thuận mắng thầm trong lòng. Hồ Lập, Trung Thịnh nhìn đến khi Thiết Thuẫn đưa mắt sang chỗ khác mới ghé tai Arin hỏi nhỏ. Tai Arin giật giật. Hơi thở nóng ấm của Trung Thịnh phả vào trong tai, làm hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác lạ thương chắc thế arin xoay đầu lại nhìn màn hình cố gắng kìm nén ham muốn được hôn chung thịnh dù là thời gian hay địa điểm đều không phải thời cơ tốt để hành động nghe được câu khẳng định chung thịnh vẫn không phát hiện ra arin có gì bất thường bắt đầu tập trung xem trận đấu không cần biết kiểu huấn luyện này có tác dụng gì với mình không nếu đây là lệnh của hồ lập thì anh sẽ hoàn thành thoạt nhìn cứ tưởng arin đang nhìn chăm chú vào màn hình nhưng thực ra hắn vẫn luôn âm thầm quan sát chung thịnh từ góc độ của hắn có thể nhìn rất rõ gương mặt của Trung Thịnh. Cái trán trơn bóng, sống mũi cao thẳng, và đôi môi không dày không mỏng, Trung Thịnh có một thân hình hoàn mỹ, vẻ mặt lãnh đạm, viền môi tinh tế. Có lẽ vì là nam nên môi Trung Thịnh hơi khô, có chỗ còn bị chóc da. Làm Arin rất muốn dùng lưỡi liếm ướt nó, Arin nhìn chăm chú. Khi hầu hết mọi người tập trung nhìn lên màn hình, không ai để ý rằng hắn vẫn luôn nhìn vào môi Trung Thịnh đến khi chung thịnh vô tình mím môi hắn mới giật mình tỉnh ra lặng lẽ nhìn sang chỗ khác adrin thản nhiên bắt chéo chân người khác nhìn vào chỉ thấy hắn đổi tư thế ngồi còn bản thân hắn thì biết mình bị đôi môi chung thịnh khơi dậy dục vọng có xu hướng lan dần xuống bụng dưới để tránh xảy ra chuyện nào đó xấu hổ hắn đành phải đổi tư thế để che giấu adrin người khác không cảm thấy gì nhưng chung thịnh vẫn nhạy cảm nhận ra lòng hắn đang không yên không có gì adrin bình thản nói Trung Thịnh đành phải dời sự chú ý lên màn hình lần nữa. Trận đấu kẻ đào vong hôm nay không tàn khốc như họ tưởng. Kẻ đào vong và thợ săn đều chỉ có một người. Với lại, kẻ đào vong lần này dường như không định phản kích, chỉ liên tục tìm đường tránh né, cuối cùng thành công thoát ra khỏi sàn đấu. Mẹ kiếp, đúng là vô dụng, một con chuột nhắc cũng không bắt được một tên lính đánh thuê ngồi gần đó bực mình, nói với người bên cạnh. Người bên cạnh cười ha ha, an ủi hắn, thôi nào, tên kia đào tẩu có tiếng muốn bắt hắn quả thật rất khó tao biết nhưng mẹ nó chứ ai ngờ thằng vô dụng kia ngay cả lông con chuột còn chẳng nhìn đến không hiểu thợ săn hôm nay đến từ chỗ nào nữa tên lính đánh thuê nọ vừa nói vừa rầu rĩ tao đã bảo mày đặt cho con chuột kia mà mày không nghe đáng đời một tên lính đánh thuê khác cười vui sướng trận đấu hôm nay lại giúp hắn kiếm được một khoản lớn thế nên lúc này tâm trạng hắn vô cùng tốt biến tên kia thẹn quá thành giận đẩy hắn ra, hậm hực bỏ đi, hết rồi, lôi tranh ngẩn ra, hỏi. Mặc dù trận đấu kéo dài những hai tiếng đồng hồ, nhưng kết quả này thật sự quá bất ngờ, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Trận hôm nay hết rồi, vẫn còn trận ngày mai, chung thịnh lại chẳng để tâm lắm. Những trận đấu thế này thường không có tuyển thủ cố định. Một số công tử giới thượng lưu thỉnh thoảng sẽ chen một chân. Mặc dù thành phố Berlut đã sớm quy định, bước lên sàn đấu sống chết tự chịu nhưng người được chọn làm kẻ đào vong cho các công tử ăn chơi thường lấy kẻ am hiểu lẫn tránh là chính đơn giản chỉ để thợ săn có thể sống đến khi trận đấu chấm dứt đương nhiên người quản lý của Blue sẽ không ưu tiên mấy người đó nếu chẳng may có thành phần nguy hiểm nào lọt vào thì họ không chịu trách nhiệm loại phạm nhân đó cũng không giết được thì chỉ có thể cách mình quá vô dụng mà còn là loại không biết thân biết phận đi thôi đã gần một giờ chiều hôm nay không còn trận đấu nào khác. Nghĩa là họ đã hoàn thành nhiệm vụ, từ mọi người cùng đáp, theo sau Trung Thịnh đi ra ngoài cửa lớn. Có điều, nét mặt có phần thất vọng, kết quả của trận đấu sáng nay đã sớm lan truyền. Cho nên trên đường về, có không ít người dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn bọn họ. Mọi người đều tỏ ra rất bình tĩnh trước những ánh nhìn chăm chú. Đương nhiên, không loại trừ khả năng có người thần kinh quá thô, không cảm nhận được gì. Lúc nhóm Trung Thịnh trở về, Hồ Lập đã ngồi chờ trong đại sảnh. Về rồi, Arin gật đầu, cảm giác thế nào? Hồ Lập mỉm cười, kẻ đào vong hôm nay là một con chuột, Arin vừa nói xong, Hồ Lập liền nhíu mày, đúng là xui xẻo. Vốn định cho tuổi này nhìn cảnh chém giết. Ai ngờ trận hôm nay lại là con chuột lên sàn đấu, ngay sau đó, gã cau mày, cười như không cười nhìn Arin. Con chuột, từ này nghe thì có vẻ rất tầm thường, trên thực tế lại là cách gọi chỉ lính đánh thuê lăn lộn lâu dưới này mới biết arin vừa đi xem lần đầu tiên sao lại biết nó arin nhìn gã nhẹ nhàng đáp nghe lính đánh thuê bên cạnh nói tôi thấy cách so sánh này rất chuẩn hồ lập nhướng mày gã không tin lời giải thích này lắm chẳng hiểu sao gã cứ có cảm giác thằng nhóc này ẩn chứa rất nhiều bí mật không đào móc thì thấy ngứa ngáy khó chịu được rồi thời gian buổi chiều mấy đứa tự sắp xếp đi sáng mai tập hợp ở đại sảnh hồ lập cũng không nhiều lời thông báo buổi chiều là thời gian tự do được arin gật đầu sau đấy hỏi đội trưởng cho tôi hỏi gần đây có chỗ nào để huấn luyện không đây là khu vực lính đánh thuê tụ tập chắc chắn phải có phòng huấn luyện phí sinh hoạt của các lính đánh thuê là dùng tính mạng để đổi lấy không tập luyện thường xuyên thì lên chiến trường chỉ có thể làm vật hy sinh cậu muốn ra ngoài huấn luyện đúng vậy hồ lập nhìn hắn lại nhìn những người khác còn mấy đứa thì sao đương nhiên là muốn đi huấn luyện rồi, Samantha trả lời đầu tiên. Cô còn đang nhớ thương kỹ thuật chiến đấu của Arin đây này, huống chi, xem thi đấu cơ giáp suốt một tuần, mình lại không có cơ hội lên sàn, thật là ngứa tay. Từ hồ lập gật đầu tỏ ý khen ngợi, từ đây đi về phía tây hai con phố là đến nơi mấy đứa muốn. Nhưng tôi nhắc trước, giá cả chỗ đó không rẻ đâu. Tôi không trợ cấp cho mấy cô cậu được, tôi hiểu, Arin mặt không đổi sắc đáp, giá cả với hắn chỉ là phù du chỉ cần mau chóng khôi phục lại sức mạnh dùng điểm tín dụng mua thời gian tính ra vẫn có lãi tiễn bước hồ lập mấy người nhìn nhau không kìm được sự hưng phấn trong lòng nhìn lâu thế rồi cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài đợi chút để tớ gọi phỉ nhi samantha nói mọi người gật đầu chờ samantha báo cho lâm phỉ nhi lạ thật không liên lạc được với phỉ nhi samantha đợi hồi lâu mà không thấy tín hiệu trả lời để tớ lên xem sao, nói xong cô chạy thẳng vào thang máy, lên tầng tìm người. Qua chừng 5 phút, Samantha đi xuống. Lạ thật, không thấy Phỉ Nhi trong phòng, Adrian nhíu mày, trực tiếp gọi cho Hồ Lập. Có chuyện gì? Hồ Lập vẫn là dáng vẻ lười biếng đó. Lâm Phỉ Nhi không ở trong phòng. Không liên lạc được, Adrian nói ngắn gọn rõ ràng. Ừ, Hồ Lập ngáp một cái, con bé đi tập huấn đặc biệt rồi, tạm thời không liên hệ với mấy đứa. Trong mắt Adrian lóe qua tia sáng tôi hiểu rồi đi đi không có chuyện gì thì đừng quấy rầy tôi hồ lập phất tay ngắt liên lạc lâm phỉ nhi đang tập huấn đặc biệt chúng ta đi thôi lời hồ lập nói lúc nãy mọi người đều nghe được cho nên không cần arin giải thích thêm dù lòng còn nghi hoặc mọi người vẫn vui vẻ đi tới phòng huấn luyện cách đây hai con phố lúc trước đã quen lịch huấn luyện dày đặc của trường đệ nhất hai ngày này lại chỉ đến tối mới tranh thủ tập được một chút cả đám đều thấy xương cốt rệu rạo rồi một đám người ở lì trong phòng huấn luyện quải bỉ chiêu. Giá chẳng rẻ chút nào, nhưng không sao. Vì có dê ra cho xem số tiền tiêu vặt trong tài khoản, còn hất mặt kiêu ngạo khoe khoang, anh đây rất có tiền. Ngoài Arin và Trung Thịnh, mọi người đều bạo phát, hung hăng tẩn cho cậu ta một trận. Cuối cùng, dê ra nước mắt tràn rùa trả toàn bộ chi phí tiêu tốn cả buổi chiều, còn hứa sau này mỗi lần đến đây, mọi chi phí cậu bao hết. Mặc dù có một đại gia coi tiền như rác, mọi người vẫn rất biết chừng mực. Chỉ chọn hạng một huấn luyện thích hợp với mình nhất. Phòng huấn luyện không rộng lắm, nhưng dụng cụ bên trong toàn là hàng cao cấp. Giá hơi đắt một chút, có điều lính đánh thuê lấy thực lực làm cần câu cơm thì không tiếc mấy đồng cho việc đó. À, thoải mái thật, Trung Thịnh vặn eo, thấy sảng khoái cả người. Huấn luyện vất vả xong được tắm nước nóng đúng là dễ chịu. Thật ra Trung Thịnh không yêu cầu gì nhiều với cuộc sống, chỉ cần đơn giản thế này đã làm anh thấy hạnh phúc rồi. Bước ra khỏi bồn tắm, lau khô thân thể. Trung Thịnh rất tự giác mặc quần lót, áo sơ mi, quần dài chỉnh tề rồi mới ra ngoài. Có lẽ hôm qua Arin nhiệt tình quá làm anh hơi sợ, bây giờ mà không bao kín toàn thân thì thấy không được tự nhiên. Trung Thịnh, qua đây mát xa cho tôi, Arin ra sớm hơn anh, lúc này đang ngồi trên giường sấy tóc, Trung Thịnh ngượng ngùng quay mặt đi. Ngài Arin chỉ mặc mỗi cái quần lót thật sự là khiêu chiến với người khả năng tự chủ kém như anh, còn ngay ra đó làm gì? lau tóc cho tôi trước đã thấy trung thịnh nhìn sang chỗ khác arin nhẹ nhàng nhếch môi cười khẽ mắng à được Chung thịnh vội vàng bước qua cố gắng tập trung vào mái tóc màu vàng nhạt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim cẩn thận tỉ mỉ lau tóc cho arin nói đến cũng lạ ngài arin trước nay đâu có thói quen này chẳng biết từ bao giờ anh lại có thêm một nhiệm vụ tóc arin rất mềm rất mỏng dùng máy sấy chỉ cần chưa đầy ba mươi giây là khô dùng khăn lâu lâu hơn chút nhưng vẫn không quá hai phút mát xa cho tôi tóc khô rồi arin thản nhiên nằm xuống giường ý bảo chung thịnh xoa bóp phó quan của hắn tay nghề phải gọi là đỉnh của đỉnh được chung thịnh đáp không do dự bàn tay dày rộng bắt đầu chậm rãi xoa ấn tấm lưng trần trắng nõn của arin kích thích từ nhiều góc độ làm arin nhanh chóng bật ra tiếng trên thoải mái ưng ừ, rất nhẹ âm mũi êm ái lại như một quả chu y nện thẳng vào chung thịnh chung thịnh bất giác dừng tay đầu óc vốn không nghĩ gì khác nay nhảy ra rất nhiều nội dung không lành mạnh dưới tay là làn da trắng mịn màng không một vết sẹo nhỏ chung thịnh chợt như thấy lại thân thể phủ đầy vết thương của arin thân kinh bách chiến ngày ấy chỗ đó làm sao người đằng sau đột nhiên dừng tay arin tất nhiên không thể không phản ứng à không có gì chung thịnh đỏ mặt vội vàng mát xa nghiêm túc Arin nằm sắp trên giường mỉm cười thật khẽ. Không ngờ Trung Thịnh lại có ấn tượng sâu sắc với cơ thể hắn như vậy. Ngay cả vết sẹo nhỏ xíu không có gì đặc biệt ở chỗ đó cũng nhớ kỹ. Nghĩ đến đây, Arin đột nhiên dừng lại. Đời trước Trung Thịnh làm phó quan của hắn, có rất nhiều cơ hội nhìn thấy cơ thể hắn. Hôm nay mới chỉ nhìn môi Trung Thịnh thôi hắn đã có phản ứng. Vậy Trung Thịnh lúc này, lơ đãng quay đầu lại, Arin liếc nhìn thân dưới Trung Thịnh. Chỗ đó được bao phủ bởi một cái quần dài, nhưng nếu bộ vị kia có phản ứng thì chắc chắn sẽ thấy rất rõ. Mắt Arin tối sầm. Chỗ đó của Trung Thịnh không phản ứng gì. Chẳng lẽ Trung Thịnh không có chút hứng thú nào với cơ thể mình, Arin? Sao thế, Trung Thịnh nhíu mày khó hiểu nhìn Arin đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt đối phương âm trầm, thoạt nhìn có hơi đáng sợ, Arin đột nhiên tóm lấy tay Trung Thịnh, đặt lên dây ngực mình, bàn tay tiếp xúc với làn da nhẵn nhụi. Trung Thịnh ngay ra nhìn Arin, gương mặt vốn lãnh đạm nay đỏ hồng từng chút một. Chuyện này, chuyện này, rốt cuộc là thế nào? Arin, Trung Thịnh xấu hổ muốn rụt tay lại. Nhưng cổ tay bị Arin nắm rất chặt. Anh thử vài lần không được, cũng không dám dùng sức. Nhìn thấy gương mặt ửng hồng tươi đẹp của Trung Thịnh, tâm trạng Arin mới tốt lên một chút. Hắn tiếp tục cố gắng, cầm tay Trung Thịnh xoa lên cơ thể mình. Khi lớp chai mỏng ở lòng bàn tay sượt qua đầu nhũ, hắn không kìm được trung rẩy, thân dưới nảy sinh phản ứng nào đó. Mặt Arin lại tối sầm. Vốn dĩ hắn định thử xem Trung Thịnh có dục vọng với cơ thể mình hay không. Ai ngờ, dục vọng của Trung Thịnh đâu chẳng thấy, thân dưới của mình đã tinh thần phấn chấn rồi, hai người rất gần nhau. Hành động của Arin lại mang đậm sắc thái. Cho nên khi quần lót của hắn dựng lên túp lều nhỏ, Trung Thịnh liền phát hiện ra, Trung Thịnh mấp máy môi, quẩn bách cúi đầu cái, cái thứ kia thật sự là quá rõ, anh có muốn bỏ qua cũng không làm được, thấy vẻ quẩn bách của Trung Thịnh, trong mắt Arin ánh lên ý cười. Hắn nâng cầm Trung Thịnh, nhẹ nhàng hôn, Trung Thịnh vội vàng nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm truyền từ môi đến. Trung Thịnh chẳng biết bị Arin đẩy xuống giường từ lúc nào, nụ hôn dịu dàng dần trở nên cuồng nhiệt, ư, ừ, tiếng trên rỉ tràn qua khóe môi. Trung Thịnh cứ để Arin tùy ý càng quét khoan miệng mình áo sơ mi mặc trên người chẳng biết đã ném đi đâu. Hai người cùng trần trụi dán sát vào nhau, dấy lên từng đợt trung rẩy, bàn tay Arin như có ma lực, chạm vào chỗ nào cũng để lại cảm giác tê dại, nơi nó đi qua nóng đỏ cứ như bị lửa thiêu đốt. Nếu không có đôi môi Arin làm dịu bớt, Trung Thịnh nghĩ mình thực sự sẽ bị lửa tình thiêu rụi, những cái vuốt ve cùng nụ hôn nồng cháy khiến hai người nhanh chóng trở nên hưng phấn. Cái thứ cưng cứng nào đó để sát vào nhau, chậm rãi cọ sát, dẫu cách một lớp quần vẫn khiến Trung Thịnh cả người run rẩy. Trung Thịnh, Arin thì thầm gọi tên Trung Thịnh. Thân dưới miếc lên chỗ đũng quần Trung Thịnh đầy tính ám chỉ, Trung Thịnh đỏ bừng mặt. Đương nhiên là anh hiểu Arin muốn gì. Cắn chặt trăng, xoay người nằm úp sắp xuống giường, anh bắt đầu cởi quần, nhưng mới cởi được hai khuy thì bị Arin ngăn lại. Hắn lật người Trung Thịnh lại, ngón tay vuốt ve chỗ phòng phòng lên dưới đũng quần như treo chọc. Tôi rất muốn em nhưng giờ chưa phải lúc ý trêu đùa trong mắt arin làm chung thịnh ngượng chín người uổng công anh sống lại một lần vậy mà lại quên đàn ông với nhau không chỉ có cách cắm vào mà còn nhiều phương thức khác để giải tỏa dục vọng anh chủ động nắm lấy phần thân dưới cứng phòng của arin kích cỡ của nó làm tim chung thịnh đập thình thịch như trống lúc này anh không biết mình đang sợ hãi hay vui sướng nữa cứ nghĩ đến một ngày nào đó thứ này sẽ tiến vào cơ thể mình anh lại không kìm nén được sự căng thẳng cái quần lót màu trắng đã bị thấm ướt một mảng. Những ngón tay linh hoạt chỉ cần vuốt nhẹ một cái là kéo ra được sợi tơ trong suốt, nhiệt độ trong phòng dần tăng lên. Trung Thịnh nắm lấy thứ nóng bỏng ấy sờ vuốt, đôi mắt lại vô thức nhìn lên trên, khuôn mặt Arin ửng hồng vì đắm chìm trong dục vọng. Đôi mắt khép hờ, hàng mi cong dài run run. Bờ môi hé thở ra luồng hơi nóng bỏng dồn dập, thỉnh thoảng lại có tiếng trên mang theo âm mũi trầm thấp bật ra sắc đẹp mê hoặc lòng người như thế, Trung Thịnh nhìn đến ngơ ngẩn. Anh chưa từng nghĩ khuôn mặt không biểu cảm của trưởng quan lại có lúc ngập tràn sắc dục như bây giờ, bất giác nuốt nước miếng, Trung Thịnh chỉ thấy thân dưới mình như muốn bùng nổ. Vốn định chờ Arin phát tiết xong, mình lại vào phòng vệ sinh giải quyết. Nhưng nay xem ra anh không nhìn được đến lúc đó, dù đang đắm chìm trong dục vọng, Arin vẫn không bỏ qua bất kỳ phản ứng nào của Trung Thịnh. Arin nhếch môi cười, lần theo cái quần dài cởi được nửa chừng lúc nãy, dễ dàng kéo quần lót chung thịnh xuống. Dương VT căng cứng nhảy bật lên, rồi bắn ngược trở lại, nện lên bụng chung thịnh. Mặt chung thịnh đã đỏ đến không thể đỏ hơn nữa. Anh lúng cúng muốn nhanh nhanh nhét thứ xấu xí đó vào lại trong quần, không để ngài Arin nhìn thấy. Đừng ngừng lại, Arin bất mãn hô khẽ, hơi thở nóng rẫy phả vào tai chung thịnh làm anh rùng mình. Bàn tay vừa ngừng do lúc nãy hoảng hốt lại tiếp tục công tác nhưng Trung Thịnh vẫn không từ bỏ ý định, cố rút bàn tay bị bắt dán lên ngực Arin ra, muốn nhét cái của mình về chỗ cũ. Em không nghe lệnh, Arin mở mắt ra, ánh nhìn mang theo mấy phần uy thế. Trung Thịnh cứng đờ người, không dám lộn xộn nữa, một tay nhẹ nhàng vuốt lên dây ngực Arin, tay kia ngoan ngoan tiếp tục sờ trên nắng dưới. Cái thứ thô to kia cứ thế lộ rõ trước mắt Arin. Khi Trung Thịnh ý thức được chuyện này, phân thân vốn hơi nhỏ đi do cảm giác hốt hoảng lo lắng, này lại căng mẩy đầy sức sống, chung thịnh không còn biết phải phải dùng từ gì để giải thích nữa. Rõ ràng anh muốn thứ đó mềm xuống, nhưng Arin cứ nhìn nghiêm túc như vậy, làm máu trong người anh sôi trào hưng phấn, dồn nhanh xuống thân dưới, thế là, dưới ánh nhìn chăm chú của Arin, cái đó của chung thịnh càng lúc càng lớn. Thậm chí lỗ nhỏ còn tiết ra chất lỏng trơn ướt, Arin, đừng, đừng nhìn, Trung Thịnh thấy mất mặt chết đi được anh vốn đã lo ngài arin sẽ phản cảm với bộ phân sinh dục của đàn ông rồi cho nên mới muốn che chỗ đó lại ai ngờ thứ kia không biết cố gắng gì cả chẳng những không thu nhỏ còn vì arin nhìn chăm chú mà càng thêm hưng phấn thậm chí run rẩy cứ như sợ arin không thấy ấy thật đáng yêu arin nhìn trong chốc lát rồi nhận xét chung thịnh xấu hổ sắp ngất đi rồi ngài arin khen thứ đó của anh đáng yêu sau đó ngoài đỏ mặt ra chung thịnh không còn chút phản ứng nào khác arin nói xong không chờ Trung Thịnh tỉnh táo lại đã đưa tay trực tiếp cầm lấy thứ thật đáng yêu đó. Trung Thịnh chợt trùng mình, bàn tay vô thức siết chặt, Arin lập tức đáp lại bằng một tiếng than khẽ. À, xin lỗi, Trung Thịnh lắp bắp nói. Vừa rồi chỉ là hành động theo phản xạ thôi, thật sự không phải anh cố ý. Arin liếc nhìn anh, xấu xa cắn cắn lỗ tai anh, thỉnh thoảng như thế một lần cũng tốt, nói xong, hắn miết Trung Thịnh nhỏ một cái như đáp trả. Trung Thịnh không nhìn được bật ra tiếng kêu trên thân dưới càng lớn hơn đúng như arin nói thỉnh thoảng làm như thế quả thật rất khoái arin lại hôn tiếp chung thịnh cũng nhắm mắt thả lỏng cơ thể đón nhận nụ hôn của đối phương bàn tay ve vuốt xoa nắng hạ thân cho nhau chẳng có kỹ thuật cao siêu gì nhưng có tình cảm nồng cháy nên không còn quan trọng nữa a à, chung thịnh thét lên rốt cuộc bùng nổ dục vọng phân thân bắn ra chất lỏng màu trắng đục arin cũng lên tới cao trào trong bàn tay chung thịnh hai người nằm nhòi trên giường, không ai muốn nhúc nhích. Mặc dù tay có cảm giác dinh dính, nhưng Trung Thịnh không ghét chút nào, đó là của Arin. Chỉ cần vậy thôi, đừng bảo là dính lên tay, cho dù bảo anh nuốt anh cũng không hề do dự hay nhíu mày. Nghỉ chừng 10 phút, Arin đứng dậy, hôn lên má Trung Thịnh một cái rồi vào toilet, Trung Thịnh vẫn nằm đường trên giường. Cặp mắt mù sương mơ màng nhìn trần nhà. Lần tiếp xúc thân mật hôm nay càng khiến anh thêm tin tưởng Arin. Vốn còn lo Arin đời trước là dị tính luyến, đời này có thích mình thì có lẽ vẫn phản cảm với cơ thể đàn ông. Nhưng biểu hiện của Arin hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Arin chẳng những không phản cảm, mà còn rất có hứng thú với cơ thể anh. Có điều này làm trụ cột, anh nghĩ tình cảm của mình và Arin sẽ phát triển thuận lợi. Ánh đèn trên trần nhà hơi chói. Chung thịnh nheo mắt lại, nâng tay lên muốn cản bớt ánh sáng, tay nâng lên trước mắt anh lại thấy chất lỏng trăng trắng dính trên đó. Qua được một lúc rồi, chất lỏng bắt đầu khô dần, đó là của Arin, ý thức được điều này, chung thịnh như bị ma xui quỷ khiến liếm nó. Mùi tanh nồng đậm hương vị đàn ông tràn ngập khắp khoang miệng, Arin vừa bước ra khỏi phòng tắm, thấy cảnh này, hạ thân lại cứng. Dục vọng vừa phát tiết này có xu thế dân trào trở lại, tiếng đóng cửa làm chung thịnh giật mình. Ngẩng lên liền đối diện ánh nhìn nóng bỏng của Arin. Trung Thịnh lại lần nữa xấu hổ vô cùng, bị Arin nhìn thấy rồi, chuyện mất mặt như thế, Trung Thịnh mặt đỏ như gất, cúi gầm đầu xuống, tay chân lúng cuốn cài lại khuy quần, bất chấp trên tay còn dính chất lỏng chưa khô hết. Lúc này anh chỉ muốn mau mau chóng chóng thoát khỏi tầm mắt Arin, ngay lúc anh mặt đỏ bừng bừng chạy vọt vào phòng tắm, Arin đi ngang qua bên cạnh đột nhiên ngăn lại. Nếu em thích, chúng ta có thể thử một lần, Arin nói với vẻ mặt nghiêm trang. Nói xong, cái lưỡi đỏ mọng còn liếm liếm khóe môi đầy mờ ám. Thích. Thử một lần, Chung Thịnh vốn không hiểu gì, nhưng nhìn động tác liếm môi của Arin liền hiểu. Sau đó, máu nóng dồn hết lên mặt, bất chấp mọi thứ, đẩy Arin ra, chạy tót vào phòng tắm. Ha ha, vào phòng tắm rồi, anh vẫn nghe được tiếng cười sang sảng của Arin. Chung Thịnh đứng trước gương, tay ông hai má nóng bừng, thầm mắng mình, mày đúng là đồ kém cỏi sống lại một lần rồi mà còn bị ngài Arin 18 tuổi đùa giỡn, đây chắc chắn là ảo tưởng quá độ. Một hôm, phu nhân Clifford muốn mua quà sinh nhật cho Arin bé nhỏ nhà mình, phải là một chú cúng trung thành, còn có thể làm bạn với Arin bé bỏng. Giống kiểu thú nhân, cô nghĩ mãi, quyết định không mua cúng con giống thuần chủng. Sợ nuôi chó ngao bạn nhỏ Arin lại càng không đáng yêu, dạo quanh một vòng, cô mua được một chú cúng con có màu lông ấm, đã được huấn luyện, tên là Trung Thịnh. Từ sau khi mang nó về nuôi, phu nhân Clifford phát hiện đằng sau Arin bé bỏng của cô có thêm một cái đuôi nhỏ, Trung Thịnh. Hai đứa phải nói là như hình với bóng. Đến khi Trung Thịnh trưởng thành, một tháng sẽ có khoảng dăm ba ngày không thấy cái đuôi to này đâu. Lại qua vài ba năm nữa, Arin chung quy cứ có cảm giác mấy ngày Trung Thịnh không đi theo mình đó có vấn đề. Càng không thể tha thứ hơn, Trung Thịnh thế mà lại kháng cự cái ông của cậu. Chủ nhân là cậu đây vốn ghét tiếp xúc thân mật với người khác đã tỏ vẻ trân trọng rồi, vậy mà, càng nghĩ càng thấy bực, đương lúc cậu muốn củng cố uy nghiêm của chủ nhân thì, hôm đó là ngày nghỉ của Trung Thịnh. Nếu không nghỉ, thì buổi sáng đúng 6 giờ sẽ đến chờ trước cửa phòng Arin. Chủ nhân càng lúc càng bất mãn, quyết định đi dạy dỗ chú chó nhà mình một trận, lại đột nhiên nhận ra mình không hề biết Trung Thịnh ở phòng nào. Sau khi hỏi người hầu, Arin đi tới phòng Trung Thịnh, màn chưa kéo căn phòng có vẻ tối tăm. Cái chăn phòng phòng phủ kín làm người ta không thấy được Trung Thịnh đang làm gì, nhưng, trong phòng tràn ngập mùi, tiếng thở dồn dập của Trung Thịnh, và tiếng gọi, Arin, mềm nhẹ. Arin dứt khoát, bỏ chạy. Được rồi, ảo tưởng chấm dứt. Vốc nước lạnh hắt mạnh lên mặt mình một lúc lâu, Trung Thịnh mới xem như tỉnh táo lại. Cởi quần áo ra, tắm thêm lần nữa. Đến khi định ra ngoài, lại buồn bực. Lúc nãy anh vào vội quá, quên không lấy quần áo để thay trong này chỉ có quần lót và quần dài dính đầy dịch thể của arin anh có bình tĩnh mấy cũng không dám mặc lại chúng đi ra ngoài nhìn cái khăn mặt nhỏ duy nhất treo trên mắt chung thịnh càng buồn bực chắc chắn là không thể để trần ra ngoài rồi cho dù anh vừa thân mật với ngài arin cũng nhất quyết không được nhưng nếu dùng cái khăn bé kia thì chung thịnh ước lượng một chút nếu buộc quanh eo thì nó chỉ tạm che được góc đùi không cẩn thận một cái là thằng nhỏ Trung Thịnh lộ ra ngay, Trung Thịnh vào đầu gãi tay nhìn cái khăn mặt. Thôi, có còn hơn không, cùng lắm thì ra ngoài mặt ngay cái quần lót vào, chuẩn bị tâm lý xong, Trung Thịnh cẩn thận buộc khăn mặt quanh eo, chỉnh lên chỉnh xuống, chắc chắn mình không bị lộ rồi mới ra ngoài. Nhìn đến Arin thân trần nằm thoải mái trên giường đọc sách, anh lại không kìm được đỏ mặt, chết tiệt, sao mình không biết mặt mình lại dễ đỏ thế này? Trung Thịnh thầm mắng sau đó mới cố tỏ ra bình tĩnh đi đến tủ quần áo tìm quần lót, Arin chỉ mỉm cười nhìn Chung Thịnh, bịt tai trộm chuông. Hắn cảm thấy sau chuyện vừa rồi, Chung Thịnh trở thành một chú chó đề cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi, hắn có thể khẳng định, nếu giờ hắn đột nhiên sờ mông Chung Thịnh, cậu sẽ dựng hết cả lông lên. Trong đầu hiện ra hình ảnh chú chó Chung Thịnh lông đuôi xù bông lên, Arin liền bật cười, Chung Thịnh mới thay quần lót xong, ngạc nhiên nhìn ngại Arin ánh nhìn ngẩn ngơ đó dường như làm đối phương hài lòng, còn gợi lên một ý đồ cực kỳ xấu xa nào đó. Lại đây, Trung Thịnh chẳng hiểu gì đi qua đó. Cúi đầu, cúi người. Cúi đầu, Arin mỉm cười xoa xoa đầu anh, rồi nói, ngoan lắm. Đi đi, Trung Thịnh, hả, có ý gì? Trung Thịnh mù mờ không hiểu, Arin không giải thích, chỉ sờ soạn eo anh một cách mờ ám, thành công khiến anh sợn da gà, rồi bình tĩnh kéo chăn qua đắp, đi ngủ. Vì mấy hành động chẳng hiểu ra làm sao này của Arin, Trung Thịnh cảm thấy vô cùng rối rắm, chung quy cứ có cảm giác vừa rồi ngài Arin hình như coi anh là thú cưng. Trung Thịnh gãi đầu, nghĩ không ra ý nghĩa mấy hành động đó nên không nghĩ nữa. Dù sao ngài Arin đời trước và đời này có quá nhiều khác biệt, chỉ riêng chuyện khuynh hướng đã lựa chọn khác nhau rồi. Thân là phó quan, điều anh cần làm là từ từ thích ứng với sự thay đổi của trưởng quan. Những cái còn lại không cần anh phải suy xét. Từ ngày hôm sau, bọn họ bắt đầu chuỗi ngày quan sát các trận đấu. Ngoài trận đầu tiên kẻ đào vong là con chuột ra, những trận sau đấy đều vô cùng ác liệt. Kẻ đào vong, thợ săn, song phương tranh đấu anh chết tôi sống. Hầu hết người thua cuộc đều là kẻ đào vong. Thỉnh thoảng mới có thợ săn thất thủ, chém vết máu me. Tranh đấu trực tiếp bằng sát thịt. Mỗi một trận đều khơi màu bản chất bạo lực khát máu trong sâu thẳm con người tổ sáu người ngay ngày đầu tiên đã có chút danh tiếng, mấy ngày sau đó đều không gặp phải rắc rối gì. Ngoài dê ra và hạng phi mới đầu không thích ứng được ra, đợt rèn luyện này của họ xem như khá thuận lợi, lần này thời gian cũng kéo dài gần một tuần. Trong một tuần này, hồ lập gần như không xuất hiện. Nhưng mà người đàn ông cao to kia thì cứ lượn qua lượn lại trong tầm mắt chung thịnh với Arin suốt, ngày thứ bảy kết thúc. Hồ lập gọi mọi người tập hợp lại với nhau cùng đến nơi còn có lâm phỉ nhi bảy ngày trời không thấy bóng trông còn tiều tụy đi nhiều phỉ nhi sao cậu lại thành ra thế này samantha kéo lâm phỉ nhi lại gần kiểm tra trên dưới một lượt còn dùng ánh mắt ngờ vực đảo qua nhìn hồ lập tớ không sao lâm phỉ nhi nhoẻn miệng cười trong cô có vẻ gầy gò nhưng ánh mắt lại sáng rỡ chung thịnh nhìn lâm phỉ nhi trong mắt thoáng qua nét ngạc nhiên anh đi qua những người khác lại gần cẩn thận quan sát lâm phỉ nhi rồi mỉm cười nói chúc mừng cậu, Phỉ Nhi. Lâm Phỉ Nhi rất ngạc nhiên khi Trung Thịnh phát hiện ra bí mật của mình, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại, cảm ơn, chúc mừng. Chúc mừng cái gì, dơ ra thọ mặt ra, Hiếu Kỳ nhìn Lâm Phỉ Nhi, muốn nhìn cho ra cô có điều gì đáng để chúc mừng. Arin cũng tiến lên vài bước, nói với Lâm Phỉ Nhi, chúc mừng. Nhìn Arin với Trung Thịnh chúc mừng Lâm Phỉ Nhi, mọi người liền hiểu ra, chắc chắn Lâm Phỉ Nhi đã có chuyện vui gì đó rồi. Thế là mọi người xung quanh Lâm Phỉ Nhi, nhìn trên ngó dưới, cứ như muốn nhìn cô đến ra hoa. Lâm Phỉ Nhi đứng thẳng hiên ngang, để cho mọi người đảo mắt nhìn qua nhìn lại mình. Hình như, Phỉ Nhi có gì đó thay đổi, Hàng Phi nói với vẻ không chắc chắn. Cậu không biết cụ thể Lâm Phỉ Nhi thay đổi ở điểm nào, chỉ mơ hồ cảm thấy khí chất của cô có gì đó khác trước. Nói thừa, Phỉ Nhi chắc chắn là thay đổi rồi. Còn cần cậu nói ra nữa sao, gơ nhìn khinh bỉ. Hạng Phi chẳng hề do dự đạp cho cậu ta một phát, thế là hai người lại quần ẩu trong đại sảnh. Mọi người sớm đã quen cảnh này, vẫn bình tĩnh tiếp tục quan sát Lâm Phỉ Nhi, tớ cũng không nói rõ được. Cứ có cảm giác Phỉ Nhi có gì đó khang khác, lôi tranh gãi đâu Cậu cũng có cảm giác như Hạng Phi, chỉ là không thể nói cụ thể ra ở điểm nào, có cảm giác Phỉ Nhi hình như, từng, trở nên cao quý hơn, Samantha nhíu cặp mày sâu róm. Cái cảm giác đáp án nằm ngay trước mắt mà không đoán ra được này thật chẳng dễ chịu chút nào phi lâm phỉ nhi bật cười gì mà cao quý chứ lại còn lạnh lùng cao quý có phải cậu không biết hoàn cảnh gia đình tớ đâu chỉ là bậc trung thôi áo cơm không lo nhưng chẳng phải quyền quý gì hề hề samantha cười cười cô chỉ nói ra cảm nhận của mình thôi có đúng hay không cô cũng không chắc này mấy cậu rốt cuộc đã tìm ra chưa tớ với hạng phi đánh sắp xong rồi đây này dê ra vừa đấm cho hạng phi một phát vừa hô hạng phi đáp trả cậu bằng một cú đá kéo giãn khoảng cách giữa hai người không sao tớ không vội các cậu cứ từ từ thảo luận không được thật sự đoán không ra chung thịnh cậu nói đi lôi tranh sắp sửa dán mũi lên người lâm phỉ nhi rồi mà vẫn không tìm ra được điểm gì đặc biệt mặt vẫn là mặt dáng người không đổi từng hình như ngực to hơn một chút không đúng mình nghĩ đi đâu thế này lôi tranh mặt đỏ hồng vội vàng đứng thẳng người không dám nhìn lâm phỉ nhi nữa Trung Thịnh nhìn cười, đang định nói đáp án lại để ý đến Hồ Lập vẫn giữ im lặng nãy giờ, lời chưa ra khỏi miệng đã đổi, để đội trưởng công bố đáp án đi thì hơn. Anh ấy mới là người làm phỉ nhi thay đổi, Hồ Lập thầm mắng nhóc con lanh lỏi. Có điều, từ biểu hiện lúc nãy của Trung Thịnh và Arin, gã có thể xác định hai đứa này không đơn giản như bề ngoài. Dám dở trò trước mặt Hồ Lập này, phải lôi hết cả gốc gác chúng nó ra mới được. Hạng Phi với Dê Ra nghe thấy chuẩn bị công bố đáp án, vội vàng dừng tay, chạy qua đó. Đánh nhau thì ngày nào chẳng được, bỏ qua chuyện này là phí lắm. Hồ Lập nhìn một đám hiếu học, thấy hả lòng hả dạ. Thật là, lâu lắm rồi không thấy những ánh mắt khát vọng thế này. Đám đội viên của mình toàn bị dạy dỗ đến nhờn rồi, chẳng thèm tôn kính đội trưởng là gã nữa. Thật ra cũng không có gì, Hồ Lập cố ý nói bằng giọng thản nhiên, chỉ là tinh thần lực vượt qua ba nghìn thôi. Cái gì? mọi người kinh ngạc hô lên chỉ có arin và trung thịnh là bình tĩnh những người khác tập thể rất cầm tinh thần lực trên ba nghìn điều này có ý nghĩa gì nghĩa là lâm phỉ nhi chỉ cần học thêm kỹ thuật điều khiển chiến hạm là có thể trực tiếp ngồi vào ghế lái rồi đương nhiên với tư chất như lâm phỉ nhi thì tinh thần lực trên ba nghìn chẳng có gì khó khăn chỉ cần kiên trì bền bỉ rèn luyện sớm muộn gì cũng đạt nhưng chỉ một tháng trước đây tinh thần lực của lâm phỉ nhi mới có chín trăm sáu mươi bảy con số này đã đủ khiếp hải rồi. Vậy mà một tháng sau đã lên đến hơn ba nghìn rồi, không thể nào, hạng phi ngớ người. Tinh thần lực của cậu đã được coi là rất cao rồi, nhưng so với Lâm Phỉ Nhi vẫn chẳng là gì, mấy người còn lại như Trung Thịnh, Samantha tinh thần lực chưa đạt nổi ba trăm lại càng khỏi phải nói. Đúng là bước nhảy vọt khó tin, cậu làm cách nào mà nâng cao nhanh được như thế, lôi tranh há hốc mồm kinh ngạc. Đáp án này của Hồ Lập đúng là quá bất ngờ, có thể nói vượt xa tưởng tượng của mọi người. Lâm Phỉ Nhi cười ngượng ngùng, vẻ mặt lại vô cùng kiêu hãnh, đội trưởng mang tớ đi huấn luyện tinh thần lực siêu cấp, huấn luyện tinh thần lực siêu cấp, gây ra bật thốt lên. Trong số những người ở đây, có lẽ chỉ có cậu, Arin và Chung Thịnh mới hiểu huấn luyện tinh thần lực siêu cấp là gì. Mấy người khác đều tỏ vẻ thắc mắc nhìn Lâm Phỉ Nhi, Chung Thịnh và Arin cũng phải ngạc nhiên. Dù đoán được Lâm Phỉ Nhi nâng cao tinh thần lực nhanh chóng như thế là nhờ một loại huấn luyện tàn khốc nào đó, nhưng khi nghe đáp án chính xác, họ vẫn phải giật mình, đừng làm mọi người sốt ruột. Mau nói đi, huấn luyện tinh thần lực siêu cấp là gì? Samantha vội vàng hỏi, dê ra đần mặt ra một lúc rồi giải thích cho mọi người, nội dung cụ thể của loại huấn luyện này là gì thì tớ không biết. Nhưng bố tớ từng nhắc đến nó một lần, từng, nếu tớ nhớ không nhầm thì anh họ tớ từng thử huấn luyện một lần nghe bảo chỉ cần vượt qua là tinh thần lực sẽ tăng vọt đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có tư chất nếu tư chất kém cỏi thì vượt qua khóa huấn luyện này cũng vô dụng tớ không biết một đợt huấn luyện kéo dài bao lâu nhưng anh họ tớ mới qua nửa tiếng đồng hồ đã không chịu nổi bố tớ bảo sau đấy mỗi lần có ai nhắc đến khóa huấn luyện này trước mặt anh ấy là mặt mũi anh ấy lại trắng bệch mọi người đều giật mình kinh hãi mặc dù giơ ra không nói được nội dung cụ thể nhưng một người đàn ông còn không chịu nổi 30 phút đã đủ thấy nó tàn khốc nhường nào. Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Phỉ Nhi tràn đầy ngưỡng mộ. Xem ra để hoàn thành khóa huấn luyện này, 7 ngày qua Lâm Phỉ Nhi đã phải trải qua rất nhiều gian khổ. Là con gái nhưng tính cách kiên cường đã giúp cô trổ hết tài năng, tỏa sáng trong số biết bao người. Ha ha, Phỉ Nhi, cậu giỏi thật đấy, Samantha vui sướng nhảy cẩn lên, ông chặt lấy Phỉ Nhi, ép cô vào bộ ngực đầy đặn của mình. Ung um, ung, um, lâm phỉ nhi không kịp nhìn kỹ, cả khuôn mặt đã vui vào ngực Samantha, lập tức thấy khó thở, đành phải vung vẫy hai tay cầu cứu. Ha ha ha, mọi người đứng xung quanh không nhìn được phá lên cười, nhìn Samantha ngượng ngùng kéo phỉ nhi ra. Được rồi được rồi, cười thế đủ rồi. Quan sát suốt mấy ngày nay chắc mấy đứa cũng quen rồi nhỉ, Hồ Lập sợ soạn người mình, mò ra cái bật lửa. Các học viên lập tức ngừng cười, gật đầu nghiêm túc. Lúc trước Hồ Lập từng ám chỉ với Hỏa Yến. Bọn họ đều đã hiểu. Cho nên, mọi người đoán có lẽ Hồ Lập chuẩn bị đưa họ lên sàn đấu, quen rồi thì tốt. Mấy đứa mau về phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi, Hồ Lập ngáp một cái, quể oải xoa xoa mắt, đào ra được ít dĩ mắt, tùy tay bắn ra ngoài, Arin nhíu mày, dịch sang bên cạnh một chút. Cái thứ bé tí đó bay sạc qua má hắn, chung Thịnh lập tức trận mắt lường Hồ Lập. Nếu không phải anh ta là huấn luyện viên thì anh đã xông lên dậy cho một trận rồi. Đương nhiên, kết quả đều sẽ là anh bị đánh. Dù là đời trước anh vẫn không dám chắc có thể đánh được Hồ Lập. Hồ Lập hít mắt lại, cười hề hề xấu xa, rồi nhìn sang chỗ khác. Cái gì? Chuẩn bị đi, Samantha tròn mắt há hốc mồm hỏi lại. Còn tưởng được lên đài, đấu đá giao thật súng thật, ai ngờ Hồ Lập lại muốn đi. Quá là thất vọng, làm sao? Không đi chẳng lẽ mấy đứa muốn ở lại, lúc trước anh bảo bọn tôi phải lên sàn đấu cơ mà, dê ra cũng hỏi với giọng điệu đầy thất vọng tôi từng nói thế à hồ lập hờ hững hỏi lại đương nhiên rồi dê ra trả lời rất chắc chắn à lúc ấy tôi nói thế nào anh bảo mấy ngày nữa muốn dẫn chúng tôi đi kiếm một khoản thế à hồ lập xoa cầm, ra vẻ hoài nghi có đúng là tôi nói như thế không dê ra thấy chán nản mẹ nọ mới chưa đầy nửa tháng đấy ông ạ à, ông có cần đảng trí như thế không dê ra vẻ mặt nghiêm túc gật đầu trong lòng thì chửi lấy chửi để cậu cũng nói rồi đấy, là kiếm một khoản chứ không phải bỏ ra một khoản. Bây giờ mà cho các cô cậu lên sàn khéo tôi thua đến không còn quần mà mặc, hồ lập lại khôi phục cái vẻ lười nhác mọi khi, nhìn dê ra như nhìn một thằng ngu. Mọi người, được rồi, mặc dù trong lòng rất bi phẫn, họ vẫn phải thừa nhận hồ lập nói đúng. Với năng lực bây giờ của họ, dù tham gia thi đấu cơ giáp hay trận đấu của kẻ đào vong, họ đều chỉ có thể làm đồ ăn, mà còn là món ăn thơm ngon, dễ tiêu hóa nữa. Mọi người có nôn nóng muốn thử sức mình đến mấy cũng không thể để bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, như thế là không có trách nhiệm với chính bản thân mình. Cho nên, dẫu không cam lòng, họ vẫn không phản bác Hồ Lập. Được rồi, không nói nhiều nữa, mau thu dọn đồ đạc đi. Lát nữa chúng ta sẽ trở về, Hồ Lập vung tay đuổi họ đi thu dọn hành lý. Mọi người không nói thêm gì, 5 phút sau đã mang hành lý xuống đại sảnh tập trung. Sau một hồi, lưu luyến phút biệt ly với họa yến, hồ lập dẫn họ lên chiếc xe huyền phụ quen thuộc nhưng lần này ngoài họ ra trong xe còn mấy người khác một người đàn ông gầy gò nhìn không rõ mặt cả thân hình như ẩn trong bóng tối một người phụ nữ xinh đẹp thân hình yếu điệu diện mạo ngay thơ thuần khiết nhưng lại cho người ta cảm giác gợi cảm quyến rũ một anh chàng vẻ mặt hiền hòa hàm hậu thân hình khôi ngô cường tráng ba người này đã chờ trong xe từ trước chung thịnh vừa mới bước vào khoang xe lập tức bắp cơ toàn thân căng lên ánh mắt sắc bén kinh người không sao arin theo sát sau đó đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng chung thịnh lập tức một màn thần kỳ xảy ra cứ như một con thú to lớn được trấn an chung thịnh thu lại ánh nhìn sắc lẻm khí thế khiếp người tan biến dường như chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người lúc này trông anh thật hiền lành vô hại gương mặt hơi lãnh đạm nhưng thoạt nhìn chỉ như một người rất bình thường ngay lúc chung thịnh thay đổi ba người trong xe cũng lập tức phản ứng Người đàn ông gầy gò ngón tay rung lên, chỗ cổ tay áo thò ra một vật màu đen sắc nhọn. Người phụ nữ xinh đẹp nheo mắt, tay bất giác lần xuống hông. Anh chàng khôi ngô càng trực tiếp hơn, sờ lên thiết bị màu xám bạc đeo ở cổ tay phải, nhưng chưa kích hoạt. Một giây ngắn ngủi, chung thịnh từ một người vô cùng khí thế trở thành hiền lành vô hại. Sự tương phản cực lớn khiến ba người ngay ra trong giây lát, phi, người phụ nữ bật cười đầu tiên. Cô khẽ cắn môi, cười đến run cả người người đàn ông gầy gò mặt mày xa sầm im lặng không nói gì, rụt vào bóng tối, cả gương mặt trở nên mơ hồ. Người đàn ông cao lớn giật giật khóe mắt, im lặng xoay mặt đi, thu tay lại. Cái đám nhóc này, lại làm mình mất mặt rồi. Sao thế, chung thịnh mặt không đổi cùng Arin chọn vị trí ngồi gần phía trước. Dê ra theo sát đằng sau, lúc bước lên xe nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp lập tức mắt sáng lóe, nhưng tiếng cười bật lên sau đó làm cậu chẳng hiểu gì. Mình có chỗ nào đáng cười chứ? cậu cúi đầu nhìn mình, một bộ quần áo hơi tùy tiện chút, loại phổ thông, khóa quần có kéo cẩn thận. Sao cô nàng xinh đẹp kia vừa thấy mình lên xe liền cười rủ rượi, nghĩ cái gì đấy, mau lên, hạng phi đi sau dê ra mất kiên nhẫn đẩy cậu một cái. Tên này không dưng đứng chắn cửa làm gì, dê ra đầy đầu dấu chấm hỏi tìm một chỗ ngồi xuống. Lại nhìn cô nàng kia, thấy người ta vẫn cười lấy cười để, lặng lẽ rụt đầu, thôi, phụ nữ đầu óc có vấn đề, có đẹp nữa cũng phải giữ khoảng cách. Samantha, Lâm Phỉ Nhi, lôi tranh lận lượt lên xe. Mặc dù ngạc nhiên vì trên xe còn ba người khác, nhưng không ai nói gì. Họ hiểu rõ bản lĩnh của Hồ Lập. Nếu ba người này có thể lên xe thì chắc là quen biết đội trưởng. Ba người này, người cao to tên Thiết thuẫn, còn cái cô đang cười rũ rượi kia gọi là Quá Phụ Đen, và Shadow mày lộ mặt thì chết à, Hồ Lập mắng, tiện tay ném thứ gì đó qua đấy. Người đàn ông sắc mặt u tối kia bắt lấy. Là gạt tàn trong xe, hết chương 100, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.